Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 162. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo, từ trên trời vang lên. Chỉ gặp một người thanh niên, quanh thân lưu động kim mang, như sao rơi bay vút tới, chính là Diệp thần. Ngươi xem, hắn không phải đã tới sao? Huyền Thương Tinh thấy Diệp thần bóng người, nhất thời cười lên, trong mắt không ngừng lóe lên ánh sáng, không biết đang tính toán chút gì. Tới đúng dịp. Huyền Thương Hạc hừ một tiếng. Đây chính là thần quốc đệ nhất thiên tài, Diệp thần. Đồng thời đắc tội Đan Hoàng Đại Sư và Càn Khôn Nhị Lão, hắn còn dám xuất hiện, đơn giản là tự tìm cái chết. Toàn trường các khán giả, thấy Diệp thần hạ xuống, đều là một phiến xôn xao. Lúc này Diệp thần, hai tay chắp sau lưng, quanh thân nhàn nhạt thần hỏa tràn ra. Cha, hắn tới. Dương Đằng thần sắc phức tạp, nhìn về phía Đan Hoàng Dương Liệt. Diệp thần khí thế kinh người, hiện ra vô thượng thần hỏa thần thông, nếu muốn tiêu diệt hắn, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Đừng hoảng hốt, trước đánh bại hắn nhuệ khí, cùng bắt được pháp hoa mất đi thiên bí tịch sau đó, lại đem hắn chém giết. Đan Hoàng Dương Liệt ánh mắt âm trầm, âm thầm truyền âm đi ra ngoài. Hôm nay Đan Tôn đại hội, hắn chí ở tất được. Chỉ cần đoạt cúp, là có thể bắt được pháp hoa mất đi thiên bí tịch, đây chính là 33 thiên hồng mông cổ pháp, có vô cùng lợi hại mất đi thiên uy, một khi luyện thành, đủ để tiêu diệt hết thảy kẻ địch. Đây cũng là danh chấn thần quốc thiên tài Diệp thần, nếu là có cơ hội, nhất định phải xóa bỏ người này. Đế Uyên Điện bên kia, Tư Không Liệt nhìn Diệp thần bóng người, cũng ở đây yên lặng tính toán. Một thiên tài, nếu như lớn lên, có thể sẽ cho Đế Uyên Điện mang đến to lớn uy hiếp, có thể xóa bỏ, dĩ nhiên là xóa bỏ cho thỏa đáng. Thằng nhóc này, hai ngày trước lại có thể bộc phát ra lão tổ tông uy áp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỗ khách quý ngồi, Thanh gia tộc trưởng Thanh Trấn Trung, thấy Diệp thần xuất hiện, trong lòng kinh nghi bất định. Hai ngày trước ở Thanh gia tổ địa, Diệp thần trên mình thả ra thái cổ đan tôn uy áp, vẫn để cho hắn trí nhớ sâu sắc. Hắn thậm chí một lần hoài nghi, Diệp thần chính là thái cổ đan tôn chuyển thế. Ở rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Diệp thần thu hồi lửa cánh, đáp xuống, rơi vào nguyên bản thuộc về Thanh Thu Vân vị trí. Hắn nhìn khắp bốn phía, yên lặng nhìn từng đạo bóng người. Dương Liệt, Dương Đằng, Thanh Trấn Nam, Tư Không Liệt, Càn Khôn Nhị Lão, hắn từ mỗi trên người một người, cũng bắt được mơ hồ ý định giết người. Lại có thể cũng muốn giết ta, ta có như thế đáng hận. Diệp thần sờ một cái lỗ mũi, nhưng là có chút bật cười khanh khách. Hắn cũng biết, hôm nay Đan Tôn đại hội, nhất định hung hiểm trùng trùng, nhưng vì cướp lấy huyết mạch sơ khai, cứu vãn tiểu hoàng thương thế, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Coi như là đầm rồng hang hổ, đều phải tới xông vào một lần. Mà theo hắn hạ xuống, còn có hai bóng người, lặng lẽ bước vào khán đài, chính là Thanh Thu Vân và U Oanh Quỷ Dú. Hai người đều mặc trước thật dày trường bào, che lại hơi thở thân hình. Nơi này thật là nặng sát khí. Đại nhân ngày hôm nay muốn thoát thân, sợ rằng không dễ dàng. U Oanh Quỷ Dú khịt khịt mũi, từ thượng cổ đại hung trực giác, hắn cơ hồ là ngay lập tức, liền bắt được từng tia ác liệt ý định giết người. Chàng này Đan Tôn đại hội, không biết lại có bao nhiêu người muốn đánh chết Diệp thần. Sư tôn sẽ không xảy ra chuyện chứ? Nghe U Oanh Quỷ Dú mà nói, Thanh Thu Vân vậy lo lắng. U Oanh Quỷ Dú im lặng không lên tiếng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ngày hôm nay chàng này hội họp lớn, trừ luyện đan, sợ rằng không tránh được một trận đại chiến. Tuyển thủ dự thi đã tập trung đông đủ, ta tuyên bố, Đan Tôn đại hội chính thức bắt đầu. Trên ghế trọng tài, Càn trưởng lão Huyền Thương Hạc đứng lên, cao giọng tuyên bố bắt đầu tranh tài. Đang! Lại là một hồi tiếng chuông du dương, vang khắp toàn trường. Có mấy cái đan tháp trưởng lão, đi tới sân so tài trên, từng cái kiểm tra luyện đan sư tư cách tham gia thi đấu. Mỗi cái luyện đan sư, rối rít móc ra lệnh bài, Diệp thần vậy lấy ra Thanh Thu Vân cho lệnh bài của hắn. Nhiệm kỳ sau khi kết thúc, trên ghế trọng tài, Huyền Thương Hạc cất cao giọng nói. Lần này thi đấu đại hội, cần các vị luyện chế hồng mông nguyên đan. Các ngươi án trên mặt, tất cả để ba bản đan phương trục cuốn, phân biệt ghi lại ba loại nhỏ nguyên đan phương pháp luyện chế, theo thứ tự là toái niết thối cốt đan, tử cực uẩn thần đan và bảy sao thiên tâm đan. Thi đấu lúc dài 4 tiếng, ở trong vòng thời gian quy định, ai có thể luyện chế ra càng nhiều hơn đan dược,
tốt hơn phẩm chất, thắng lợi liền thuộc về ai. Huyền Thương Hạc tuyên bố tranh tài chế độ. Tranh tài quy củ rất đơn giản, ở 4 tiếng bên trong, ai luyện chế đan dược nhiều, ai là có thể chiến thắng, nếu như đan dược như nhau nhiều, liền xem phẩm chất quyết định. Lại muốn luyện chế hồng mông nguyên đan. Hồng mông nguyên đan, trao đổi hồng mông hơi thở, đặc biệt khó luyện chế à? Coi như là nhỏ nguyên đan, vậy so đan dược thông thường, lợi hại không biết nhiều ít lần. Nghe được Huyền Thương Hạc mà nói, trên khán đài nhất thời nhấc lên gợn sóng. Hồng mông nguyên đan, là vượt qua đan dược thông thường tồn tại, dựa theo phẩm chất, có thể phân chia nhỏ nguyên đan, lớn nguyên đan, cao nhất nguyên đan. Mỗi một viên nguyên đan, cũng có thiên địa hồng mông linh khí, muốn luyện chế được, đặc biệt khó khăn. Mọi người nhưng là không nghĩ tới, lần này đan tôn đại hội thi đấu chế, lại như thế nghiêm khắc, yêu cầu các luyện đan sư, luyện chế ra hồng mông đan dược. Hồng mông nguyên đan, ta không có năng lực luyện chế. Ta cũng không có. Ta bỏ quyền. Ghế trọng tài tiếng nói rơi xuống, tại chỗ các luyện đan sư, thì có 7-8 người, rối rít lắc đầu bỏ quyền, trực tiếp lui so tài. Bởi vì hồng mông nguyên đan, chân thực quá khó khăn luyện chế, nếu như không có đứng đầu thuật luyện đan pháp, cơ hồ không thể nào thành công. Lập tức, toàn trường chỉ còn lại hơn 20 luyện đan sư. Không có năng lực luyện chế, cứ lui thi đấu, còn dư lại tuyển thủ, thi đấu đã bắt đầu. Mời bắt chặt thời gian, các ngươi chỉ có 4 tiếng. Trên ghế trọng tài, Càn Khôn Nhị Lão giọng xâm nghiêm. Nghe Càn Khôn Nhị Lão mà nói, tại chỗ các luyện đan sư, lập tức bắt đầu bận rộn. Nguyên lai muốn luyện chế hồng mông nguyên đan. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, hồng mông nguyên đan ẩn chứa cổ xưa hồng mông nguyên khí, muốn luyện chế được, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, hắn trước kia cũng không có luyện chế qua. Cái này hồng mông nguyên đan phẩm cấp. So với hắn trước kia đã gặp đan dược, cũng lợi hại hơn rất nhiều. Hắn lúc này chấn định tâm thần, ánh mắt nhìn về án mặt. Tại án trên mặt, để 3 bản đan phương trục cuốn, bên cạnh là một chồng dược liệu. Toái niết thối cốt đan, luyện thể đan dược. Tử cực uẩn thần đan, rèn luyện thần hồn đan dược. 7 sao thiên tâm đan, tăng lên ngộ tính đan dược. Diệp Thần mở ra trục cuốn, hơi quét nhìn một mắt, nhất thời có bước đầu nhận biết. Nguyên lai cái này 3 bản đan phương trục cuốn, phân biệt đại biểu luyện thể, luyện hồn, tăng lên năng lực 3 loại bất đồng thuộc tính, luyện đan sư có thể căn cứ mình cần, chọn thích hợp đan phương luyện chế. Thời gian chỉ có ngắn ngủi 4 tiếng, muốn 3 loại đan dược, toàn bộ luyện chế được, đơn giản là khó hơn lên trời, cho nên cần phải làm cho tốt lựa chọn. Liền từ 7 sao thiên tâm đan bắt đầu đi. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lúc này cầm lên 7 sao thiên tâm đan trục cuốn. Nhắm mắt cảm ngộ đứng lên. Cái này 3 loại đan dược, toàn bộ là nhỏ nguyên đan, luyện chế độ khó như nhau, nhưng 7 sao thiên tâm đan có thể tăng lên năng lực, đối với Diệp Thần nhất là hữu dụng, cho nên hắn quyết định từ 7 sao thiên tâm đan bắt đầu. Dẫu sao cùng đan tôn đại hội sau khi kết thúc, luyện chế được đan dược, luyện đan sư có thể hoa giá thấp tiền đem đan dược mua đi. Nếu như Diệp Thần năng lực có thể tăng lên, tu luyện bát quái thiên đan thuật, vậy sẽ đơn giản rất nhiều. Ngưng thần cảm ngộ dưới, 7 sao thiên tâm đan phương pháp luyện chế, từng cái tràn vào Diệp Thần đầu óc bên trong, nhưng mơ hồ, tựa hồ tùy thời cũng sẽ tiêu tán. Cái này 3 bản đan phương trục cuốn, đan tháp bên này cũng làm đặc thù xử lý, tuyển thủ dự thi có thể tạm thời cảm ngộ, đến khi kết thúc, phần này cảm ngộ liền sẽ biến mất, tất cả luyện đan bí pháp, vậy sẽ như mộng tỉnh vậy, mây khói vậy tản đi. Đây là vì bảo đảm đan phương không tiết ra ngoài, tự nhiên dễ hiểu. 7 sao thiên tâm đan, cần dược liệu linh cốc thảo, hỏa linh diệp, đan tiên nhị, thất tinh hải đường, linh lung chi, giao long cốt, băng tâm lan. Diệp Thần mở mắt ra, luyện chế 7 sao thiên tâm đan dược liệu nguyên liệu, từng cái ở đầu óc bên trong thiểm lược tới. Ở trước người hắn án trên mặt, có tương ứng dược liệu để, chỉ có 2 phần. Tất cả luyện đan sư, chỉ có 2 lần cơ hội, một khi 2 lần đều thất bại, liền tuyên bố tranh tài kết thúc. Diệp Thần hít sâu một hơi, cầm lên từng bụi dược liệu, đưa vào lò luyện đan bên trong. Ồ, cái này cây linh lung chi, có cổ quái. Bỗng nhiên, Diệp Thần phát hiện một bụi kêu linh lung chi dược liệu, nhưng là có chút cổ quái. Cái này linh lung chi phía trên, quanh quẩn một chút đặc biệt mịt mờ linh lực chập chờn. Cổ linh lực này chập chờn, phá hư linh lung chi kết cấu, nếu như cầm đi luyện đan,
ắt phải sẽ đưa đến thất bại. Có người động tới tay chân. Diệp Thần mặt liền biến sắc, ánh mắt nhìn về ghế trọng tài. Những dược liệu này, toàn bộ là đan tháp bên này cung cấp, không cần tuyển thủ tự mang. Nếu dược liệu có vấn đề, vậy tuyệt đối bị người động tay chân. Trên ghế trọng tài, Càn Khôn nhị lão thấy Diệp Thần ánh mắt, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Đáng chết, thằng nhóc này phát hiện. Hai người nhìn nhau, sắc mặt bộc phát khó khăn xem. Nguyên lai Diệp Thần dùng dược liệu, bọn họ đích xác động tới tay chân, liền muốn để cho Diệp Thần ngay trước mọi người thất bại, tốt áp chế hắn nhuệ khí. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ điểm nhỏ này tay chân, nhưng là bị Diệp Thần phát hiện. Hừ, hai cái lão già kia. Diệp Thần trong mắt run lên, cầm linh lung chi, từng luồng huyền diễm thả ra, đem linh lực bên trong chập trần toàn bộ xóa đi, bảo đảm dược liệu không thành vấn đề sau đó, hắn lại đưa vào trong lò luyện đan mặt. Hắn nhưng là không nghĩ tới, Càn Khôn nhị lão thân là trọng tài, lại có thể sẽ ở dược liệu bên trong tái máy tay chân. Hai người này lòng dạ, chỉ có thể dùng nhỏ mọn tới hình dạng. Thật may hắn linh thức bén nhạy, không có bị bẫy hại, nếu không chàng này đan tôn đại hội, thất bại không thể nghi ngờ. Từng bụi dược liệu, toàn bộ bị đưa vào lò luyện đan bên trong. Diệp Thần xòe bàn tay ra, nóng rực huyền diễm, ở tay hắn tim chậm rãi bay lên, cổn đắng nhiệt độ, cũng theo đó tràn ngập ra. Tại hấp thu luân hồi tinh diễm và thái cổ sát diễm hơi thở sau đó, huyền diễm năng lượng càng bàng bạc, giờ phút này thả ra ngoài, nhất thời có vô tận lửa cháy bừng bừng thiên uy, viêm mang sôi trào gian, mơ hồ phát ra gào thét gầm thét, làm người ta lộ vẻ xúc động. Ồ, đó là cái gì mồi lửa? Đó chính là Thanh Gia Tổ lửa, Tử Tiêu Hàn Diễm sao? Không đúng, đây không phải là Tử Tiêu Hàn Diễm hơi thở. Trên khán đài, vô số người nhìn Diệp Thần trong tay huyền diễm, đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Luyện đan sư trọng yếu nhất, chính là mồi lửa. Mà mồi lửa bên trong, lấy thần hỏa giá trị cao nhất, uy lực lớn nhất. Giờ phút này, Diệp Thần thả ra huyền diễm, nhất thời đưa tới vô số đạo ánh mắt kinh ngạc. Thậm chí có người lầm lấy là, đây chính là Thanh Gia Tổ lửa Tử Tiêu Hàn Diễm. Dẫu sao hai ngày trước, Diệp Thần nuốt Tử Tiêu Hàn Diễm tin tức, đã truyền khắp toàn bộ giới vực thành. Thằng nhóc này, trên mình lại còn cũng như này thần hỏa. Đan Hoàng Dương Liệt thấy huyền diễm ánh sáng, cũng là lấy làm kinh hãi. Cho dù cách nhau khá xa, hắn cũng cảm nhận được liền huyền diễm nhiệt độ kinh khủng. Cái này tia ngọn lửa, tựa hồ có thể tấn diệt sơn hà, thiêu hủy hết thảy, làm người ta vô cùng lộ vẻ xúc động. Hắn lấy là Diệp Thần trên mình, chỉ có Tử Tiêu Hàn Diễm một loại thần hỏa, không nghĩ tới lại còn có đạo thứ hai. Phải biết, thần hỏa cái loại này thiên địa linh vật, đặc biệt hiếm thấy, người bình thường có thể thu phục một loại, đã là thiên đại vận khí, có thể chiếm đoạt hai loại, đơn giản là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dẫu sao, thần hỏa năng lượng đặc biệt hung ác, muốn luyện hóa, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, cần cực cao huyết mạch tư chất. Hai loại thần hỏa đồng thời tụ ở trong đan điền, thậm chí có đưa tới nổ nguy hiểm. Mà Diệp Thần, trong cơ thể ít nhất có hai loại thần hỏa. Một màn này, để cho Đan Hoàng Dương Liệt vô cùng kinh ngạc và bất ngờ. Nếu như giết hắn, cái này hai loại thần hỏa, chính là của ta chứ? Đan Hoàng Dương Liệt âm thầm liếm môi một cái, trong con ngươi thấm ra hung quang. Vậy mà nói, người sau khi chết, coi như trong cơ thể có thần lửa, vậy sẽ nhanh chóng trở về thiên địa, không thể nào bị người đoạt đoạt. Nhưng nếu như thi triển một ít thuật pháp, nhưng là có cơ hội, cưỡng ép giết người đoạt lửa. Ví dụ như pháp hoa mất đi thiên. Pháp hoa mất đi trời, là lần này đan tôn đại hội phần thưởng, là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, một khi thi triển ra, có vô thượng độ hóa mất đi oai. Thế gian độ hóa quy luật, mất đi quy luật, trên thực tế chính là từ pháp hoa mất đi ngày trời lưu truyền ra ngoài. Một khi thi triển phương pháp này, coi như là thần hỏa, cũng phải bị độ hóa chấn áp, không thể trốn cởi. Đan Hoàng Dương Liệt trong ánh mắt, tham lam cùng ý định giết người, càng ngày càng đậm hơn. Chỉ cần hắn đoạt cúp, có thể có được pháp hoa mất đi thiên bí tịch, từ đó luyện thành cửa này kinh thế thần thông. Hừ, muốn giết ta, cũng muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Diệp Thần cảm giác được Đan Hoàng Dương Liệt ánh mắt, trong lòng hừ một tiếng, đổ không có gì sợ. Nói riêng về võ đạo chiến lực, hắn hoàn toàn không sợ Đan Hoàng Dương Liệt, chỉ là có chút kiêng kỵ đối phương sau lưng Thanh Thị Trúc Long thôi.
Chỉ cần Thanh Thị Trúc Long không ra tay, hắn có nắm chắc nghiền giết Đan Hoàng phụ tử. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất, cũng không phải chiến đấu, mà là luyện đan. Diệp Thần thu liếm tâm thần, đem toàn bộ tinh lực, thả đang luyện đan trên. Suy! Hắn sử dụng huyền diễm, đầu ở trong lò luyện đan mặt. Oanh! Huyền diễm vừa tiến vào lò luyện đan, nhất thời tràn ngập ra, từng luồng lửa cháy bừng bừng, không ngừng thả ra ngoài. Cổn đãng nhiệt độ, ở trong lò luyện đan cháy, vô tận ngọn lửa, không ngừng sôi trào xen lẫn, tạo thành từng đạo phù văn. Ở huyền diễm dưới sự thiêu đốt, từng bụi dược liệu, cũng là chậm rãi hòa tan, hóa thành từng luồng nước thuốc, ở Diệp Thần khống chế linh lực hạ, trôi lơ lửng ở lò luyện đan giữa không trung, chậm rãi dung hợp, tản mát ra mát rượi thuốc thơm. Luyện chế 7 sao thiên tâm đan, đâu vào đấy tiến hành. Diệp Thần cũng không có gấp gáp, duy trì tâm thần chấn định. Mà Đan Hoàng Dương Liệt bên kia, vậy bắt đầu luyện chế. Chỉ gặp hắn đem toái niết thối cốt đan, tử cực uẩn thần đan, 7 sao thiên tâm đan dược liệu, toàn bộ ném vào trong lò luyện đan mặt. Tràn đầy dược liệu, cơ hồ lắp đầy toàn bộ lò luyện đan. Lão này, muốn làm gì? Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời một hồi giật mình. Chẳng lẽ Đan Hoàng Dương Liệt lại có thể cuồng ngạo như vậy, muốn cùng lúc luyện chế 3 loại đan dược? Đằng, một đóa đỏ thấm ngọn lửa, từ Đan Hoàng Dương Liệt trong tay tràn ngập ra, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng, từng tia mãi mãi hồng mông hơi thở, vậy đi theo thả ra ngoài. Trên ghế trọng tài, Càn Khôn Nhị Lão nhìn Đan Hoàng Dương Liệt trong tay ngọn lửa, gương mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lại là trong truyền thuyết Lục Dương Thần Hỏa. Đan Hoàng Dương Liệt trong tay ngọn lửa, kêu Lục Dương Thần Hỏa, là từ Lục Dương Thần Hỏa giám bên trong lưu truyền ra lửa trời, trời xanh bổ sung thêm hồng mông hơi thở. Mà vậy Lục Dương Thần Hỏa giám, chính là 33 thiên hồng mông chí bảo một trong, mang theo vô cùng nóng rực ngọn lửa thiên uy, từ món pháp bảo này bên trong lưu truyền ra lửa trời, vậy có pháp bảo bản thân năng lượng, có thể nói là đứng đầu luyện đan mồi lửa. Đan Hoàng Dương Liệt sử dụng một cái Lục Dương Thần Hỏa, nhất thời, toàn bộ lò luyện đan lò thang bên trong, cũng dấy lên ngập trời lửa cháy bừng bừng, ánh lửa cổn đáng gian, lại là hóa thành một mặt bảo kính hình dáng. Cái này bảo kính, chính là Lục Dương Thần Hỏa giám. Ông ông ông, kính quang không ngừng chiếu sáng, mang kinh khủng hồng mông thiên uy, hòa lẫn Lục Dương Thần Hỏa nóng rực, rơi vào từng bụi dược liệu phía trên. Vậy từng bụi dược liệu, nhất thời hòa tan, hóa thành 3 đoàn dịu dàng nước thuốc, lững lờ ở lò thang bên trong, tràn ra tí ti lũ lũ thấm người thuốc thơm. Đan Hoàng Đại Sư thật là lớn bản lãnh, lại có thể đồng thời luyện chế 3 loại đan dược. Thủ đoạn này, đơn giản là nghịch thiên. Đây chính là Lục Dương Thần Hỏa thần thông sao. Toàn trường các khán giả, toàn bộ ánh mắt tập trung ở Đan Hoàng Dương Liệt trên mình, tất cả mọi người đều là vô cùng khiếp sợ. Cha, người luyện đan thành tựu càng ngày càng tinh tiến. Dương Đằng cũng là mặt đầy hưng phấn, hắn phụ thân thủ đoạn luyện đan, đơn giản là long trời lở đất. Trong truyền thuyết Hồng Mông Nguyên Đan, hắn lại có thể đồng thời luyện chế 3 loại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra lần này đại hội hạng nhất, không Đan Hoàng Đại Sư không có ai. Trên ghế trọng tài, Càn Khôn Nhị Lão nhìn nhau, đều là kính nể gật đầu một cái. Bàn về thuật luyện đan, tại chỗ nhiều người như vậy, đúng là không người có thể cùng Đan Hoàng Dương Liệt so sánh. Ha ha, cảm thụ mọi người ánh mắt khiếp sợ. Đan Hoàng Dương Liệt vuốt râu cười một tiếng, sừng dưng ngồi xếp bằng xuống, từng luồng ngọn lửa, từ hắn quanh thân dâng lên, và trong lò luyện đan Lục Dương Thần Hỏa, lẫn nhau đồng tình hô ứng. Lục Dương Thần Hỏa, sắc. Hắn hai tay ngưng kết ở trước người, nắm từng cái ấn quyết. Lục Dương Thần Hỏa quay cuồng viêm mang, tuân theo một loại đặc biệt tiết tấu vận luật, chậm rãi luyện hóa từng bụi dược liệu. Xem cái này tiết tấu, không cần 4 tiếng. Đan Hoàng Dương Liệt là có thể cầm toái niết thối cốt đan, tử cực uẩn thần đan, 7 sao thiên tâm đan, toàn bộ luyện chế được. Phải biết, cái này 3 viên đan dược, toàn bộ là hồng mông nguyên đan, phẩm chất cao vô cùng, ở ngắn ngủi 4 tiếng bên trong, phổ thông luyện đan sư tối đa chỉ có thể luyện chế một loại, có thể luyện chế ra 2 chồng, đã có thể nói là dị bẩm thiên phú. Nếu là có thể luyện chế ra 3 loại, đơn giản là nghịch thiên. Cái này 3 viên nhỏ nguyên đan. Nếu như Đan Hoàng Dương Liệt, thật có thể đồng thời luyện chế thành công, hắn tên chữ nhất định chấn động thước thiên thu vạn cổ, thậm chí sẽ truyền tới vực ngoại và thượng giới đi, làm những cường giả kia khiếp sợ.
Thấy đan hoàng Dương Liệt như thế lợi hại, toàn trường cơ hồ tất cả luyện đan sư, cũng tuyệt đoạt cúp ý niệm, chỉ muốn cướp đoạt thứ hai thôi. Trúc Long Tuyệt Diễm, dậy. Vào giờ khắc này, đan hoàng Dương Liệt con trai Dương Đằng, vậy bắt đầu động tác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bàn tay hắn động một cái, thì có một món vô cùng hung lệ thần hỏa, từ hắn lòng bàn tay lững lờ ra. Ánh lửa lượn lờ gian, mơ hồ hóa thành một đầu trúc long hình dáng, còn có một cái hàm chứa thiên cương tuyệt mệnh hơi thở khí tự, như con bướm vậy phiêu bay ra ngoài. Suy, Dương Đằng lòng bàn tay lộn một cái này tia trúc long tuyệt diễm, liền rơi vào trong lò luyện đan đi. Hắn muốn đem lò luyện đan đốt đến đỏ bừng nóng lên, lại đem dược liệu từng bụi buông xuống đi, động tác đâu vào đấy, bàn về thủ đoạn, mặc dù xa xa kém hơn hắn phụ thân, nhưng cũng có tư cách cướp đoạt hạng nhì. Đây là, Thanh Thị Trúc Long hơi thở. Diệp Thần nhìn Dương Đằng phóng thích ra mồi lửa, nhất thời bắt được Thanh Thị Trúc Long hơi thở. Cái này tia Trúc Long tuyệt diễm, hiển nhiên là Thanh Thị Trúc Long dùng tự thân máu tươi chân nguyên ngưng luyện, còn hỗn hợp thiên cương tuyệt mệnh phù hơi thở, bàn về uy lực, tuyệt đối sẽ không so tầm thường lửa trời kém đi nơi nào. Duy nhất khuyết điểm, chính là chỉ có thể một lần sử dụng, bất quá đã đủ rồi. Nghĩ đến đan hoàng Dương Liệt phụ tử sau lưng, có Thanh Thị Trúc Long chỗ dựa, Diệp Thần trong lòng bộc phát ngưng trọng. Mà Đế Uyên Điện phân điện bên kia, nhưng là không nhanh không chậm hình dáng. Đan hoàng Dương Liệt thủ đoạn quá nghịch thiên, ta tuyệt đối không thể tranh phong. Tư Không Liệt lắc đầu một cái, khi nhìn đến đan hoàng Dương Liệt thủ đoạn sau đó, hắn hoàn toàn chặn đoạt cúp ý niệm. Thanh gia bên kia, Thanh Chấn Nam cũng là lắc đầu, trong đầu nghĩ, đan hoàng đại sư quả nhiên thần thông cái thế. Đại tiểu thư không chịu bái ông ta làm thầy, thật sự là thiên đại tiếc nuối, tình hình bây giờ, chỉ có cướp đoạt hạng nhì, mới khá bảo vệ ta Thanh gia uy nghiêm. Thanh Chấn Nam vậy gãy đoạt cúp ý tưởng, nheo mắt lại, đem từng bụi dược liệu vứt xuống trong lò luyện đan, già nua bàn tay động một cái, thả ra một món màu u lam mồi lửa, chậm rãi chích đốt dược liệu. Cái này tia xanh thấm mồi lửa, nhưng quanh quẩn tầng tầng thương sóng phủ văn, nguyên lai là thương sóng lưu ly ly linh khí biến thành. Thanh Chấn Nam lấy thương sóng thủy pháp luyện đan, và phổ thông luyện đan sư lửa pháp, khác hẳn không cùng, ngược lại cũng phong cách riêng. Diệp Thần nhìn một cái hắn thủ pháp, nghĩ tới bát quái thiên đan thuật, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thằng nhóc, đừng phân tâm. Thái cổ đan tôn thanh âm, từ luân hồi mộ địa bên trong truyền ra, như đòn cảnh tỉnh. Diệp Thần chợt tỉnh ngộ, hiện tại cũng không phải là tu luyện cảm ngộ thời điểm, luyện đan muốn chặt. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Thần thu liếm tâm thần, toàn bộ tinh thần chăm chú ngưng mắt nhìn lò luyện đan, ngón tay nặn quyết gian, huyền diễm bộc phát ra trùng trùng ánh lửa, lò thang bên trong nước thuốc, dần dần thu nhỏ lại đọng lại, ngưng tụ ra bảy sao thiên tâm đan hình thức ban đầu. Viên này sổ đan, mùi thơm xông vào mũi, có chút điểm tinh quang lưu chuyển, nhưng không có hồng mông hơi thở, cũng không có đạt đến thành đan bước. Nếu muốn chân chính luyện thành đan dược, cần câu thông hồng mông cổ khí, dẫn động hồng mông hơi thở, bơm vào đến đan dược bên trong. Câu thông hồng mông, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Hồng mông hơi thở, là thiên địa lúc ban đầu nguyên khí, đại biểu chư thiên vạn giới ngọn nguồn. Các loại sinh linh, các loại diệu pháp, đều là từ hồng mông diễn hóa ra tới. Ở Diệp Thần chung quanh, rất nhiều thông thường luyện đan sư, đều là nhíu mày, đều ở đây khổ tư minh tưởng. Muốn bắt được trong chỗ u minh hồng mông hơi thở, nhưng bọn họ không luyện qua hồng mông cổ pháp, muốn câu thông hồng mông, chân thực quá khó khăn. Diệp Thần nhưng không có chút nào khó khăn hình dáng, điểm ngón tay một cái, gân cốt chấn động, một cái cổ xưa nốt nhạc, liền từ đầu ngón tay hắn bồng bềnh ra, rơi vào lò luyện đan bên trong. Rắc rắc, nốt nhạc bể tan tành, từng luồng ngập trời hồng mông hơi thở, như tinh thần biển khơi, không ngừng cuồn cuộn ra. Suy suy suy, viên kia sổ đan, điên cuồng hấp thu chung quanh hồng mông hơi thở, đúng viên đan dược dần dần đổi được ấm áp mượt mà, bề ngoài thậm chí tràn ra một tầng nhàn nhạt thánh Phật kim quang. Là thiên long bát thần âm. Nguyên lai cái thằng nhóc này, lại có thể nắm giữ 33 thiên hồng mông cổ pháp. Trên ghế trọng tài, Càn Khôn nhị lão thấy Diệp Thần thủ đoạn, sắc mặt nhất thời thay đổi. Thiên long bát thần âm, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong. Bàn về uy lực, đủ để xếp hàng thứ 8, là một môn vô cùng lợi hại thần thông. Bọn họ sắc mặt biến hóa,
ngược lại không phải là nói Thiên Long Bát Thần Âm có bao nhiêu nghịch thiên, mà là lần này phần thưởng cho cuộc tranh tài, Pháp Hoa Mất Đi Trời, và Thiên Long Bát Thần Âm là đồng bộ. Một khi Diệp Thần đoạt cúp, luyện thành Pháp Hoa Mất Đi Trời, và Thiên Long Bát Thần Âm phối hợp sử dụng, hắn đem hóa thân Thiên Phật Thánh Tôn, cầm hoa chỉ một cái, đều có trấn áp Sơn Hà, mất đi tinh thần oai. Đến lúc đó, Diệp Thần muốn giết bọn họ, thật là giống như chém cỏ, không phí nhiều sức. Hắn nếu là đoạt cúp, chúng ta liền xong đời. Càn Khôn Nhị Lão thật sâu sợ hãi, một khi bị Diệp Thần đạt được Pháp Hoa Mất Đi Trời, bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Không có sao, hắn không thể nào đoạt cúp, Đan Hoàng Đại Sư như thế lợi hại, đan này tôn đại hội hạng nhất, nơi nào đến phiên hắn. Huống chi, chúng ta là trọng tài, ai thứ nhất, còn không phải là chúng ta định đoạt. Càn Khôn Nhị Lão nghĩ tới đây một chút, sắc mặt nhất thời vừa chậm, trong lòng chấn định rất nhiều. Mà lúc này Diệp Thần, đang nhìn chăm chú trong lò luyện đan tình huống. Hấp thu Hồng Mông hơi thở sau đó, bảy sao thiên tâm đan chính thức luyện thành, một viên mượt mà trắng như tuyết đan dược, trôi lơ lửng ở lò thang bên trong, thả ra tí ti lũ lũ mùi thơm, tầng tầng kim quang, một chút xíu ánh sao, ở đan dược chung quanh không ngừng lưu chuyển, hiện ra vô cùng hoa mỹ khí tượng. Bảy sao thiên tâm đan, thành. Diệp Thần một chụp lò vách đá, phịch đích một tiếng, bảy sao thiên tâm đan mang một món kim quang, xông lên bay ra. Hắn cầm lên một cái hộp ngọc, đem bảy sao thiên tâm đan trang, trước sau luyện đan thời gian, chỉ tốn hết nửa giờ. Lại có thể nhanh như vậy liền luyện tốt lắm đan dược. Thằng nhóc này, quả nhiên có chút con đường. Ha ha, khó trách hắn không chịu bái Đan Hoàng Đại Sư và Càn Khôn Nhị Lão Vi Sư. Trên khán đài, rất nhiều ánh mắt đầu tới đây. Mới vừa mọi người một mực chú ý Đan Hoàng Dương Liệt, cũng không có quá mức lưu ý Diệp Thần, giờ phút này Diệp Thần luyện đan thành công, mới hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Toàn trường luyện đan sư, chỉ có Diệp Thần dẫn đầu luyện chế được đan dược. Có chút ý tứ. Đan Hoàng Dương Liệt thấy vậy, lãnh đạm cười một tiếng, cũng không nghĩ tới Diệp Thần tốc độ nhanh như vậy. Nếu như đơn thuần luyện chế một loại đan dược, hắn tốc độ sẽ không so Diệp Thần chậm, nhưng hiện tại hắn đồng thời luyện chế ba loại đan dược, lại cũng không có thể nhanh như vậy thành công. Hạng nhì nên sẽ không bị thằng nhóc này cướp đi chứ. Dương Đằng nhất thời có chút khẩn trương, không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy liền luyện ra đan dược, nếu như bị hắn đoạt hạng nhì, hắn tổn thất liền lớn, dẫu sao lần này đan tôn đại hội, phần thưởng đặc biệt phong phú, coi như là hạng nhì, vậy có thật nhiều linh thạch, pháp bảo, thiên địa linh tài khen thưởng. Thằng nhóc này, có chút thủ đoạn, khó trách đại tiểu thư sẽ như vậy si mê hắn. Thanh gia trưởng lão Thanh Trấn Nam, ánh mắt hơi đông lại một cái, cũng không nghĩ tới Diệp Thần tốc độ nhanh như vậy, hắn vẫn còn ở luyện hóa dược liệu giai đoạn, mà Diệp Thần đan dược đã ra lò. Không hổ là thần quốc thiên tài, thật là lợi hại thủ đoạn, nếu như có thể thu về Đế Uyên Điện cử xuống, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Đế Uyên Điện bên kia, Tư Không Liệt nhìn một chút Diệp Thần, trong lòng động chiêu mộ tâm tư. Hắn vốn là còn muốn xóa bỏ Diệp Thần, nhưng thấy Diệp Thần luyện đan thành tựu như vậy tuyệt diệu, nhưng thay đổi chủ ý. Dẫu sao một cái luyện đan sư, đối với môn phái thế lực phát triển lớn mạnh, có thiên đại tác dụng, nếu như có thể mời chào, dĩ nhiên là mời chào cho thỏa đáng. Phốc, mà ở hắn thất thần để gặp, hắn trong lò luyện đan mặt, nhưng là phát ra một tiếng rên. Từng bụi dược liệu, đánh rơi đến đáy lò, hóa thành màu đen than cốc. Thất bại. Tư Không Liệt nhất thời lắc đầu, luyện đan cho không ghi bàn thắng tim, hắn mới vừa hơi phân tâm, sức lửa liền mất đi khống chế, cầm dược liệu đốt thành than cốc. Thật may, luyện đan có hai lần cơ hội, hắn còn có một phần dược liệu. Thôi, ta vẫn là lui thi đấu đi. Tư Không Liệt suy nghĩ một chút, lại không có nếm thử nữa luyện đan, mà là trực tiếp xoay người rời đi, tại chỗ lui so tài. Chàng này đan tôn đại hội, Đế Uyên Điện phân điện chỉ là phái hắn tới thử vận khí một chút, nếu như có thể đoạt cúp tốt nhất, nếu như thất bại, vậy cũng không việc gì. Thấy Đan Hoàng Dương Liệt và Diệp Thần thủ đoạn, Tư Không Liệt tự biết không có cơ hội đoạt cúp, liền cướp đoạt hạng nhì tư cách cũng không có, lập tức bỏ quyền lui thi đấu, dứt khoát, không chút rông dài. Thằng nhóc này, nếu như có cơ hội, nhất định phải thu về dưới quyền. Tư Không Liệt thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, xoay người rời đi. Tư Không Liệt rời đi, cũng không có đưa tới bao lớn chú ý, dẫu sao ánh mắt của mọi người, toàn đều rơi vào Đan Hoàng Dương Liệt và Diệp Thần trên mình.
Còn có một canh rưỡi. Diệp Thần hơi thở dốc, trán toát ra mồ hôi. Mới vừa luyện hóa 7 sao thiên tâm đan, quả thực hao phí hắn không ít thể lực. Nhưng thời gian cấp bách, hắn cũng không có nghỉ ngơi cơ hội. Vòng thứ hai luyện chế, bắt đầu. Diệp Thần hít sâu một hơi, bắt đầu vòng thứ hai luyện chế. Còn dư lại hai loại đan dược, theo thứ tự là toái niết thối cốt đan và tử cực uẩn thần đan. Hắn đầu tiên cầm lên tử cực uẩn thần đan đan phương trục cuốn, yên lặng cảm ngộ. Tử cực uẩn thần đan là bồi bổ thần hồn đan dược, dược tính và toái niết thối cốt đan so sánh, muốn hỏa hoãn rất nhiều, luyện chế vậy dễ dàng một chút. Luyện chế tử cực uẩn thần đan, cần dược liệu thần tim cỏ, linh thủy bích, đan hà mộc, rắn ngậm cỏ, thiên hoàng phỉ thúy, thiên cung thần thủy. Diệp Thần nhắm mắt lại, cảm ngộ đan phương bên trong các loại diệu pháp. Bỗng gian, hắn bắt được vẻ nguy hiểm hơi thở. Không đúng, toa thuốc này có vấn đề. Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt ra, trong sâu thẳm, cảm thấy tử cực uẩn thần đan đan phương, bị người động tới tay chân, đan phương bên trong một cái luyện đan trình tự, nhất định là sai lầm. Càn khôn nhị lão, lại là các ngươi. Diệp Thần cắn răng, ánh mắt nhìn về ghế trọng tài. Thằng nhóc này, lại phát hiện. Không thể nào, chúng ta chỉ là sửa lại một chữ, hắn không thể nào phát hiện đan phương có vấn đề à. Càn khôn nhị lão nhìn Diệp Thần ánh mắt, tim nhất thời giật mình. Vậy tử cực uẩn thần đan đan phương, bọn họ đích xác động tới tay chân, nhưng tay chân dấu vết đặc biệt yếu ớt, chỉ là thay đổi một chữ, coi như là trong truyền thuyết thái cổ đan tôn tái thế, cũng chưa chắc có thể phát hiện dị thường. Nhưng hiện tại, Diệp Thần hết lần này tới lần khác phát hiện khác thường, hắn là làm sao làm được. Càn khôn nhị lão nhưng là không biết, Diệp Thần luyện thiên ma động minh mắt, có thể bắt được trong chỗ u minh cát hung phúc hỏa hơi thở, chỉ cần đối với mình bất lợi cục diện, hắn cũng có thể trước thời hạn biết trước được. Trong thoáng chốc, Diệp Thần liền phát hiện, toa thuốc này trục cuốn bị người sửa lại một chữ, có một cái luyện đan trình tự, hẳn là hợp đan, nhưng đổi thành bể đan. Cái gọi là hợp đan, liền đem dược liệu ngưng hợp chung một chỗ. Mà bể đan, chính là đánh nát tất cả dược liệu. Cái này kém một chữ, nhưng đưa đến hoàn toàn ngược lại cục diện. Nếu như không phải là hắn trước thời hạn phát hiện, thật dựa theo đan phương luyện chế, hắn tuyệt đối phải thất bại. Thật là ác độc thủ đoạn, liền sửa lại một chữ, chỉ sợ là đan tôn tiền bối ra tay, cũng chưa chắc có thể phát hiện đi. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, Càn Khôn nhị lão sửa đổi dấu vết, đặc biệt nhỏ xíu, nếu như không phải là hắn luyện thành thiên ma động minh mắt, có thể thật phát giác không tới. Thằng nhóc, người tựa hồ bị chĩa vào à? Luân hồi mộ địa bên trong, thái cổ đan tôn vậy phát hiện Diệp Thần không ổn. Ha ha, bọn họ muốn nhằm vào ta, cũng không như vậy dễ dàng. Diệp Thần đem luyện chế tử cực uẩn thần đan dược liệu, vứt xuống trong lò luyện đan đi, bàn tay lộn một cái, một đóa mang tím màu trắng thần quang ngọn lửa, mãnh liệt bay lên, ở lò thang bên trong điên cuồng bốc cháy, đang kịch liệt dưới nhiệt độ, lại có một chút quỷ dị khí lạnh tản ra. Tử tiêu hàn diễm. Diệp Thần trong tay ngọn lửa, chính là thanh gia tổ lửa, tử tiêu hàn diễm. Cái này tử tiêu hàn diễm, hàm chứa đậm đà tiên thiên mây thía, và tử cực uẩn thần đan hơi thở tương thông, dùng tử tiêu hàn diễm luyện chế viên thuốc này, có chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Đây chính là trong truyền thuyết tử tiêu hàn diễm. Khí tức thật là mạnh. Cao như vậy nhiệt độ, lại còn lộ ra một chút khí lạnh, cái này tử tiêu hàn diễm quả nhiên thần kỳ. Trên khán đài, vô số đạo ánh mắt, rơi vào tử tiêu hàn diễm phía trên, nhất thời lộ ra nóng rực thần sắc. Ở giới vực thành bên trong, tử tiêu hàn diễm nhưng mà truyền thuyết vậy tồn tại, nghe nói sau lưng còn quan hệ đến một cái hồng mông cổ bí. Giờ phút này thấy Diệp Thần thả ra tử tiêu hàn diễm, trong sân thì có không thiếu thanh âm thán phục vang lên. Mà chỗ khách quý ngồi, thanh trấn trung thấy được nhà mình tổ lửa, sắc mặt cũng là không ngừng biến ảo. Thằng nhóc này, ngắn ngủi thời gian 2 ngày, lại có thể cầm tổ lửa vận dụng được thành thạo như vậy. Thanh trấn trung ánh mắt hơi co lại, liền gặp Diệp Thần bàn tay thay đổi, ngự sứ tử tiêu hàn diễm, như cánh tay điều khiển ngón tay, thủ pháp đặc biệt thuần thục, hiển nhiên hoàn toàn sở thấu tử tiêu hàn diễm nội tình hơi thở. Chẳng lẽ, hắn thật sự là lão tổ tông chuyển thế? Thanh trấn trung tim lột bột giật mình, từ Diệp Thần trên mình, mơ hồ thấy được thái cổ đan tôn bóng dáng. Hừ, tử tiêu hàn diễm thì như thế nào, và lão phu lục dương thần hỏa so sánh, bất quá vô căn cứ thôi.
Mà Đan Hoàng Dương Liệt cũng nhìn thấy Diệp Thần tử tiêu hàn diễm, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra thần sắc kinh ngạc gì, mà là nhìn hờ hững. Tử tiêu hàn diễm phẩm chất, mặc dù là nhất lưu. Nhưng hắn đối với mình lục dương thần hỏa, có lớn hơn lòng tin. Cái này lục dương thần hỏa, nhưng mà từ hồng mông chí bảo bên trong lưu truyền ra lửa trời, đối với luyện chế hồng mông nguyên đan, có lớn vô cùng tăng thêm tác dụng. Lục dương bảo quang, bồi bổ đan hồn. Đan Hoàng Dương Liệt quát lên một tiếng lớn, hai tay huy động, bên trong lò luyện đan lửa cháy bừng bừng cháy, từng luồng nóng bỏng lục dương thần hỏa, không ngừng quay cuồng, đem toái niết thối cốt đan, tử cực uẩn thần đan, bảy sao thiên tâm đan ba đoàn nước thuốc, bốc hơi được suy suy vang dội, không ngừng toát ra khói trắng. Nước thuốc bên trong tạp chất, nhanh chóng bị bốc hơi hết. Đan Hoàng Dương Liệt bóp động linh quyết, không ngừng nén vậy ba đoàn nước thuốc, dần dần nén thành viên thuốc hình dáng. Ba viên sổ đan, ở trong lò luyện đan lơ lửng. Đan Hoàng Đại Sư muốn thành công. Cái này còn không đến hai tiếng à, hắn thì phải hoàn toàn đại công cáo thành. Cái này luyện đan thành tựu, thật là nghịch thiên. Toàn trường xem ánh mắt của mọi người, đều rơi vào Đan Hoàng Dương Liệt trên mình, tất cả mọi người đều là vô cùng lộ vẻ xúc động. Liền gặp Đan Hoàng Dương Liệt bàn tay thay đổi gian, từng luồng lục dương thần hỏa, hoàn toàn diễn hóa thành một mặt bảo kính. Đó là trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông chí bảo, lục dương thần hỏa giám. Đan Hoàng Dương Liệt ngự lửa tới giữa, nhưng là diễn hóa ra liền lục dương thần hỏa giám thở mạnh voi. Lên! Đan Hoàng Dương Liệt quát to một tiếng, lục dương thần hỏa giám bay lên lên trời, như một vòng hy ngày, toát ra vô cùng sáng chói chói lọi, sáng chói được người không mở mắt ra được. Ở thời đại thượng cổ, thiên ma tàn phá thời điểm nghiêm trọng nhất, bầu trời rơi vào vĩnh dạ. Không thấy được chút nào quang minh. Mà đây lục dương thần hỏa giám, là thay thế mặt trời, ánh chiếu mặt đất tồn tại. Một vòng lửa giám dâng lên, chiếu phá núi sông vạn đoá. Này cùng chí bảo, có vô cùng thuần khiết cương liệt hơi thở. Nhiệt độ chung quanh, không ngừng tăng vọt. Trên bầu trời, có hai bánh mặt trời, một vòng là thương khung rực cháy ngày, khác một vòng, nhưng là lục dương thần hỏa giám. Vô tận kính quang, vô tận bảo quang. Vô tận hồng mông hơi thở, từ trên trời hạ xuống, rơi vào Đan Hoàng Dương Liệt trong lò luyện đan. Xuy xuy xuy, bên trong lò luyện đan ba viên sổ đan, không ngừng bốc hơi lên khói trắng, tất cả tạp chất đều bị luyện hóa sạch sẽ, đổi được như thủy tinh vậy thấu rõ. Ba viên sổ đan chung quanh, xuất hiện long hổ lao nhanh, sư voi gầm thét, kim liên sáng chói, bay vân bồng bềnh lộng lẫy hình ảnh. Trên chín tầng trời, vậy truyền đến thiên nhân thổi tiêu thanh âm. Ở lục dương thần hỏa giám chiếu dọi xuống, vậy ba viên sổ đan, xuất hiện vô cùng khoáng đạt thở mạnh voi, long hổ bay vút lên, thiên nhân thổi tiêu, vô số thủy khí sáng mở cuồn cuộn tới. Nguyên đan hóa sinh, khí tượng sẵn có, dậy. Đan Hoàng Dương Liệt ánh mắt sắc bén, ngón tay nặn quyết động một cái, ba viên sổ đan xoay tít xoay tròn, ngay tức thì thành hình, đổi được vô cùng tròn xoe trắng như tuyết, quanh thân nhấp nhô vô cùng hào hùng thở mạnh voi, ô ních một tiếng. Từ trong lò luyện đan bay lên trời. Hai tiếng không tới, Đan Hoàng Đại Sư thành công. Ba loại đan dược, hắn lại có thể toàn bộ luyện chế ra. Lớn như vậy thành đan khí tượng, ai có thể so sánh. Toàn trường tất cả người, mắt thấy ba viên nguyên đan xuất thế kinh thời tiết voi, cũng lâm vào rung động và kinh ngạc bên trong. Thiên nhân thổi tiêu, long hổ sư voi chạy vũ, kim liên thủy khí rối rít lăn xuống. Còn có vô tận sáng mở từ đan dược bên trong thấm ra. Cái này ba viên đan dược, xuất thế khí tượng đơn giản là long trời lở đất, để cho tất cả mọi người đều rung động. Trong sân luyện đan sư, cũng là một mặt ngạc nhiên. Đan Hoàng Dương Liệt thủ đoạn, chân thực quá mức nghịch thiên. Chàng này đan tôn đại hội hạng nhất, ngoài hắn còn ai? Đan Hoàng Dương Liệt nhìn chung quanh khen ngợi ánh mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, vung ra một cái ngọc bàn, chứa ba viên đan dược. Có đến trên ghế trọng tài, nói. Càn khôn nhị lão, lão phu kỹ thuật không tinh, may mắn luyện ra cái này ba viên nhỏ nguyên đan, xin xem qua. Đan Hoàng Đại Sư, chúc mừng thắng được. Càn khôn nhị lão nhìn ngọc bàn lên ba viên đan dược, cũng là mặt đầy xếp chồng nụ cười, lúc này tuyên bố Đan Hoàng Dương Liệt thắng được. Đa tạ. Đan Hoàng Dương Liệt híp mắt, vuốt râu mỉm cười. Hắn cái này ba viên đan dược, phẩm tương chất lượng cũng không thể bắt bẻ. Tại chỗ luyện đan sư, muốn đến cũng không có người có thể so sánh với hắn.
Chàng này đan tôn đại hội hạng nhất, trừ hắn, còn có thể là ai? Cha, chúc mừng ngươi. Dương Đằng thấy đan hoàng Dương Liệt đoạt cúp, liền liền chúc mừng, mặt đầy vẻ hưng phấn. Lần này có thể bắt được đan tôn đại hội hạng nhất, hắn đan hoàng thế gia thế lực, nhất định thật to hừng hực, đến lúc đó, hắn thậm chí có thể sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, đem Thanh Thu Vân cướp đoạt lại. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người đều là rung động, không nghĩ tới đan tôn đại hội hạng nhất, nhanh như vậy liền định đi ra. Đan hoàng Dương Liệt, đích xác là thực tới danh quy, không thẹn đan hoàng danh hiệu, như thế nghịch thiên thủ đoạn luyện đan, thật là không người nào có thể so. Chậm. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Diệp Thần đứng dậy, lạnh lùng nhìn Càn Khôn Nhị Lão, nói thi đấu thời gian còn không có kết thúc, ai là hạng nhất, còn chưa nói được. Ha ha, thằng nhóc, chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến đan hoàng đại sư? Càn Khôn Nhị Lão cười lạnh. Toàn trường các khán giả, cũng là phát ra ầm ầm tiếng cười lớn. Thằng nhóc, chẳng lẽ ngươi không phục? Dương Đằng hừ một tiếng. Có tức giận hay không? Muốn cùng tranh tài kết thúc mới biết. Diệp Thần lạnh lùng nói. Rất tốt, thằng nhóc, ngươi muốn khiêu chiến ta, ta cho ngươi thời gian. Đan Hoàng Dương Liệt cười, không quan tâm chút nào Diệp Thần, nói thi đấu còn có một cái giờ kết thúc, ta đây muốn xem, chỉ còn lại hai tiếng, ngươi có nhiều nghịch thiên thủ đoạn, có thể khiêu chiến ta uy nghiêm. Thiên nhân thổi tiêu, long hổ lao nhanh thở mạnh voi, giờ phút này vẫn mãnh liệt. Có thể tưởng tượng được đan hoàng Dương Liệt luyện chế ba viên nhỏ nguyên đan, phẩm tương có bao nhiêu nghịch thiên. Diệp Thần muốn chiến thắng hắn, phải luyện chế ra phẩm tương càng nhiều hơn đan dược. Nhưng vấn đề là, còn dư lại cái cuối cùng giờ, mà Diệp Thần liền viên đan dược thứ hai cũng không có luyện chế được. Hừ, thằng nhóc này, có gì tư cách làm Thanh Nhi sư phụ, Thanh Nhi không chịu bái đan hoàng vi sư, đơn giản là không tán thưởng. Chỗ khách quý ngồi thanh chấn chung. Ra mặt liền liền lay động. Đan hoàng Dương Liệt triển lộ ra động trời thủ đoạn luyện đan, ban đầu Thanh Thu Vân không chịu bái sư, đối với Thanh gia thật sự mà nói là tổn thất to lớn. Đắc tội đan hoàng, sau này Thanh gia cuộc sống, chỉ sợ cũng sẽ không tốt lắm. Diệp Thần hít sâu một hơi, thu liễm tâm thần, toàn bộ ánh mắt rơi vào lò luyện đan trên. Mặc dù hắn nắm giữ bát quái thiên đan thuật, nhưng muốn chiến thắng đan hoàng Dương Liệt, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Càn Khôn Nhị Lão khắp nơi nhằm vào hắn, hắn muốn đoạt cúp, thì càng khó khăn. Diệp Thần không có khinh thường, ngón tay nặn quyết gian, bên trong lò luyện đan tử tiêu hàn diễm, không ngừng thả ra nóng rực viêm mang, còn có từng tia nghiêm khắc khí lạnh. Ở tử tiêu hàn diễm thiêu hủy hạ, tử cực uẩn thần đan dần dần thành hình. Sốt cuộc, đan dược ra lò, nhưng cũng không có đưa tới bất kỳ dị tượng, và đan hoàng Dương Liệt kinh thời tiết thế, hoàn toàn không thể so sánh. Ha ha, liền chút thủ đoạn này, còn muốn đấu với ta. Đan hoàng Dương Liệt cười lên, theo Diệp Thần luyện thành tử cực uẩn thần đan, thi đấu thời gian còn dư lại cuối cùng nửa giờ. Diệp Thần luyện chế hai viên đan dược, trước sau xài một canh rưỡi, thủ đoạn này so với phổ thông luyện đan sư lợi hại hơn, nhưng so với hắn, vẫn không thể như nhau. Thằng nhóc, nhận thua đi, ngươi không phải cha ta địch thủ. Dương Đằng hừ lạnh một tiếng. Mà toàn trường các khán giả, cũng không có người bất kỳ coi trọng Diệp Thần, chỉ còn lại cuối cùng nửa giờ, thời gian đã không còn kịp rồi, Diệp Thần không thể nào luyện ra viên thứ ba đan dược. Hắn coi như có thể thành công, nhưng đan dược phẩm chất khí tượng, và đan hoàng Dương Liệt chênh lệch quá xa, cũng không có đoạt cúp có thể. Ở vô số người trong lòng, lần này đan tôn đại hội, đan hoàng Dương Liệt nhất định là hạng nhất, sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Hô! Mà ở mọi người ánh mắt khinh thường bên trong, Diệp Thần tâm thần chấn định, cũng không có bị ngoại giới ảnh hưởng, hắn đem tử cực uẩn thần đan thu cất, sau đó cầm lên toái niết thối cốt đan đan phương, ngưng thần cảm ngộ đứng lên. Xương trắng hoa, bể tim cỏ, dưỡng khí linh nhị, đan tiên hoa, linh mộc chi. Diệp Thần một bên cảm ngộ, vừa đem toái niết thối cốt đan dược liệu, đưa vào lò luyện đan bên trong. Xuy xuy xuy. Sau đó, Diệp Thần hai tay đều xuất hiện. Tay trái huyền diễm cổn đáng, tay phải tử tiêu hàn diễm nóng rực, hai đóa thần hỏa, rơi vào trong lò luyện đan mặt. Lại có thể đồng thời điều khiển hai loại thần hỏa. Chặc chặc, cái này ngữ lửa thủ đoạn, đồng bối bên trong, sợ là không người có thể so sánh. Tên này cũng coi là một thiên tài, đáng tiếc gặp đan hoàng đại sư. Toàn trường mọi người,
thấy Diệp Thần đồng thời điều khiển hai loại thần hỏa hình ảnh, đều là phát ra khen ngợi thanh âm. Thằng nhóc này, nếu thời gian dài, thuật luyện đan nhất định phải vượt qua ta. Liền liền đan hoàng Dương Liệt, nhìn một màn này, cũng là âm thầm thán phục. Điều khiển thần hỏa, phải vô cùng tinh tế thần thức, hơi có bất ngờ, thần hỏa sẽ mất khống chế, gây thành tai nạn đáng sợ. Mà Diệp Thần, lại có thể đồng thời khống chế hai loại thần hỏa, hắn ngự lửa thủ đoạn, có thể tưởng tượng được có lợi hại dường nào. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, mồ hôi trán từng giọt thấm vào da, đồng thời khống chế hai đạo thần hỏa, hắn vậy phải chịu đựng trước to lớn áp lực. Luyện chế thứ nhất viên đan dược thời điểm, hắn chỉ tốn nửa giờ. Nhưng bởi vì thể lực tiêu hao, đến luyện chế viên thứ hai thời điểm, thời gian gấp bội, ước chừng hao phí 2 tiếng. Hiện đang luyện chế viên thứ ba, dưới tình huống bình thường, nhất định phải lãng phí càng nhiều hơn thời gian. Vì suốt thời gian ngắn, Diệp Thần không quản được nhiều như vậy, hai đạo thần hỏa đều xuất hiện, mãnh liệt cháy dược liệu. Như vậy chi nhiều hơn thu mình thể lực, cùng tranh tài kết thúc, hắn thân thể tuyệt đối muốn yếu ớt. Nhưng vì đoạt cúp, bắt được huyết mạch sơ khai khen thưởng, Diệp Thần cũng là không tiếc bất cứ giá nào. Sốt cuộc, mượn hai đạo thần hỏa năng lượng, Diệp Thần chỉ tốn ngắn ngủi 30 phút thời gian, liền luyện chế thành công ra toái niết thối cốt đan. 3 viên đan dược, toàn bộ luyện chế thành công. Mà lúc này, khoảng cách tranh tài kết thúc, còn có 30 phút thời gian. Ha ha, lại có thể thật luyện ra 3 viên đan dược. Đan Hoàng Dương Liệt đứng chắp tay, hơi có điểm thương hại nhìn Diệp Thần. Thi đấu thời gian còn không có kết thúc, Diệp Thần liền luyện ra 3 viên đan dược, cái này thủ đoạn luyện đan, tuyệt đối có thể bước lên nhất lưu. Nhưng so với hắn, vẫn là chênh lệch quá xa. Thằng nhóc, người đan dược phẩm tương, xa xa kém hơn Đan Hoàng Đại Sư, ngươi làm sao thắng? Ngươi có gì tư cách khiêu chiến Đan Hoàng Đại Sư mũi nhọn? Ngươi đánh bại. Trên ghế trọng tài, Càn Khôn Nhị Lão mắt lạnh nhìn Diệp Thần. Mặc dù Diệp Thần thật luyện ra 3 viên đan dược, nhưng hắn đan dược phẩm tương, và đan hoàng Dương Liệt chênh lệch quá xa, không có đưa tới một chút thiên địa dị tượng, hoàn toàn không thể so sánh. Sư Tôn, trên khán đài Thanh Thu Vân, nhìn một màn này, cũng là vô cùng tịch mịch. Diệp Thần cuối cùng là đánh bại, hắn đan dược phẩm tương, xa xa không thể và đan hoàng Dương Liệt so sánh. Chàng này đan tôn đại hội hạng nhất, không nghi ngờ chút nào chính là đan hoàng Dương Liệt. Hừ! Ta cũng biết thằng nhóc này là phế vật, còn muốn khiêu chiến Đan Hoàng Đại Sư. Cùng Đan Hoàng Đại Sư đoạt cúp, bắt được pháp hoa mất đi thiên bí tịch, sợ là phải tiêu diệt cái thằng nhóc này chứ. Không biết trời cao đất rộng đồ, ta còn lấy là hắn có nhiều nghịch thiên. Toàn trường các khán giả, cũng là phát ra khinh thường thanh âm. Ai nói ta đánh bại? Nhưng mà, nghe chung quanh tiếng giễu cợt, Diệp Thần sắc mặt không có chút ba động nào, mà là ngẩng đầu nhìn về ghế trọng tài. Trong mắt lạnh như băng tựa như phun trào ra thuộc về uy nghiêm của hắn. Ha ha, thằng nhóc, người đan dược phẩm tương, hoàn toàn không thể và Đan Hoàng Đại Sư so sánh, người đây không phải là đánh bại sao? Càn Khôn Nhị Lão một mặt lạnh lùng, nếu Diệp Thần thất bại, bọn họ vậy hoàn toàn an tâm. Vậy hạng nhất tưởng thưởng phong phú, sắp rơi vào Đan Hoàng Dương Liệt trong tay, không tới phiên Diệp Thần chấm mút. Thi đấu còn có 2 khắc đồng hồ kết thúc, cũng vẫn chưa kết thúc. Các ngươi làm sao có thể nói ta đánh bại? Diệp Thần ánh mắt sắc bén, nói. Đan dược ngươi cũng luyện tốt lắm, phẩm tương kém hơn Đan Hoàng Đại Sư, còn không chịu nhận thua. Càn Khôn Nhị Lão ánh mắt tức giận, chỉ lấy là Diệp Thần không chịu thua. Ai nói ta luyện tốt lắm, còn thiếu một bước cuối cùng, bát quái thiên đan thuật, sắc. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên hung hãn, ngón tay nặn quyết, từng luồng minh mông tiên thiên bát quái hơi thở. Ở hắn trong ngón tay quay cuồng. Trên 9 tầng trời, truyền đến ngọn lửa lao nhanh, sấm sét thanh âm gầm thét. Liền gặp một đạo hỏa trụ, một đạo sấm sét hung hăng từ trên trời hạ xuống, ầm ầm nổ rơi vào Diệp Thần bên trong lò luyện đan, vô tận hồng mông hơi thở, không ngừng cổn đáng trước. Toàn bộ trong lò luyện đan, tràn ngập dồi dào vô cùng năng lượng. Đi! Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, đem 7 sao thiên tâm đan. Tử cực uẩn thần đan, toái niết thối cốt đan, toàn bộ đưa vào trong lò luyện đan mặt. Hắn muốn tiến hành một bước cuối cùng, nhúng đan. Hắn muốn rèn luyện đan dược hơi thở, tăng lên đan dược phẩm tương. Đây là, bát quái thiên đan thuật. Trên ghế trọng tài,
Càn Khôn nhị lão thấy Diệp Thần thủ đoạn, nhất thời lớn tiếng kêu lên. Bát quái thiên đan thuật. Đan Hoàng Dương Liệt cũng là kinh hoàng lui về phía sau, không thể nào, đây là thái cổ đan tôn độc môn thần thông, thất truyền không biết nhiều ít năm tháng, thằng nhóc này làm sao sẽ. Bát quái thiên đan thuật, trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ Pháp, là thời đại thượng cổ, thái cổ đan tôn độc môn thần thông. Từ thái cổ đan tôn chết sau đó, cửa này nghịch thiên thuật luyện đan Pháp, vậy hoàn toàn thất truyền. Nhưng hiện tại, Diệp Thần nhưng thi triển ra bát quái thiên đan thuật, nhất thời rung động toàn trường. Bát quái này thiên đan thuật, lấy bát quái thuật pháp luyện đan, thiên pháp, pháp, thủy pháp, lửa pháp, lôi pháp, trạch pháp, gió pháp, núi pháp tám loại kỳ môn thuật pháp, mỗi một loại đều có cao nhất thiên uy. Lấy bát quái thuật pháp luyện chế ra đan dược, phẩm chất có thể nói thiên địa nhất lưu. Nói riêng về luyện đan, bát quái này thiên đan thuật, là đứng đầu nhất thuật pháp một trong. Coi như là Đan Hoàng Dương Liệt Lục Dương Bảo Pháp, cũng không thể so sánh với. À, đây là lão tổ tông thần thông, thằng nhóc này làm sao sẽ. Chỗ khách quý ngồi, thanh trấn trung cũng là trợn to hai mắt, thân thể không ngừng phát run. Chẳng lẽ, thằng nhóc này, thật sự là lão tổ tông chuyển thế? Coi như không phải lão tổ tông chuyển thế, hắn khẳng định cũng nhận được lão tổ tông truyền thừa, nếu không, không thể nào nắm giữ bát quái thiên đan thuật. Đủ loại ý niệm, ở hắn đầu óc bên trong thiểm lược mà qua. Nếu như Diệp Thần sau lưng, thật sự có thái cổ đan tôn bóng dáng, như vậy, hắn tuyệt đối có tư cách làm Thanh Thu Vân sư phụ. So Đan Hoàng Dương Liệt, còn có tư cách. Bát quái lửa pháp, bát quái lôi pháp, sắc. Diệp Thần thủ quyết liền liền nặn động, vô số sấm sét ánh lửa, ở trong lò luyện đan mãnh liệt cút dậy, từng luồng huyền ảo bát quái hơi thở, còn có cổ xưa hồng mông ý vận, không ngừng xen lẫn dung hợp. Bảy sao thiên tâm đan, tử cực uẩn thần đan, toái niết thối cốt đan cái này ba viên đan dược, ở lôi đình vô tận ánh lửa bơm vào hạ, nhất thời tóe ra chói mắt thần thái, phẩm chất thật to tăng lên. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, cả người linh lực không ngừng thúc dục, bát quái lửa pháp lôi pháp, ở bên trong lò luyện đan gầm thét, vô cùng vô tận linh khí, phóng lên cao. Úm, bá, đâu, đi, be be, ò ò, ô khu thứ 8 www, yê anh 8. Com, ba, hạ một sát, Diệp Thần cổ họng dương ra, từng đạo vang dội âm tiết, mang cuồn cuộn kim quang, vào tới trong lò luyện đan mặt. Cuồn cuộn thiên long bát thần âm, như một quả lựu đạn, nổ lôi pháp lửa pháp thiên uy. Vô cùng lôi hỏa hơi thở, càng mãnh liệt. Ở vô tận sấm sét lửa trời bồi bổ hạ, vậy ba viên đan dược, tràn ra ngập trời dược khí. Ùm ùm, trên bầu trời, xuất hiện kinh khủng mây sấm sôi trào gian. Tựa hồ có lôi kiếp muốn hạ xuống, còn có từng mảnh lửa cháy bừng bừng, ở tầng mây gian vũ động, làm người ta run sợ trong lòng. Đan thành, ra. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, đang muốn mở lò ra đan, nhưng bất thình lình, lò luyện đan nhưng khách lạt lạt một hồi vang, xuất hiện từng tia kẽ hở. Ừ. Nhìn lò luyện đan lên kẽ hở, Diệp Thần sắc mặt chợt biến. Ha ha, xem ra muốn liền nổ lò. Trên ghế trọng tài. Càn Khôn nhị lão nhìn một màn này, nhưng là mỉm cười. Nguyên lai, Diệp Thần lò luyện đan, bọn họ vậy động tới tay chân. Nếu như Diệp Thần luyện chế ra đan dược, đưa tới thiên địa khí voi quá lớn, lò luyện đan liền sẽ nổ tung, đem đan dược nổ thành phấn vụn. Cái này một tí, Diệp Thần dùng bát quái thiên đan thuật, tăng lên đan dược phẩm tương, đưa tới vô tận thiên địa dị tượng, nhất thời để cho lò luyện đan nứt ra, sắp nổ. Đáng chết! Cái này hai ông già, thật là vào chỗ chết đào hố hại ta. Diệp Thần lửa giận trong lòng cháy, không nghĩ tới Càn Khôn nhị lão lòng dạ nhỏ mọn như vậy, mình không chịu bái sư, bọn họ thì phải khắp nơi nhắm vào mình, liền lò luyện đan cũng làm tay chân. Ở vô số đạo kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Thần lò luyện đan hung hăng nổ, vô số khối đỏ bừng mảnh vỡ, tứ tán loạn bay. Thật may, là ta thắng. Đan Hoàng Dương Liệt nhìn một màn này. Nhất thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể sẽ bát quái thiên đan thuật, cái này thuật pháp chân thực thật lợi hại, một khi thi triển ra, đan dược phẩm chất thật to tăng lên, tuyệt đối muốn nghiền ép hắn. Nhưng thật may, cuối cùng, Diệp Thần lại có thể nổ lò, đan dược hoàn toàn hủy diệt, sau cùng kết quả, dĩ nhiên là hắn thắng. Nổ bụi mù tản đi, Diệp Thần thân như bàn thạch, đứng ở tại chỗ. Mà hắn ở trước mặt, nổi lơ lửng một khối đá bia.
khối này viêm bia, chạm trổ một cái nóng rực viêm chữ. Ở viêm bia bên trên, ba viên đan dược yên tĩnh nằm. Chính là bảy sao thiên tâm đan, tử cực uẩn thần đan, toái niết thối cốt đan. Bất quá viêm bia chung quanh vây quanh một tầng nhàn nhạt ma khí. Che đậy tất cả người đối với viêm bia phát hiện. Viêm bia thành tựu luân hồi huyền bi, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện hiển lộ. Nguyên lai, ở nổ lò giây phút, Diệp Thần sử dụng viêm bia. Viêm bia lực, bảo vệ ba viên đan dược, cũng không có bị hủy bởi nổ. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy một màn này, Càn Khôn Nhị Lão và Đan Hoàng Dương Liệt cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt gắt gao trợn to, hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Viêm bia lên ba viên đan dược, có vô tận lôi hỏa hơi thở tràn ngập, còn có ngập trời hồng mông hơi thở, mỗi một viên đan dược bề ngoài, cũng nhấp nhô một tầng kim quang nhàn nhạt. Đó là Thiên Long Bát Thần âm ban cho ánh sáng, như trời Phật cổ quốc, kim quang sôi trào gian, thậm chí mơ hồ hóa thành long ảnh. Thậm chí, viêm bia một chút lực lượng, vậy bơm vào đến đan dược bên trong. Từng tia khoáng đạt viêm mang, không ngừng xen lẫn sôi trào, hình thành từng tầng một phù văn huyền ảo, bao trùm ở đan dược bên trên. Cái này ba viên đan dược phẩm tương khí tượng, so với Đan Hoàng Dương Liệt, không biết lợi hại hơn nhiều ít. Cùng lúc đó, giới vực thành chỗ sâu, gió lạnh càng phát ra lăng liệt. Đan Tôn Đại Hội cũng không có ảnh hưởng mọi người tim. Ở giới vực thành, có lẽ Đan Tôn Đại Hội cực kỳ trọng yếu, nhưng đối với giới vực thành chỗ sâu thế lực mà nói, hết thảy cũng không quan tâm. Độ Thanh Phong dựa lưng vào cự kiếm, trong mắt đóng chặt. Đột nhiên, hắn nhướng mày một cái, hiển nhiên phát hiện cái gì. Hắn ánh mắt hướng cách đó không xa không giới lâm nhìn lướt qua. Nơi đó có chiến đấu hơi thở chập chờn. Hơn nữa hắn linh thức bắt được cái gì. Bất quá hắn vẫn là nhắm mắt. Hiện tại, lòng hắn bên trong chỉ có tiểu sư muội. Còn như những người khác, đối với hắn mà nói, đều là chúng sinh. Dù là vậy mấy đạo trong khí tức, có một đạo cảm giác quen thuộc. Có người đeo trên người trước thương huyền lệnh. Mà hắn tới giới vực thành, nhất nghĩ có được chính là thương huyền lệnh. Thương huyền lệnh sau lưng, quan hệ đến giới vực thành một cái bí mật lớn bằng trời. Lúc này, không giới trong rừng, khoảng cách Độ Thanh Phong chỗ khá xa chỗ, đang có một đạo mảnh khảnh bóng người, đang cây cối tới giữa cực nhanh chấp động, mà ở thân ảnh này phía sau, giống vậy có mấy đạo cả người hơi thở động trời bóng người, đối diện hắn đuổi tận cùng không buông. Vậy nhỏ hết sức bóng người chủ nhân, ăn mặc một bộ sâu quần dài màu tím, một đôi giống như đeo sao không niêm phong trong đó, làm nhật nguyệt đổi ngược mắt đẹp bên trong, hiện ra nồng nặc vẻ lo lắng, cao rất xinh xắn mũi quỳnh bên trên, treo chấm mồ hôi hột, nhuận chạch đôi môi mím chặt, trắng nõn mặt đẹp bên trên, bởi vì khẩn trương mà càng lộ vẻ trắng bệch. Cái này tựa hồ đang liều mạng chạy trốn, lại là một người nhìn qua chừng 20 tuổi cô gái tuyệt đẹp. Cô gái này tuổi tác mặc dù không lớn, có thể hắn khí tức quanh người, nhưng là một chút đều không yếu. Nàng là một người thiên thần cảnh tầng 7 thiên võ người. Chỉ là, giờ phút này nàng hơi thở, hơi có vẻ xốc xếch, tựa hồ bị nội thương, vậy tập kích tu cắt được vô cùng là khéo léo, hoàn mỹ tôn lên liền cô gái nóng vóc người quần dài màu tím trên, vậy dính chấm vết máu. Đột nhiên tới giữa, cái này cô gái quần tím mặt đẹp căng thẳng, một đạo hắc khí, từ nàng vậy tiêm dáng dấp tú gáy tràn đầy kéo dài lên. Nháy mắt, cô gái trong cơ thể linh khí liền một hồi kích động, nguyên bản cực nhanh chấp động thân hình, lảo đảo một cái, không thể không ngừng lại, nửa quỳ xuống, kịch liệt thở hào hển. Nàng thần sắc khó khăn xem vô cùng, nàng biết mình trúng độc. Khá tốt chết không chết, trùng hợp ở thời điểm này độc phát. Ngay tại lúc này, đi theo sau lưng vậy mấy đạo khí tức cường đại, chợt nồng nặc, vậy đối với tên này cô gái xinh đẹp đuổi sát không buông mấy tên võ giả mạnh mẽ, tới. Cô gái bỗng nhiên quay đầu, hướng sau lưng nhìn, mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một khắc trước, vẫn còn ở hắn cuối tầm mắt mấy đạo thân ảnh, ngay tức thì một cái chớp động, đã đi tới trước người của nàng. Truy đuổi cô gái này người, là ba tên nam tử, một người ánh mắt nhỏ dài, sắc mặt hung ác trẻ tuổi nam tử, cùng với hai người màu da ngăm đen, tướng mạo giống nhau người đàn ông trung niên. Cô gái mặc dù không yếu, có thể cái này ba tên nam tử lại so nàng mạnh hơn. Đặc biệt là ba người bên trong tên kia người tuổi trẻ. Cái này ba người bất ngờ đều là thiên thần cảnh hậu kỳ tồn tại.
Vậy hai người người đàn ông trung niên đều là thiên thần cảnh 7 tầng thiên, mà tên kia trẻ tuổi nam tử, chính là một người thiên thần cảnh tầng 8 thiên tồn tại. Nói thật, cô gái có thể ở cái này ba người trong tay, trốn lâu như vậy, đã cũng coi là không tưởng tượng nổi. Trẻ tuổi kia nam tử một đôi nhỏ dài trong mắt ngưng mắt nhìn cô gái vậy gần như hoàn mỹ mặt đẹp, ánh mắt cũng sắp bốc cháy. Tiếp theo, hắn ánh mắt tham lam kia theo cổ của cô gái, từ trên xuống dưới, hung hãn đem nàng vậy vô cùng mê người thân thể mềm mại thử thách một lần, không chút kiêng kỵ ở cô gái đầy đặn trước ngực, eo thon chi, hai chân thon dài bên trên lưu chuyển. Cô gái quần tím mặt đẹp hơn nữa trắng bệch, theo bản năng hai tay khoanh tay, chắn mình trước ngực. Đứng ở trước người của nó ba tên nam tử thấy vậy, trên mặt cũng toát ra một cái mập mờ nụ cười. Trẻ tuổi nam tử cười một tiếng nói, Dương Tử Hân, ngươi ngược lại là rất có thể chạy à. Để cho bổn công tử đuổi quá khổ, ha ha, hiện tại, làm sao không chạy. Ta biết, ngươi chạy đã mệt, muốn bổn công tử cho ngươi thật tốt mát xa thân thể, có đúng hay không? Tên kia kêu Dương Tử Hân cô gái nghe vậy, mắt đẹp một hồi run rẩy, hơi nước tràn ngập. Vô cùng là hoảng sợ hướng về phía trẻ tuổi kia nam tử quát to, xúc sinh. Ta đến từ Dương gia, động ta, ngươi có thể biết hậu quả. Nàng xuất từ vực ngoại Dương gia, thuở nhỏ chính là nhà con cưng, lại có nghịch thiên tu võ thiên phú, là vô số người trong suy nghĩ nữ thần, có thể Dương Tử Hân tâm tư nhưng đơn thuần vô cùng, mà Dương gia vậy cơ hồ không cho phép bất kỳ xa lạ phái nam cùng Dương Tử Hân tiếp xúc. Cho nên, nếu như mình trong sạch làm hại ở thứ bại hoại như vậy trong tay, thật là so giết nàng, còn muốn cho nàng thống khổ dù sao cũng lần. Đáng tiếc, hôm nay nàng người chúng kỳ độc, yếu ớt vô cùng, kinh mạch bên trong linh khí, gần như tiêu tán hầu như không còn, coi như nàng muốn tự bạo, đều không cách nào làm được. Trẻ tuổi kia nam tử nghe vậy, chẳng những một chút cũng không tức giận, trong mắt thú dục ngược lại hơn nữa nồng nặc, hắn hướng về phía Dương Tử Hân, nghiền ngẫm cười một tiếng nói, xúc sinh. Ha ha, người biết, loại thời điểm này, xúc sinh sẽ làm gì sao? Dứt lời, hắn một liếm môi, thì phải hướng Dương Tử Hân nhào tới. Dương Tử Hân mắt đẹp buồn bã, mặt đẹp bên trên một phiến vẻ tuyệt vọng, một giọt nước mắt, theo khóe mắt tuột xuống. Nhưng vào lúc này, trẻ tuổi kia phía sau nam tử người trung niên, lại đột nhiên đưa tay, khoác lên hắn trên vai. Trẻ tuổi nam tử nhướng mày một cái, mặt hiện không vui vẻ nhìn về phía trung niên nhân kia nói, Thạch Tâm, ngươi làm gì? Quấy rối bổn công tử nhã hứng, bổn công tử có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Tâm cung kính nói, xin lỗi, lãnh công tử, bất quá, cái này phụ cận có người, hơn nữa tựa hồ phát hiện chúng ta. Ừ, lãnh mình nghe vậy, ánh mắt run lên, hắn mới vừa rồi toàn bộ tâm thần đều bị Dương Tử Hân hấp dẫn, ngược lại là bỏ quên chung quanh tình huống. Hiện tại, hắn vậy phát hiện vùng lân cận, còn có những người khác tồn tại, hơn nữa, người nọ đang chú ý nơi này. Lạnh trên bình diện thoáng qua một chút sát khí nói, gần đây đan tôn đại hội, giới vực thành thế lực rắc rối phức tạp, cô gái này là vực ngoại Dương gia đích nữ, Dương gia cũng không phải là cái gì thế lực nhỏ, nếu như chúng ta đối với nàng xuất thủ sự việc truyền ra ngoài, cho dù lấy ta thân phận, cũng sẽ có phiền toái không nhỏ, Thạch Tâm, Thạch Ý, các ngươi hai cái đi đem tên kia xử lý. Lãnh mình họ lãnh, lãnh ra lạnh. Mà đây cái lạnh có thể truy tố đến vực ngoại và thượng giới. Và đế uyên điện lãnh gia có một chút liên quan. Xem lãnh gia như vậy truyền thừa vô cùng rất xưa, khổng lồ được khó có thể tưởng tượng nhà giàu có, hắn cảnh lá tự nhiên cũng là vô cùng sum xuê, dọc theo đi không biết bao xa. Cho nên, lãnh gia, có đông đảo dòng thứ. Lãnh mình, chính là lãnh gia tách ra một người con cháu, vẫn là vô cùng xa xôi một chi. Nhưng, dù vậy, chỗ ở gia tộc, dựa vào bối cảnh này, vậy đủ để xưng bá nhất phương. Lãnh gia tách ra là cái này giới vực thành khu vực, chí cao vô thượng nắm giữ. Thậm chí thái cổ đan tôn thanh gia đều không cách nào chống lại. Bất quá, vậy chỉ là ở giới vực thành khu vực mà thôi. Dương gia đồng dạng là một cái từ thời kỳ thượng cổ, thì đã tồn tại ở vực ngoại gia tộc, mặc dù không bằng lãnh gia người trong tộc, nhưng, Dương Tử Hân nhưng xuất thân từ Dương gia người trong tộc à. Như vậy thân phận tuyệt không phải một cái xem lãnh mình như vậy. Cùng người trong tộc quan hệ đạm bạc tách ra con em, có thể chọc nổi. Vậy hai người người đàn ông trung niên nghe vậy, nói ưng. Liền thân hình chớp mắt, từ tại chỗ biến mất. Rất nhanh, vậy hai cái người đàn ông trung niên Thạch Tâm, Thạch Ý liền hướng Độ Thanh Phong tới gần.
hai người ẩn núp hơi thở, nhưng quanh thân nhưng là lưu chuyển cực kỳ uy thế kinh khủng. Một khi thấy đối phương, bọn họ ắt phải sẽ một chiêu đánh chết. Hôm nay bí mật không cho phép người bất kỳ biết. Mấy giây sau đó, hai người lao ra không giới lâm, bỗng nhiên chính là thấy được một cái lưng đeo cự kiếm thanh niên. Thanh niên quanh thân lưu chuyển nồng đậm sát ý. Thạch tâm, thạch ý còn chưa đến gần, chính là cảm giác được sát ý giống như sóng biển cuốn tới. Bọn họ bước chân tựa như bị đông cứng. Không cách nào đến gần một bước. Hai người nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Ngay tại bọn họ không biết nên tiến về trước vẫn là lui về phía sau thời điểm, Độ Thanh Phong lên tiếng. Ta không muốn giết người, trong vòng 3 giây, nếu không cút, chết. Đơn giản mấy chữ, ý uy hiếp cực kỳ rõ ràng. Độ Thanh Phong tự nhiên có năng lực xóa đi cái này hai người, nhưng là cân nhắc đến Kỳ Thư Thanh ở chữa thương, hắn phải toàn bộ tinh thần chăm chú trông nom. Nếu như bởi vì cái này hai người, bị trong bóng tối tồn tại thừa cơ chui, vậy hắn liền sẽ tiếc nuối suốt đời. Đời trước không có coi giữ tiểu sư muội, cái này nhất thế, hắn phải coi giữ. Dù là chết, một, hai, còn chưa đọc lên ba, thạch tâm, thạch ý liền vội tốc hướng sau lưng thối lui. Chu vi 5 km tới giữa, không có tung tích gì nữa. Độ Thanh Phong mở mắt ra, nhìn một cái chỗ sâu hơn Dương Tử Hân và Lãnh Bình, lắc đầu một cái, người khác chuyện cùng ta không liên quan. Con đường võ đạo, vốn là mạnh hiếp yếu. Đáng tiếc, ta biết thân phận ngươi đến từ vực ngoại, nhưng nhân quả đã là như vậy. Nếu như mệnh không nên tuyệt, có lẽ sẽ có người cứu ngươi. Dứt lời, Độ Thanh Phong tiếp tục nhắm mắt. Tựa như thế gian hết thảy đều cùng hắn không liên quan. Rất nhanh, thạch tâm, thạch ý liền trở lại Lãnh Bình bên người. Lãnh Bình hai tay chắp sau lưng, ở nguy cơ giải trừ trước. Ngược lại là không có cử động nữa Dương Tử Hân. Bất quá, hắn ngược lại là lưu ý đến hai người thủ hạ có chút kinh hoàng thất thố. Thế nào, người giải quyết sao? Bút hứng thú các www.xbqg5200. Me để cho Lãnh Bình bất ngờ phải, thạch tâm nói thẳng, công tử, mau rời khỏi. Chúng ta phát hiện người nọ cực kỳ nguy hiểm, người này cho chúng ta cảm giác là ngay lập tức là có thể lau đi chúng ta. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, người nọ chậm chạp không có ra tay. Lãnh Bình ngẩn ra, ngưng trọng nói, người này thật có như vậy đáng sợ. Một mực không nói chuyện thạch ý cũng là thanh âm run rẩy nói, công tử, vượt quá đáng sợ, là cực độ đáng sợ. Ta rất ít có thấy như vậy sát ý ngập trời tồn tại. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi. Trễ nãi một giây, chúng ta ba người có thể cũng táng sống ở này à. Lãnh Bình lúc này không bình tĩnh. Nắm lên Dương Tử Hân hướng không giới lâm nhất phương hướng lao đi. Hiện tại hắn không có một chút dục vọng, hắn chỉ muốn mau rời khỏi. Mà Dương Tử Hân cảm thụ bên tai từng cơn gió lạnh gào thét, trong mắt ảm đạm. Nàng biết, làm Lãnh Bình mấy người mang nàng đi đến một cái an toàn chi địa, nàng liền sẽ rơi vào vô tận vực sâu, đau đến không muốn sống. Chẳng lẽ cái này chính là nàng vận mệnh? Cùng lúc đó, Đan Tôn Đại Hội. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Thần bên trên. Mới vừa rồi bọn họ mơ hồ thấy được một khối cổ xưa bia đá che ở đan dược. Nhưng kết quả như thế nào làm được, tại chỗ tất cả mọi người đều không cách nào rõ ràng. Đan dược đã thành, mời Càn Khôn Nhị Lão dạy bảo. Diệp Thần vung tay lên, bảy sao thiên tâm đan, tử cực uẩn thần đan, toái niết thối cốt đan ba viên đan dược, như ba viên sáng chói tinh thần, bay đến trên ghế trọng tài. Trôi lơ lửng ở Càn Khôn Nhị Lão trước mặt. Cái này ba viên đan dược, toàn bộ dùng bát quái thiên đan thuật rèn luyện qua, có bát quái đạo pháp hay uẩn, hơn nữa dung hợp thiên long bát thần âm và viêm bia lực lượng, hơi thở vô cùng khoáng đạt, có hồng mông thiên uy, tầng tầng kim quang, tầng tầng viêm mang, tầng tầng bát quái dị tượng, không ngừng quanh quẩn. Chỉ cần không phải người mù, cũng có thể một mắt nhìn ra, Diệp Thần luyện chế đan dược, phẩm tương so đan hoàng dương liệt thật tốt hơn nhiều. Càn Khôn Nhị Lão chố mắt nhìn nhau, sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, một câu nói cũng không nói được. Muốn bọn họ đem hạng nhất đưa cho Diệp Thần, đây là tuyệt đối không thể nào, nhưng hiện tại, Diệp Thần đan dược phẩm chất, rõ ràng nghịch thiên thắng được, bọn họ muốn gây khó khăn vậy không có biện pháp. Bát quái thiên đan thuật, lại có thể lợi hại đến tình cảnh này. Đan Hoàng Dương Liệt sắc mặt, cũng là vô cùng âm trầm.
hắn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ bát quái thiên đan thuật, càng không có nghĩ tới bát quái này thiên đan thuật, lại có thể như vậy nghịch thiên vô địch. Thiên địa nước lửa, lôi trạch gió núi tám môn thuật pháp, Diệp Thần chỉ nắm giữ lửa pháp và lôi pháp, nhưng rèn luyện ra đan dược, liền có như vậy mênh mông khí tượng, nếu như tám môn thuật pháp toàn bộ tinh thông, thật không biết sẽ có bao nhiêu nghịch thiên. Lại có thể đánh bại đan hoàng Dương Liệt. Tên này, nguyên lai nắm giữ trong truyền thuyết bát quái thiên đan thuật. Chẳng lẽ hắn là thái cổ đan tôn chuyển thế? Có thể là thái cổ đan tôn truyền nhân vậy nói không chừng. Toàn trường các khán giả, cũng là vô cùng kinh ngạc đàm luận. Bát quái thiên đan thuật, trong truyền thuyết thái cổ đan tôn bí pháp, có nghịch thiên luyện đan kỹ xảo, Diệp Thần lần này thi triển ra, chỉ dùng lửa pháp lôi pháp, liền hoàn toàn nghiền ép đan hoàng Dương Liệt. Chàng này đan tôn đại hội kết quả, rõ ràng cho thấy Diệp Thần thắng. Tất cả người, cũng chờ đợi càn khôn nhị lão tuyên bố. Nhưng ra ý liệu, trên ghế trọng tài một phiến tĩnh mịch, càn khôn nhị lão mặt âm trầm, cũng không nói lời nào. Xem cái này hai người như vậy trầm mặc hình dáng, toàn trường người xem nhất thời một hồi xôn xao. Ta tuyên bố, dưới áp lực to lớn, rốt cuộc, Huyền Thương Hạc đứng lên, nói, đan tôn đại hội hạng nhất, là vị Diệp tiểu hữu này. Chỉ Diệp Thần. Nói xong, Huyền Thương Hạc không có sức ngồi xuống, đầy mắt mệt mỏi. Hắn mặc dù không hề muốn xử Diệp Thần thắng được, nhưng Diệp Thần đan dược, phẩm tương thực sự quá tốt, thiết giống vậy sự thật đặt ở trước mặt, hắn coi như tưởng thiên đản đan hoàng Dương Liệt, cũng có tim không có sức. Như thế nhiều người xem nhìn, nếu như cố ý gây khó khăn, sợ rằng sẽ đưa tới nhiều người giận. Huống chi, bọn họ mặc dù là trọng tài, nhưng cũng không phải là đan tháp nắm giữ. Đan tháp chân chính hội trưởng, là Thanh Trấn Trung. Thanh Trấn Trung thực lực tuy không được, nhưng là dẫu sao ở giới vực thành cắm rễ đã lâu, lại là thái cổ đan tôn hậu nhân. Không có một chút nội tình, căn bản không có thể. Nếu như cân nhắc quyết định mất công, Thanh Trấn Trung tuyệt đối muốn trở mặt, bọn họ cuộc sống liền không dễ chịu lắm. Theo trọng tài kết quả tuyên bố, toàn trường nhất thời bộc phát ra một hồi sơn hô hải khiếu vậy ủng hộ cùng kêu gào, ngày hôm nay có thể mắt thấy bát quái thiên đan thuật hay uẩn, tất cả mọi người đều cảm thấy vô thượng vinh hạnh. Sư tôn thắng. Thanh Thu Vân nghe được cái này kết quả, mặt đẹp vô cùng kích động, cặp mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn rơi ra nước mắt. Cuối cùng là đại nhân thắng. U Oanh Quỷ Dữ cũng là mặt đầy vui mừng, đại hội vô địch phần thưởng đặc biệt phong phú, trong đó nói không chừng có khôi phục hắn huyết mạch thực lực linh vật. Thằng nhóc này, rốt cuộc cất giấu bí mật gì, hắn và lão tổ tông rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Thanh Trấn Trung thấy Diệp Thần đoạt cúp, ánh mắt không ngừng lóe lên. Mà đan hoàng Dương Liệt hai phụ tử, nhưng là mặt đầy tuyệt vọng hình dáng. Cha, không lấy được Ngọc Quỳnh Kim Lộ, đợi trở lại tông môn, Trúc Long đại nhân sợ là phải giết chúng ta. Dương Đằng ánh mắt sợ hãi, bọn họ lần này tham gia đan tôn đại hội, sau lưng cũng có Thanh Thị Trúc Long nhân quả. Ngọc Quỳnh Kim Lộ, chính là huyết mạch sơ khai. Thanh Thị Trúc Long cũng muốn cướp lấy huyết mạch sơ khai, mượn vô cùng hào hùng huyết mạch nguyên khí, khôi phục toàn bộ thực lực. Hiện tại đoạt cúp thất bại, không lấy được huyết mạch sơ khai, bọn họ không có biện pháp hướng Thanh Thị Trúc Long giao phó. Lần này phiền toái, đều do cái này tiểu tạp chủng. Đan Hoàng Dương Liệt cắn răng, nghĩ đến Thanh Thị Trúc Long đủ loại tàn khốc ác liệt thủ đoạn, hắn trong lòng cũng là vô cùng sợ hãi. Cha, nếu không chúng ta ra tay cướp đoạt. Dương Đằng mắt lộ ra hung quang, động giết người đoạt bảo tâm tư. Ra tay cướp đoạt, ngươi lấy cái gì và người ta đấu? Đan Hoàng Dương Liệt ngang hắn một mắt. Phải biết, Diệp Thần là thần quốc đệ nhất thiên tài, võ đạo chiến lực đặc biệt tinh xảo, nếu như đánh, bọn họ không có phần thắng chút nào. Trừ phi có thể bắt được pháp hoa mất đi thiên bí tịch, mới có trấn áp có thể. Nhưng vấn đề là, cái này pháp hoa mất đi trời, là vô địch phần thưởng, vậy không tới phiên bọn họ chấm mút. Đan Hoàng Đại Sư, chúng ta liên thủ đi. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ, truyền vào Đan Hoàng Dương Liệt trong lỗ tai. Đan Hoàng Dương Liệt lông mày nhướn lên, nhìn về ghế trọng tài. Người nói chuyện, nhưng là càn khôn nhị lão. Thằng nhóc này lấy được rồi hạng nhất, kiêu căng hừng hực, quay đầu sợ rằng phải đối phó chúng ta chỉ có liên thủ hợp tác. Mới có bảo toàn tánh mạng có thể. Càn khôn nhị lão vậy cảm giác sâu sắc tình hình nghiêm trọng. Hai vị trưởng lão, các ngươi muốn hợp tác. Đan Hoàng Dương Liệt ánh mắt sáng lên.
Đúng vậy, các ngươi tốt nhất phát đóng kín một cái phi kiếm truyền tin, trở về mời Thanh thị Trúc Long rời núi, nếu không dựa hết vào chúng ta, chưa chắc có thể trấn áp thằng nhóc này. Thằng nhóc này trên mình, có bữa long bát thần âm, bát quái thiên đan thuật, các loại thần hỏa, hơn nữa lần này đoạt quốc phần thưởng, pháp hóa mất đi thiên hòa ngọc quỳnh kim lộ, hắn thủ đoạn, sợ là phải nghịch thiên. Đặc biệt là pháp hoa mất đi trời, và hắn thiên long bát thần âm là đồng bộ, hai người kết hợp, có vô thượng thánh Phật mất đi thiên uy, tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản. Nghe nói Thanh thị Trúc Long luyện thành thiên cương tuyệt mệnh phù, đạt được thất sát ma tông truyền thừa, chỉ có hắn ra mặt, chúng ta mới có thể tiêu diệt cái thằng nhóc này. Càn khôn nhị lão ngưng thần lập mưu. Diệp thần kiêu căng quá thịnh, bọn họ cũng không dám tranh phong, chỉ có mời Thanh thị Trúc Long ra mặt, mới có trấn áp có thể. Được, ta quay đầu phát đóng kín một cái phi kiếm truyền tin, mời Trúc Long đại nhân rời núi. Nghe Càn Khôn nhị lão mà nói, Đan Hoàng Dương Liệt vậy đáp ứng. Bọn họ thương nghị, đều là bí mật truyền âm, người ngoài cũng không có phát hiện. Bọn họ muốn giết ta. Nhưng Diệp Thần trong sâu thẳm, nhưng bắt được một chút thiên cơ sát khí, nhất thời đề phòng. Đan Tôn đại hội kết thúc, mời Diệp Tiểu Hữu lên đài lãnh thưởng. Một cái đan tháp trưởng lão đi ra, cao giọng tuyên bố. Trong tay hắn bưng một cái đĩa, trong khay để một cái bình ngọc, một cái ngọc giản, còn có một cái chiếc nhẫn chữ vật. Lần này đan tôn đại hội, do Càn Khôn nhị lão đảm nhiệm trọng tài, nhưng sau cùng phần thưởng, nhưng là do đan tháp hội trưởng tự mình ban hành, Càn Khôn nhị lão coi như muốn làm tay chân, cũng là tuyệt đối không thể. Diệp thần đi tới trên đài. Thanh trấn trung vậy đi tới trên đài. Thằng nhóc. Ngươi và ta gia lão tổ thái cổ đan tôn, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Thanh trấn trung nhìn Diệp thần, truyền âm đặt câu hỏi. Giọng rất là lạnh như băng. Nhưng mà một khắc sau, thanh trấn trung bối rối. Thằng nhóc thúi thanh trấn trung, ngươi đây là thái độ gì? Người này là ta truyền nhân, ngươi cái này con cháu bất tài, sau này nói chuyện khách khí một chút. Diệp thần còn chưa lên tiếng, luân hồi mộ địa bên trong. Thái cổ đan tôn liền phát ra uy nghiêm thanh âm, hung hăng đánh thẳng vào thanh trấn trung đầu óc. Đan tôn tiền bối, ngươi. Diệp thần nhất thời ngây ngẩn, không nghĩ tới thái cổ đan tôn sẽ đích thân ra mặt, hướng thanh trấn trung làm áp lực. Thằng nhóc, ta bắt được thượng giới ý định giết người, người phụ nữ kia muốn đối phó ngươi, nơi đây nhân quả, người mau sớm chặt đứt, không muốn rông dài. Thái cổ đan tôn ánh mắt ngưng trọng, trong sâu thẳm, hắn bắt được thượng giới sát khí. Diệp thần tình cảnh vô cùng nguy hiểm, cho nên, hắn không tiếp tự mình ra mặt, cũng phải thay Diệp thần chấm dứt nơi này nhân quả. Nữ hoàng muốn giết ta. Nghe thái cổ đan tôn mà nói, Diệp thần nhất thời sắc mặt trầm xuống. Mà lúc này, thanh trấn trung nhưng là cả người run rẩy, quỳ xuống. Lão tổ tông, ta. Hắn vô cùng kính sợ nhìn Diệp thần, tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể ở Diệp thần trên mình. Nghe được thái cổ đan tôn thanh âm. Đây là chuyện gì xảy ra? Thanh hội trưởng làm sao quỳ xuống? Thằng nhóc này là ai, lại có thể để cho thanh hội trưởng quỳ xuống? Chẳng lẽ hắn thật là thái cổ đan tôn chuyển thế? Toàn trường tất cả người, thấy thanh trấn trung quỳ bái Diệp thần, cũng rơi vào khiếp sợ bên trong. Càn khôn nhị lão và đan hoàng Dương Liệt phụ tử, cũng là hoàn toàn động dung. Cha! Dưới đài! Thanh Thu Vân đầu ngón tay che miệng ba, mặt đẹp phủ đầy kinh ngạc. Ngay tại hai ngày trước, Thanh Trấn Trung còn là một bộ nổi trận lôi đình hình dáng, hận không phải đem Diệp Thần bằng thây vạn đoạn. Nhưng hiện tại, hắn nhưng là hướng Diệp Thần quỳ xuống. Cái này to lớn thay đổi, để cho Thanh Thu Vân trợn mắt hốc mồm. Diệp Thần cũng là bật cười khanh khách, cái này thay đổi, hắn vậy mới liệu chưa kịp. Nhưng thái cổ đan tôn chịu ra tay. Vậy giải quyết hắn rất nhiều phiền toái. Chí ít, hắn và Thanh Trấn Trung ân oán, coi như là hoàn toàn kết liễu. Thời gian kế tiếp, hắn có thể tất cả tâm thần, đối phó ngoại giới đủ loại uy hiếp. Chúc mừng tiểu tổ tông đoạt cúp, đây là ngươi phần thưởng. Dưới con mắt mọi người, Thanh Trấn Trung vậy phát hiện mình thất thố, liền vội vàng đứng dậy, từ đan tháp trưởng lão cầm trong tay quá khen phẩm, tặng đưa cho Diệp Thần. Hắn đối với Diệp Thần gọi. Cũng là hoàn toàn thay đổi, lại có thể kêu tiểu tổ tông. Diệp thần khóc cười không được, xem ra thanh trấn trung đối với thái cổ đan tôn, có vô cùng cao quý kính ý, mình đạt được thái cổ đan tôn truyền thừa, cũng nhận được hắn tôn trọng. Đa tạ. Diệp thần nhận phần thưởng,
trong lòng một hồi kích động. Phần thưởng có ba kiện, một kiện là một cái bình ngọc, huyết mạch sơ khai liền chứa ở trong bình mặt. Kiện thứ hai là một phiến ngọc giản, phía trên ghi lại pháp hoa mất đi thiên tu luyện bí pháp. Kiện thứ ba là một cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong cất rất nhiều binh khí pháp bảo, thiên địa linh tài, hàng loạt linh thạch vân. Vân, nhưng bàn về giá trị, đều không thể vào huyết mạch sơ khai, pháp hoa mất đi thiên tướng so. Rốt cuộc lấy được rồi huyết mạch sơ khai, Diệp Thần trong lòng tất nhiên hưng phấn, chỉ cần đem huyết mạch sơ khai, cho tiểu hoàng uống vào, nhất định có thể trị liệu hắn thương thế. Ngay tại Diệp Thần kích động lúc đó, một đạo cực kỳ thanh âm lạnh như băng cắt đứt hắn. Thanh âm này không phải Thái Cổ Đan Tôn, càng không phải là Tô Nhược Hy, mà là Kiếm Hồn Huyền Hàn Ngọc. Ồ, ngươi lại có thể ở giới vực thành. Thằng nhóc, nhanh lên hướng không giới lâm phương hướng đi. Đừng hỏi tại sao, nghe ta. Nhanh lên. Ngươi nếu như muốn đối kháng Hiên Viên Mặc Tà, nơi đó ngươi phải đi. Mau. Diệp Thần thần sắc thay đổi. Hắn lần đầu tiên nghe được kiếm hồn kích động như vậy. Mà giờ khắc này U Oanh Quỷ Dữ và Thanh Trấn Trung vốn định hướng Diệp Thần đi tới, nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện, Diệp Thần biến mất. Một đạo cực hạn quang hướng một phương hướng lao đi. 5 phút sau, một phiến sinh trưởng vô số đen nhánh cây cối rừng rậm bầu trời, một đạo U Ảnh, cực nhanh chớp động, hướng phía trước chạy như bay, đột nhiên tới giữa, vậy U Ảnh hơi dừng lại một chút. Hiện ra một người thần sắc lãnh đạm nam tử bóng người, đứng yên không trung. Chính là Diệp Thần. Huyền Tiên Tử, trước mặt, chính là ngươi nói địa phương. Một tòa thật to bia đá, giống như màu đen cự thú vậy, chiếm cứ ở Diệp Thần cuối tầm mắt, cho dù cách nhau xa như vậy, hắn lấy không biết tên huyền hắc mỏ sắt xây mà thành đá lớn, nhìn như, vẫn vô cùng cao vút. Huyền Hàn Ngọc thanh âm, ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, không sai. Nếu như ta cảm giác không sai, giới vực thành phía bắc bên bờ, chính là phần kia cơ duyên cực lớn. Ngươi nếu như phải đi đối kháng Hiên Viên Mặc Tà, cái này cơ duyên, phải bắt lại. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy đồ sộ bia đá lớn, trong mắt bên trong, không khỏi lóe lên thước vẻ hưng phấn. Dựa theo Huyền Hàn Ngọc nói, giới vực thành chỗ sâu, có một vùng u tuyệt, cách mỗi mấy chục ngàn năm, mới mở thả một lần, trong đó trải rộng chí mạng u huyền khí lạnh, tu vi hơi yếu. Hoặc là cường độ thân thể không đủ võ giả tiến vào trong đó, liền mấy cái hô hấp, đều không cách nào chống đỡ. Chớ nói chi là, trong đó, còn tràn đầy vô số không muốn người biết nguy hiểm. Cho dù là thiên thần cảnh cường giả đỉnh phong, ở nơi này vùng u tuyệt bên trong, cũng có thể gặp phải nguy cơ sinh tử. Cho nên, vùng u tuyệt mặc dù là một nơi hiếm thấy địa phương, có thể lại không có nhiều ít võ giả nguyện ý tiến vào trong đó. Nhưng căn cứ Huyền Hàn Ngọc nói, cái này vùng u tuyệt là một người thời đại thượng cổ chí cường giả tọa hóa chỗ, trong đó, rất có thể tồn tại vậy chí cường giả, lưu lại truyền thừa. Nếu như thông thường chí cường lưu lại truyền thừa, Diệp Thần còn không sẽ biết bao để ý, dẫu sao, hắn Diệp Thần thiếu cái gì, chính là không thiếu truyền thừa. Có thể, tên này chí cường giả, ở thời đại thượng cổ, là bị gọi chi là hủy diệt chí tôn tồn tại. Tại sao được gọi là hủy diệt tôn sư? Bởi vì, tên này chí cường cùng Diệp Thần như nhau, nắm giữ hủy diệt mộ đạo. Duy nhất khác biệt, chính là tên này chí cường tu tập hủy diệt mộ đạo, ước chừng hơn 10.000 năm, dù cho Diệp Thần võ đạo thiên tư, ưu tú cực kỳ, nhưng đối với hủy diệt mộ đạo lĩnh ngộ, vậy xa không cái này hủy diệt tôn sư có thể so. Cho nên, ở Huyền Hàn Ngọc dưới sự chỉ điểm, Diệp Thần liền thời gian đầu tiên hướng cái hướng kia đi, nếu như lấy được cái này hủy diệt chí tôn truyền thừa. Đối với hủy diệt lực nắm trong tay, cùng với hủy diệt mộ đạo lĩnh ngộ, đều đưa sẽ có được to lớn tăng lên. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị trực tiếp tiếp tục đi đường, chờ đợi vùng u tuyệt mở lúc đó, hắn thần sắc, nhưng là khẽ động, chân mày khinh thiêu, hướng dưới chân đen nhánh kia sâm trong rừng nơi nào đó nhìn. Vẫn còn có mấy người. Chẳng lẽ là giống như hắn mục đích? Phía dưới, lãnh bình các người rốt cuộc dừng lại, thật dài thở ra một hơi. Lãnh Bình đem Dương Tử Hân ném ở trên mặt đất. Sau đó lại là cười đối với Dương Tử Hân nói, bé cưng, hiện tại, cũng chưa có người quấy rầy ta. Dứt lời, hắn từng bước, chậm rãi hướng Dương Tử Hân bước đi. Dương Tử Hân chỉ có thể tuyệt vọng, sợ hãi không ngừng lui về phía sau. Lãnh Bình nhưng cũng không nóng nảy, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nụ cười một chút xíu đến gần, tựa như đang chơi làm mình con mồi vậy.
Nhưng vào lúc này, Thạch Tâm, Thạch Ý nhưng là hai miệng đồng thanh nói, công tử, nơi đây vẫn không an toàn, có người đang ngó chừng chúng ta. Lần này, Lãnh Bình có chút nổi giận. Mình cũng rời đi xa như vậy, làm sao kia đều có người nhìn chằm chằm mình. Giới vực thành bên bờ chi địa nhưng mà cực kỳ nguy hiểm à, kia có nhiều như vậy người. Hắn tức giận lan truyền linh thức, nhất thời phát hiện Diệp Thần tồn tại. Bất quá hắn khóe miệng vậy xuất hiện một đạo nụ cười. Bởi vì đối phương bất quá là hỗn độn cảnh bốn tầng thiên. Con kiến hôi. Hắn cười lạnh một tiếng, Thạch Tâm, Thạch Ý, người này hỗn độn cảnh bốn tầng thiên, các ngươi luôn không khả năng lại không công mà về đi. Lần này, ta muốn an tĩnh tuyệt đối. Ừ, Thạch Tâm, Thạch Ý con ngươi đông lại một cái, sát ý hồi sinh. Hỗn độn cảnh bốn tầng thiên và mới vừa rồi cái đó có thể vượt qua thiên thần đỉnh cấp cự kiếm nam tử cũng không là một chuyện. Bọn họ có tuyệt đối tự tin. Rất nhanh, không giới lâm bầu trời, Diệp Thần thần sắc lãnh đạm đứng tại chỗ, hai cái bóng đen ở trước người của nó chớp mắt, liền hóa thành hai người dung mạo giống nhau người trung niên. Chính là vậy Thạch Tâm, Thạch Ý. Diệp Thần nhàn nhạt nói, hai vị, có chuyện. Thạch Tâm Thạch Ý hai mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương rừng rưng. Thằng nhóc này, quả nhiên chỉ là một người hỗn độn cảnh rác dưới. Loại rác dưới này, thấy bọn họ hai người thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả xuất hiện ở mình trước mắt, không nghĩ làm sao chạy trốn, còn đứng ở chỗ này trang ổn định, còn dám hỏi bọn họ có chuyện. Thạch Tâm cười lạnh nói, một tên phế vật, ở chỗ này hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì chứ? Ngươi không biết khắp nơi loạn xem là sẽ chết người sao? Thạch Ý nói, ha ha, có chuyện, chúng ta ngược lại thật có chút việc. Diệp Thần nghe vậy, cười, hắn nhìn Thạch Tâm cùng Thạch Ý, ánh mắt chút nào không lùi nói, loạn xem, có thể chết hay không, ta không biết, nhưng, nếu như có người, ở ta trước mặt tìm chết nói, ta biết người kia, nhất định sẽ chết. Toàn bộ không giới lâm bầu trời, ngay tức thì tĩnh mịch. Thạch Tâm cùng Thạch Ý, đều có chút khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Thằng nhóc này nói cái gì? Một cái hỗn độn cảnh phế vật, lại khiêu khích bọn họ. Một khắc sau, thiên thần cảnh hậu kỳ vậy hơi thở cuồng bạo, liền từ hai người trong cơ thể, bộc phát ra, trong mắt của bọn họ, giờ phút này đã trải rộng tia máu, tức giận đến tột đỉnh, giống như là hai cái cắn người khác chó điên vậy, trợn mắt nhìn Diệp Thần. Nếu như đem ánh mắt đổi thành kiếm mà nói, Diệp Thần giờ phút này sợ rằng đã bị thiên kiếm vạn ngắt. Hắn hai người chúng ta nhưng mà lãnh ra người làm à? Vẫn là thân phận cực cao người làm. Cho dù chỉ là tách ra, nhưng, tách ra vậy vẫn là lãnh ra một phần chia. Bình thường, trừ lãnh ra người, toàn bộ giới vực thành khu vực, ai dám đối với bọn họ nói như vậy. Cho dù là cùng cấp võ giả, thậm chí tu vi cường đại hơn bọn họ không ít võ giả, đối với bọn họ đều là lấy lễ đối đãi à. Hai người, nháy mắt liền nổi cơn thịnh nộ. Bọn họ cổ tay lột. Lại đều là lấy ra một chuôi kiểu dáng giống nhau, tản ra nồng nặc sát khí cái dìu lớn, hiển nhiên, cái này hai chuôi cái dìu lớn không biết dính liền bao nhiêu người máu tươi. Một khắc sau, hai người sau lưng đồng thời hiện ra một tôn màu máu quỷ Phật hư ảnh, tanh hôi huyết khí, ở trên không khí bên trong bồng bềnh, quỷ Phật hiện ra ngay tức thì, hai người bề mặt, hiện ra đạo đạo gân xanh, hơi thở, cũng cường đại hơn liền một phần. Đá này tim cùng Thạch Ý là thật nổi giận à? Đối phó nhìn qua chỉ có hỗn độn cảnh thực lực Diệp Thần, lại là sử dụng máu này Phật bí pháp. Thạch Tâm cùng Thạch Ý, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, máu này Phật bí pháp, phẩm cấp cực cao, coi như là hai người cường đại nhất lá bài tẩy, sở dĩ đối phó một cái hỗn độn cảnh phế vật, cũng phải thi triển như vậy thủ đoạn, là bởi vì là, bọn họ muốn cho Diệp Thần trước khi chết, cảm thụ đến mức tận cùng sợ hãi. Máu kia khí bồng bềnh tới giữa. Lại là đem một phe này thế giới thổi phồng được giống như địa ngục vậy. Hai người hai miệng đồng thanh gầm hét lên, không biết sống chết phế vật, lão tử phải đem ngươi nghiền thành cặn bã. Bọn họ cả người bắp thịt rung động, dâng trào linh lực, giống như thác nước vậy bơm vào nhập cây búa lớn trong tay bên trong, huyết khí nồng nặc, quấn quanh ở lớn dìu mũi bên trên, một cổ vô cùng hung man võ ý ở trong huyết khí kích động mở, bá đạo, lạnh thấu xương dìu ý, bắt đầu sôi trào. Huyết long phách thiên diều. Một diều chém ra, huyết khí ngưng tụ, hóa thành hai đạo vô cùng hung ác, dường như muốn đem thiên địa xé nát diều ý cự long, hướng Diệp Thần gào thét đi, chỗ đi qua, không gian bể tan tành, liền liền dưới bàn chân vậy phiến không giới lâm,
Cũng bởi vì cái này hai rìu, xuất hiện hai đạo vô cùng to lớn, thâm thúy kẽ hở. Cái này, vẫn là giới vực thành, không gian cùng với mặt đất phân. Vân, cũng không có so vững chắc nguyên nhân, nếu là ở thần quốc cái này hai rìu đủ để đem làm cho cả thần quốc động đất chứ. Hơn nữa, Thạch Tâm Thạch Ý hai người, là sanh đôi, thuở nhỏ liền tâm ý tương thông, dưới sự liên thủ thi triển công kích, lại là phối hợp được gần như không chê vào đâu được. Đây cũng không phải là một thêm một, tương đương với hai đơn giản như vậy à. Cái này hai rìu, phối hợp dưới, cơ hồ đem Diệp Thần hết thảy tránh né đường tắt, cũng phong kín. Hai người, nếu như gặp thực lực hơi kém một chút thiên thần cảnh hậu kỳ võ giả, nói không chừng, cũng có sức đánh một trận liền à. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần đã là một người chết. Diệp Thần đối mặt cái này kinh thiên huyết long, nhưng là sắc mặt không thay đổi chút nào, cổ tay lột, một chuôi đen nhánh trường kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay. Trước đây đột phá đến hỗn độn cảnh 4 tầng thiên sau đó, vừa vặn cần người đưa cho hắn thử một chút kiếm, hai cái thiên thần cảnh 7 tầng thiên tồn tại. Cho hắn thử kiếm, vừa vặn. Hồng mông cổ pháp cũng không xứng hắn đối với cái này hai người sử dụng. Ở nơi này huyết long sắp đem Diệp Thần cắn nuốt một khắc trước, Diệp Thần ra tay. Chân võ ý, kích động mở ra, tầng 7 huyết quang tách thả ra, phần huyết quyết trình độ cao nhất vận chuyển, phá thiên lực, ở bắp thịt bên trong bành trướng, trong tay sát kiếm vũ động, mang theo một đạo dùng mình bốn phía tuyệt mạnh kiếm mang, diệt thiên kiếm quyết thi triển, khí tức hủy diệt, dần dần ở kiếm phong bên trên ngưng tụ, kèm theo vậy lẫm liệt kiếm quang, cùng lục đạo kiếm ý cùng nhau, gào thét ra. Giờ khắc này, thời không phảng phất ngừng. Thông thiên kiếm quang, ở nơi này không giới lâm bầu trời lóng lánh, phảng phất đem cả thế giới, đều phải chia làm hai vậy. Giờ phút này, đã đi tới Dương Tử Hân trước người, một cái chân đạp ở Dương Tử Hân quần tím, chính diện lộ vô cùng đói khát vẻ, chuẩn bị đối với Dương Tử Hân ra tay lãnh bình, cũng là không khỏi được thần sắc như thường, ngẩng đầu lên, hướng bầu trời bên trong, đạo kiếm quang kia nhìn, trong mắt, ẩn hiện vẻ kinh nghi. Cho dù là cách nhau xa như vậy, hắn cũng cảm nhận được kiếm quang này bên trong, hàm chứa cực kỳ cường đại lực tàn phá. Tu là thiên thần cảnh tầng 8 thiên lại cách xa chiến trường lãnh bình, còn như vậy, chớ nói chi là Thạch Tâm cùng Thạch Ý. Giờ phút này, trên mặt bọn hắn tàn nhẫn, là máu vẻ, đã sớm không còn gì vô tồn, chỉ còn lại có phát ra từ cốt tủy sợ hãi. Đối mặt Diệp Thần chém ra hủy diệt một kiếm, nguyên bản gò má đen thui, cũng ngay tức thì trắng bệch không máu dậy rồi à. Ngay cả hô hấp, cũng dừng lại. Liền liền phía sau hai người. Vậy nhìn như ác thần giống vậy huyết Phật hư ảnh, đều ở đây Diệp Thần một kiếm này hơi thở bên trong, bắt đầu mơ hồ, tiêu tán đứng lên. Nháy mắt tức thì, vậy hai cái cuồng bạo vô cùng kinh thiên huyết long, liền ở kiếm quang bên trong, như mặt trời xuân dung tuyết vậy, thật nhanh tan rã đứng lên. Liền một cái hô hấp, cũng không có chống đỡ đến. Thạch Tâm cùng Thạch Ý, giờ phút này, thật sợ à. Sợ hãi đến tâm đảm câu liệt trình độ. Đồng thời, còn có nghi ngờ, to lớn đến làm bọn họ võ đạo suy nghĩ, thế giới quan cũng làm hỏng mất nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Một người hỗn độn cảnh tồn tại làm sao có thể chém ra cái này giống như xuất từ ma tay thần một kiếm à? Bọn họ không để ý hết thảy thiêu đốt máu tươi, vô số pháp khí hộ thân, bắn ra, lượn lờ ở hai người quanh người, thi triển bí pháp, hóa thành một đạo huyết ảnh, thuận tiện lấy tốc độ cực nhanh, hướng phương xa bay vút đi. Diệp Thần nhìn hai người liều mạng chạy thục mạng hình dáng, trong mắt, nhưng là thoáng qua một đạo sát ý, nhàn nhạt nói, ta nói, ở ta trước mặt tự tìm cái chết, nhất định sẽ chết, các ngươi còn lấy là có thể chạy thoát sao? Thoáng qua, kinh khủng kia kiếm mang bên trên, ánh sáng lạnh lẽo một thịnh, liền hóa thành diệt thế sao xa vậy, chia làm hai, hướng Thạch Tâm cùng Thạch Ý, cực nhanh đi. Âm hai tiếng nổ, giống như chín tầng trời chân thần, rơi xuống lôi phạt vậy. Ở không giới lâm bầu trời bùng nổ. Tiếng vang lớn bên trong, mơ hồ còn vang lên hai đạo vô cùng kêu thê lương thảm thiết. Một khắc sau, ánh sáng tiêu tán, cái này hai người ở giới vực thành khu vực tung hoành thật lâu thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, cứ như vậy từ trên thế giới biến mất, liền dấu vết cũng không có để lại. Lãnh Bình đứng tại chỗ, ngu. Hắn như thế nào không cảm giác được Thạch Tâm cùng Thạch Ý đã bị tàn sát. Vốn cho là, chỉ là gặp được một cái ở không thích hợp thời gian, xuất hiện ở không địa phương thích hợp quỷ xui xẻo, có thể bây giờ nhìn lại, hắn hình như là đá tấm sắt à.
Một kiếm trong nháy mắt giết Thạch Tâm cùng Thạch Ý, thực lực này sợ rằng cũng có thể so với mình chứ. Ngay tại lúc này, trong hư không chập chờn cùng nhau, Diệp Thần liền xuất hiện ở Lãnh Bình trước mặt. Hắn thần sắc hơi rét nhìn Lãnh Bình nói, là ngươi bảo bọn hắn tới giết ta. Lãnh Bình vô luận từ khí độ vẫn là tu vi trên xem ra, hiển nhiên là hai người kia chủ tử, không có Lãnh Bình phân phó, hai người nào dám tùy ý hành động. Mà làm Lãnh Bình thấy rõ ràng Diệp Thần tu vi sau đó, nhưng là hơn nữa kinh hãi. Thằng nhóc này làm sao mới hỗn độn cảnh? Ở hắn xem ra, đối phương chí ít cũng là thiên thần tầng 8 thiên mới đúng a. Hắn nhìn ra được Diệp Thần cũng không có áp chế tu vi. Còn như cái gì núp ở Diệp Thần bên người cường giả, càng không có thể, bây giờ còn có cái gì ẩn núp cần thiết. Nên đi ra, sớm đi ra. Có thể như vậy thì lộ vẻ được Diệp Thần, hơn nữa quỷ dị à. Trong nháy mắt, Lãnh Bình óc, nhanh chóng vận chuyển, vậy đôi cặp mắt nhỏ dài, đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ thằng nhóc này, là mượn cường đại gì hậu thủ? Ha ha, nếu là như vậy mà nói, thì dễ làm. Thật ra thì, mặc dù Diệp Thần giết trong nháy mắt Thạch Tâm cùng Thạch Ý, để cho Lãnh Bình vô cùng khiếp sợ, nhưng, cũng không có quá mức sợ hãi. Dẫu sao, Diệp Thần một kiếm kia, còn không có cho hắn không cách nào địch nổi cảm giác, tu vi bước vào thiên thần cảnh sau này, mỗi một tầng cảnh giới nhỏ, chênh lệch cũng giống như thiên uyên. Mà Diệp Thần, như là dựa vào ngoại lực, mà không phải là thực lực bản thân làm được, vậy thì càng tốt đối phó. Nguyên bản, bởi vì cái này bất ngờ xuất hiện nam tử, mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ chờ mong Dương Tử Hân, lúc này, ánh mắt lại lần ảm đạm xuống, hiện lên vẻ thất vọng. Hiển nhiên, nàng ý tưởng, và Lãnh Bình kém không nhiều. Lãnh Bình thần sắc bình tĩnh nhìn Diệp Thần, nhàn nhạt nói, à, ngươi đang nói gì, bổn công tử, nhưng mà một chút cũng không biết. Diệp Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía ngã nhào trên đất Dương Tử Hân nói, hắn nói là sự thật. Lãnh Bình ánh mắt trầm xuống nói, làm sao, ngươi không tin ta nói. Coi như nữ nhân này nói là ta làm, là có thể chứng minh nàng nói, thật. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng nói, tin tưởng, hai người các ngươi, nếu như đều nguyện ý lấy đạo tâm dạy thề, ta, chỉ tin tưởng các ngươi nói. Lời vừa nói ra, Lãnh Bình thần sắc, hoàn toàn âm trầm xuống, trong mắt sát ý phun trào. Thằng nhóc này, cho mặt không biết xấu hổ. Thật lấy là, mình giết hai cái người làm, liền vô địch, liền có thể nghịch thiên. Trên đất, nguyên bổn đã tuyệt vọng Dương Tử Hân, giờ phút này cũng là đôi mi thanh tú hơi nhăn nhìn Diệp Thần, ánh mắt không ngừng chớp động, Diệp Thần thái độ quả thật làm cho nàng vậy cảm thấy vô cùng là kỳ quái, chẳng lẽ cái này nhìn bất quá là hỗn độn cảnh võ giả, cho dù đối mặt Lãnh Bình cũng có lòng tin đánh một trận. Nghĩ tới đây, Dương Tử Hân mắt đẹp ngay tức thì sáng lên, giống như người chết chìm, bắt được một cái phao cứu mạng vậy, không chút do dự mở miệng nói ta, Dương Tử Hân, lấy đạo tâm thề, mới vừa rồi chính là người này mệnh lệnh vậy hai cái người làm đuổi giết các hạ. Diệp Thần nhìn Lãnh Bình dần dần khó xem sắc mặt, khẽ mỉm cười nói, ừ, hiện tại đến ngươi, ngươi nếu như vậy lấy đạo tâm thề, chuyện này cứ tính như vậy, như thế nào? Lãnh Bình sắc mặt, hoàn toàn băng hàn liền xuống. Lấy đạo tâm thề. Đến thiên thần cảnh tầng 8 thiên tầng thứ này, đạo tâm thề, có thể không phải là đùa à. Một khi tẩu hỏa nhập ma, hoặc là gặp phải tâm ma cắn trả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lấy Lãnh Bình vậy cẩn thận, tích mệnh tính cách, làm sao dám đánh cuộc. Diệp Thần nhìn Lãnh Bình thần sắc, ánh mắt nghiền ngẫm, hắn cùng nhau đi tới nếu như còn không nhìn ra ai là nói thật, ai là nói dối mà nói, đã sớm bị người chơi chết. Cho dù cái này Lãnh Bình thật lấy đạo tâm thề, Diệp Thần vậy sẽ không bỏ qua hắn. Dĩ nhiên, hắn biết Lãnh Bình 100% không dám. Lãnh Bình ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Diệp Thần, đột nhiên mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi có biết, bổn công tử là người nào? Không đợi Diệp Thần mở miệng, Lãnh Bình, liền nghiêm túc quát một tiếng nói, bổn công tử, tên là Lãnh Bình, là cái này giới vực thành lãnh gia người. Cũng là vực ngoại lãnh gia người. Ngươi một tên phế vật cũng dám trêu chọc ta. Thừa dịp hiện tại, bổn công tử cho ngươi cơ hội thời điểm, nhanh chóng cho bổn công tử cút, biết không? Ngươi là lãnh gia người. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là không nhịn được kinh hô một tiếng. Lãnh gia. Cái đó cùng hắn Diệp Thần không đội trời chung lãnh gia. Nhìn Diệp Thần vậy rung động hình dáng, Lãnh Bình hài lòng cười.
mà nguyên bản mắt đẹp sáng lên Dương Tử Hân, nhưng là lần nữa mặt hiện vẻ tuyệt vọng, đúng vậy, cái này coi như thần bí, coi như có hơn người thực lực, thì thế nào? Cái này giới vực thành, có mấy người dám trêu chọc lãnh gia? Đặc biệt, là ở khu vực này hoàn toàn thuộc về lãnh gia địa bàn à? Ngay tại hắn hai người chúng ta cũng lấy là Diệp Thần muốn thối lui thời điểm. Một cổ sát ý kinh thiên, nhưng là chợt từ Diệp Thần trên mình, bộc phát ra. Giờ khắc này, Diệp Thần sau lưng giống như đứng lên một tòa vạn trượng núi thây dưới, là giống như mênh mông giống vậy vô tận biển máu. Vậy khí thế kinh khủng, làm thiên địa cũng làm chấn động tùng, thật tựa như cùng từ địa ngục mà đến Tu La chiến thần vậy. Nguyên bản, Diệp Thần ở chấn thần tháp bên trong trải qua thượng cổ đại chiến, cũng đã luyện liền vô cùng sơ sắc tiêu điều khí thế, hôm nay, lại là chém giết không ít ma tộc. Hắn giết phát cáu hạng tầng thứ, có thể tưởng tượng được. Trong chốc lát, Dương Tử Hân và Lãnh Bình đều là làm chấn nhiếp à. Cái này phải giết bao nhiêu người, vẫn là khá là cường đại tồn tại, mới có thể ngưng luyện ra sát khí, sát ý à. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Diệp Thần nghe được lãnh ra danh hiệu, còn dám bộc phát ra sát ý như vậy. Gặp qua không sợ chết, không gặp qua chủ động tìm chết à. Một khắc sau, một cổ thông thiên yêu khí, từ Diệp Thần trên mình dâng lên, thần ma luân hồi quyết trình độ cao nhất vận chuyển, thậm chí, sát kiếm bên trên khó hiểu hơi thở dạo dực, liền kiếm hồn lực lượng cũng vận dụng. Diệp Thần, sát ý đã quyết. Nếu trước mắt là tất giết liền người, như vậy liền không có chút nào nương tay cần thiết, dùng hết toàn lực, đem chi nghiền thành xám. Lãnh Bình nơi nào biết, mình không nói ra mình thân phận khá tốt, nói ra, đó là liền từng tia sống tiếp có thể, cũng không có. Một kiếm chém ra. Cực kỳ kinh khủng một kiếm, vô tận kiếm ý đem một phe này thiên địa, hoàn toàn phong tỏa, khí tức hủy diệt, ở lạnh như băng kiếm quang bên trong gào thét, ngay tức thì, cái này không giới lâm, ở Diệp Thần dưới một kiếm, tựa như hóa thành vực sâu hủy diệt vậy. Đối mặt một kiếm này, Lãnh Bình sắc mặt cuồng biến, một kiếm này để cho nó cảm nhận được liền sinh tử mùi vị. Một chuôi loãng trường kiếm màu vàng, xuất hiện ở trong tay, trường kiếm trên thân kiếm, vô số màu vàng phù văn lượn lờ. Kiếm khí vô cùng đậm đà, bất ngờ là một chuôi đạo khí. Hắn cắn răng một cái, cả người tinh máu sôi trào, quát lên một tiếng lớn nói, ngưng thiên kiếm. Trường kiếm trong tay liền múa, ngay tức thì nhốn nháo dù sao cũng lần, kiếm mang xen lẫn, hóa thành một đạo tuyệt mạnh kiếm trận bên trong, hư không bể tan tành, vạn vật bị cắt kim loại trở thành hư không, lạnh như băng kiếm khí mãnh liệt, phảng phất, liền thương khung, đều phải làm ngưng kết vậy. Lãnh Bình một kiếm này, một chút đều không yếu. Thậm chí, ở nơi này trạng thái cực hạn, không tiếc hậu quả điên cuồng cháy máu tươi, tiêu hao linh khí dưới tình huống, mơ hồ, đều phải vượt qua mình cực hạn à. Dương Tử Hân vậy không khỏi khẩn trương, Diệp Thần một kiếm này mặc dù vô cùng khủng bố, có thể từ mới vừa rồi đối mặt Thạch Tâm Thạch Ý đánh một trận xem ra, Diệp Thần thực lực tựa hồ cũng không có vượt qua thiên thần cảnh tầng 8 trời ạ. Đối mặt Lãnh Bình một kiếm này, thắng bại còn chưa nhất định. Lãnh Bình mặt hiện vẻ dữ tợn, cái này thứ không biết chết sống, thật đúng là lấy là bổn công tử, sợ ngươi. Mặc dù, tổn hao một chút căn nguyên, thọ nguyên vân. Vân, nhưng, cùng chi chém chết Diệp Thần so sánh, cũng không coi vào đâu. Một cái hơn 20 tuổi, có thiên thần cảnh hậu kỳ thực lực, còn nắm giữ hủy diệt mộ đạo, lại hướng lãnh ra, vô cùng cừu hận yêu nghiệt, làm sao có thể để cho hắn còn sống. Một khắc sau, kim quang kia chói mắt kiếm trận, cùng Diệp Thần chém ra kiếm mang, đụng nhau. Thiên địa, làm động lại. Vậy ngưng thiên kiếm biến thành kiếm trận, ở Diệp Thần kiếm quang bên trong, nhưng lại im hơi lặng tiếng bể nát à. Không có chút nào sức đề kháng, giống như thủy tinh vậy bể nát. Lãnh Bình sắc mặt, giống như gặp gỡ gió bão biển khơi vậy, ngay tức thì cuồng biến. Hắn vô cùng hoảng sợ nhìn hướng mình. Chấn áp xuống đạo kiếm quang kia, vô cùng là thê lương thét to, tại sao có thể như vậy? Một kiếm này, làm sao sẽ mạnh như thế? Một kiếm này, so với Diệp Thần chém chết Thạch Tâm Thạch Ý một kiếm kia, mạnh, đâu chỉ gấp trăm ngàn lần à? Lãnh Bình nơi nào biết, Diệp Thần đối mặt Thạch Tâm Thạch Ý, căn bản không có động dùng toàn lực. Bất luận là thiên yêu thân thể, vẫn là kiếm hồn huyền hàn ngọc lực lượng, cũng không có đụng tới. Lãnh Bình tâm thần đều phải xé à, ở đó trình độ cao nhất kinh khủng kiếm quang trước mặt, đạo tâm đều phải bị đè tồi tệ,
hắn giống như là sắp bị giết heo vậy, phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết nói, ngươi không thể giết ta. Ta là lãnh gia người, ngươi không thể giết ta à? Diệp Thần nhàn nhạt nói, người khác ta có thể không giết, lãnh gia người, ta tất giết liền. Nháy mắt, kiếm mang bạo tránh, đem cái này lãnh gia tách ra con trai trưởng, hoàn toàn biến thành hư không, liền thần hồn, cũng bị sát kiếm cắn nuốt. Diệp Thần vung tay lên, đem lãnh bình túi đựng đồ thu vào trong tay, sau đó, quay đầu nhìn về phía trên đất Dương Tử Hân. Giờ phút này, Dương Tử Hân còn đắm chìm trong Diệp Thần một kiếm trong nháy mắt giết lãnh bình rung động bên trong, chưa bình phục. Diệp Thần mở miệng nói, ngươi không có sao chứ? Dương Tử Hân nghe vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng lỗ mũi đau xót, mặt đẹp bên trên, thoáng qua vô cùng là ủy khuất thần sắc, một khắc sau, lại là trực tiếp hu hu khóc giống lên. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi được sững sốt một chút. Hắn thần sắc cổ quái nhìn Dương Tử Hân, cô gái này lại khóc. Võ đạo thế giới, bất luận trai gái, phần lớn đều là tâm trí bền bỉ hạng người, Diệp Thần nhưng mà thật lâu không nhìn thấy có người ở trước mặt hắn, như vậy than vãn khóc lớn à. Dương Tử Hân thuở nhỏ bị Dương gia nuôi ở thâm khuê trong đó, giống như phòng ấm bên trong đóa hoa vậy, tâm tư vô cùng đơn thuần tốt đẹp, cơ hồ không có đụng chạm qua tu võ thế giới tàn nhẫn cùng xấu xa. Nhưng lúc này đây, nàng len lén xem ra khỏi nhà, muốn phải thật tốt du lịch một phen, ai nghĩ tới, vừa lên tới, liền liền lãnh bình nói, thiếu chút nữa liền trong sạch, cũng mất tại người xấu tay. Cái này, cơ hồ để cho chưa bao giờ nhận ủy khuất gì Dương Tử Hân, cũng muốn sụp đổ à. Trước, nàng vì cầu sinh, liều mạng bức bách mình tập trung tinh thần, hiện tại, lãnh bình bị Diệp Thần giết chết, một thanh tĩnh lại, nước mắt liền cũng không dừng được nữa. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn đối với người phụ nữ nước mắt, vẫn không có cái gì sức đề kháng, không khỏi được bất đắc dĩ nói, không sao, ngươi, thật giống như chúng độc đi, trước hay là giải độc đi. Dương Tử Hân nghe vậy, tiếng khóc mới thu liễm một phần, hơi khóc sụt sùi, thì phải từ dưới đất đứng lên, có thể hắn thân thể mềm mại, nhưng là một hồi vô lực, chân ngọc mềm nhũn, lần nữa té ngã trên đất. Diệp Thần thấy vậy, một vừa đưa tay, đem Dương Tử Hân từ dưới đất đỡ dậy, một vừa quan sát cái này nhìn tinh khiết được có chút không cách nào tưởng tượng cô gái tuyệt đẹp, ánh mắt nhỏ tránh. Lấy Diệp Thần ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được, Dương Tử Hân thân phận rất không bình thường, nếu không, lấy nàng tu vi, ở lãnh bình các người trong tay chạy trốn lâu như vậy, nếu không phải nàng ban đầu người chúng kỳ độc, lãnh bình ba người cũng chưa chắc có thể đem lưu lại. Diệp Thần đem Dương Tử Hân kéo, một tay khoác lên hắn trên mạch môn, linh lực phun trào. Là hắn loại trừ độc tố, một bên không khỏi hỏi, ta kêu Diệp Thần, người tên gọi là gì? Tại sao sẽ bị lãnh gia người dây dưa tới? Dương Tử Hân do dự chốc lát, tay vẫn cổ tay lộn một cái, lấy ra một quả toàn thân màu xám xanh, bề ngoài vô cùng loang lổ, kiểu dáng phong cách cổ xưa, tản ra mênh mông hơi thở lệnh bài nói, ta kêu Dương Tử Hân, mặc dù bị lãnh gia người để mắt tới, chính là bởi vì khối này thương huyền lệnh. Ngay tại Dương Tử Hân cầm ra cái này cái thương huyền lệnh ngay tức thì, Diệp Thần đầu óc bên trong, nhưng vang lên kiếm hồn huyền hàn ngọc, vô cùng là thanh âm mừng rỡ nói, thằng nhóc, người vận khí thật là nghịch thiên, có cái này thương huyền lệnh, người đạt được vậy hủy diệt chí tôn truyền thừa, trên căn bản, là 10 phần chắc 9 chuyện. Vốn là, ta còn chuẩn bị một ít những phương pháp khác, có thể hiện tại có cái này thương huyền lệnh, cũng không cần. Cái này thương huyền lệnh. Nhưng mà tiến vào hủy diệt tôn sư ngôi mộ bên trong chìa khóa à? Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Dương Tử Hân nói, cái này thương huyền lệnh, là ta từ nhà trộm ra, nghe nói, và giới vực thành vùng lân cận, sắp mở ra vùng u tuyệt có quan hệ, vốn là, ta muốn đi cái này vùng u tuyệt bên trong, xem có cái gì thu hoạch, nhưng ai biết, vừa mới tới cái này giới vực thành, cái này lãnh bình liền tới cùng ta đáp lời, ta vừa vặn muốn rõ ràng vùng u tuyệt chuyện. Liền không có đem đuổi đi. Trò chuyện bên trong, hắn đối với vùng u tuyệt, vô cùng rõ ràng, ban đầu, cũng không có lộ ra bất kỳ không tốt tâm tư, ta cũng dần dần buông xuống cảnh giác, vô tình bên trong, ta liền đem mình có thương huyền lệnh chuyện, nói ra. Nhưng ai biết, cái này lãnh mình lại là cái tiểu nhân hèn hạ. Không chỉ có muốn cướp đoạt ta thương huyền lệnh, còn muốn đối với ta. Nếu như không phải là phụ thân cho ta rất nhiều bảo toàn tánh mạng bảo vật, lại có Diệp công tử xuất thủ cứu giúp, sợ rằng ta đã. Nói tới chỗ này, Dương Tử Hân, lại muốn khóc lên vậy. Diệp Thần nhàn nhạt nói, tốt lắm, lãnh bình,
không phải đã chết rồi sao? Không có ai sẽ tổn thương ngươi. Dương Tử Hân nói, cùng hắn dự liệu, căn bản nhất trí, chính là một cái ra đời không lâu đại tiểu thư, bị có dụng tâm khác người xấu lừa dối câu chuyện. Rất nhanh, Diệp Thần liền thu tay về, lấy hắn thực lực, là Dương Tử Hân khư độc, cũng không phí nhiều ít công phu, bản thân, Dương Tử Hân trong cơ thể, liền có chống đỡ độc tố chí bảo, nếu không, cũng không khả năng chống đỡ lâu như vậy, mới độc phát. Đột nhiên, Dương Tử Hân cầm trong tay thương huyền lệnh, đưa về phía Diệp Thần, ánh mắt vô cùng chân thành nói, Diệp công tử, đa tạ ngươi cứu ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi mới phải, nếu như ngươi không chê, cái này cái thương huyền lệnh liền đưa cho ngươi đi. Căn cứ ta phụ thân theo như lời, cái này thương huyền lệnh, quan hệ vùng u tuyệt một người trong nghịch thiên cơ duyên. Diệp Thần nghe vậy, lại là sững sốt một chút, hắn vốn là, vẫn chưa nghĩ ra như thế nào cùng Dương Tử Hân mở miệng đây, Dương Tử Hân cái này thì đem thương huyền lệnh, đưa cho mình. Bất quá, Dương Tử Hân mặt đẹp bên trên, đột nhiên hiện lên vẻ giảo hoạt vẻ, mỉm cười nói, bất quá, ta có một cái điều kiện, chính là Diệp công tử tiến vào cái này vùng u tuyệt thời điểm, phải đem ta, cùng nhau mang theo. Dương Tử Hân mặc dù đơn thuần, nhưng không hề ngu. Diệp Thần không nhận biết lãnh mình, hiển nhiên cũng không phải là giới vực thành người, lúc này, đến giới vực thành tới cường giả, 10 có 8 9 cũng là vì vậy vùng u tuyệt tới. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần rõ ràng nắm giữ hủy diệt mộ đạo. Căn cứ phụ thân nói, cái này vùng u tuyệt ở giữa cơ duyên, rất có thể cùng hủy diệt mộ đạo có liên quan. Cứ như vậy, cơ bản có thể khẳng định, Diệp Thần là vì vùng u tuyệt mà đến. Diệp Thần khẽ cười nói thật nói, ta quả thật muốn đi vào vùng u tuyệt, hơn nữa, vậy vô cùng là cần khối này thương huyền lệnh, nhưng, người đã ăn qua một lần thua thiệt, còn muốn theo ta tiến vào trong đó. Không sợ, ta cũng là người xấu sao, ta sở dĩ giết lãnh mình, chủ yếu là bởi vì ta cùng lãnh gia có thù oán, mà không phải là vì cứu ngươi. Dương Tử Hân nhưng là sáng rỡ cười một tiếng nói, Diệp công tử như là người xấu, đã sớm đối với ta ra tay đi, ta, tin tưởng Diệp công tử. Diệp Thần cười một tiếng, không có nói gì nhiều, nhàn nhạt nói, mang ngươi tiến vào vùng u tuyệt, có thể, ta cũng sẽ tận lực bảo đảm ngươi an toàn, cái này thương huyền lệnh, ngươi cầm trước, đến lúc đó mượn ta dùng một chút là được. Dương Tử Hân nghe vậy đại hỉ, lau nước mắt một cái, gật đầu như gà con mổ gạo. Nếu như lần này đi ra, bị lớn như vậy ủy khuất không nói, còn một chút thu hoạch cũng không có, vậy trong nhà, chỉ sợ là lại cũng sẽ không để cho chính nàng ra cửa. Diệp Thần nói, đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta còn có chuyện quan trọng. Dương Tử Hân mặt đẹp bên trên, nhưng là hiện ra vẻ buồn bã nói, ta nghe nói, cái này giới vực thành là lãnh gia địa bàn, chúng ta đi vào, có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Thần mới vừa đánh chết lãnh mình, mặc dù không có người thấy, có thể Dương Tử Hân, vẫn có chút không yên tâm. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, chính là một cái lãnh gia tách ra mà thôi, không coi vào đâu. Lấy hắn bây giờ thực lực, cộng thêm trong cơ thể góp nhặt tử tiêu thạch năng lượng, ngược lại thật không ý kỵ một cái tách ra. Mấu chốt, Diệp Thần vẫn còn muốn tìm địa phương để cho Tiểu Hoàng luyện hóa huyết mạch sơ khai. Tiểu Hoàng so với kia hủy diệt chí tôn truyền thừa còn trọng yếu hơn. Cùng lúc đó, thượng giới chi địa. Lại nói Tuyền Phỉ mang Hiên Viên Mặc Tà, đi tới thượng giới. Hiên Viên Mặc Tà vẫn là lần đầu tiên đặt chân thượng giới, nhìn khắp bốn phía. Nhưng hôm nay thanh lãng, linh khí hòa hợp, núi đá cỏ cây, cũng không có chút nào trần tục khí tức, liền liền ven đường một bụi tiểu thảo, đều tràn đầy vô thượng linh khí. Thẳng cao đỉnh, tùy ý có thể gặp, liên miên đỉnh núi gian, mây trắng lững lờ, bay hạc bay lượn, thiên long kỳ lân, thọ lộc thiên hổ vân. Vân thiên thú, không ngừng lóe lên thần quang. Trên bầu trời, lơ lửng từng ngọn nhã chí tinh tế hòn đảo, treo trên đảo mặt, mơ hồ có thể hôm nay người bay vút lên. Thỉnh thoảng có kiếm quang cuồn cuộn, chém cắt mây trôi, đây là trên trời ngự kiếm đại thần thông, hiện ra uy nghiêm vô thượng. Từng mảnh cung điện, từng ngọn đình đài lầu các, xen lẫn thành từng ngọn khoáng đạt đại khí thành trì, trong thành trì, thiên nhân qua lại, bảo quang thần khí bay lượn, linh thú bôn tẩu, làm người ta không chớp mắt. Đây chính là thượng giới thở mạnh voi. Hiên Viên Mặc Tà trong lòng khẽ chấn động, chỉ cảm thấy thượng giới linh khí, đặc biệt chi đậm đà. Thậm chí hàm chứa cổ xưa hồng mông hơi thở, hít thở một cái, cũng có thể tăng tiến tu vi. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện,
tốc độ không biết muốn so với ngoại giới mau nhiều ít. Hiên Viên cung chủ, vẫn là lần đầu tiên tới thượng giới chứ? Tuyền Phỉ cười hỏi. Thượng giới thở mạnh voi, quả nhiên không phải thần quốc có thể so sánh. Hiên Viên Mặc Tà thở dài nói. Ha ha, Hiên Viên cung chủ, chờ ngươi sau này công đức viên mãn, là được phi thăng thượng giới, đạt được vô thượng siêu thoát. Tuyền Phỉ cười nói. Thiên nhân trên cảnh, há là như thế dễ dàng ngửa mặt trông lên. Tuyền Phỉ đại nhân nói cười. Hiên Viên Mặc Tà lắc đầu một cái, cũng biết phi thăng không dễ, muốn phi thăng thượng giới, hắn đầu tiên cần phải giải quyết Diệp Thần, chặt đứt tất cả nhân quả, lại xử lý xong ngày tận thế đại kiếp sự việc, tích lũy đến đầy đủ công đức, mới có phi thăng thượng giới có thể. Người đi theo ta đi, ta mang người đi nữ hoàng thiên cung. Tuyền Phỉ vẫy vẫy tay, mang Hiên Viên Mặc Tà đi về trước bay đi. Hai người chỉ là ngự gió phi hành, cũng không có biến dạng hư không, dịch chuyển qua lại cái gì. Bởi vì thượng giới không gian quy luật, so với ngoại giới không biết muốn vững chắc nhiều ít, muốn biến dạng, không biết phải hao phí lớn dường nào khí lực, cũng không phải hai người có thể làm được. Hai người mũi tên vậy, ở đám mây gian qua lại, gió lớn hô hô nổi lên, cạo được Hiên Viên Mặc Tà gương mặt làm đau. Cái này thượng giới quy luật lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Hiên Viên Mặc Tà thầm kinh hãi, hắn cái này cái thân thể, hạng cường hãn, coi như là tinh thần bạo diệt. Cũng chưa chắc có thể dung chuyển, nhưng ở thượng giới phi hành, chỉ là một chút thiên vân gió cực mạnh, liền giống như đao kiếm, để cho hắn mơ hồ cảm giác đau đớn. Cái này thượng giới quy luật, thật là so ngoại giới lợi hại hơn. Hai người đang phi hành gian, bỗng nhiên, phía trước không gian bể tan tành, một đạo thân ảnh biến dạng hư không, nổi lên. Đạo thân ảnh này, mờ ảo như mây khói, hiện ra vô cùng huyền ảo thâm thúy hơi thở, lại là thần bí đảm nhiệm. Ta tới đúng dịp. Đảm nhiệm đứng chắp tay, híp mắt, ngưng mắt nhìn Tuyền Phỉ và Hiên Viên Mặc Tà. Người này là ai? Tuyền Phỉ và Hiên Viên Mặc Tà nhìn nhau, lập tức dừng lại ở bước chân, ánh mắt đều là lộ ra vô cùng rung động thần sắc. Thượng giới không gian quy luật, hạng vững chắc, bọn họ đều không thể dung chuyển. Nhưng cái này vị thần bí thanh niên, lại có thể nghiền nát hư không, ngay tức thì hạ xuống ở bọn họ trước mặt. Tuyền Phỉ và Hiên Viên Mặc Tà bị rung động ở thượng giới không gian, người này cũng có thể tiện tay nghiền nát, người này thực lực, rốt cuộc nghịch thiên đến cái gì bước. Hiên Viên Mặc Tà, người chuẩn bị đi nữ hoàng thiên cung. Đảm nhiệm trên khuôn mặt, mang một chút nụ cười nhàn nhạt. Thiên đạo cung cung chủ, một đời đội trời cường giả, hắn tựa hồ không hề đặt ở bên trong mắt. Các hạ là ai? Hiên Viên Mặc Tà cả người ánh sao nổ tung. Toát ra vô cùng khoáng đạt tinh đế hạo nhiên khí. Ở đảm nhiệm trước mặt, hắn cảm thấy ngập trời áp lực. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần đảm nhiệm một ngón tay, là có thể bóp chết hắn. Như thế kinh khủng cảnh giới chênh lệch, để cho hắn vô cùng lộ vẻ xúc động, thậm chí sinh ra một chút không chân thật ảo giác. Cái này thế gian, thật sự có như thế nghịch thiên cường giả. Như vậy thâm thúy hơi thở, chỉ sợ là Huyền Cơ Nguyệt, đều không thể so sánh. Ông, Hiên Viên Mặc Tà quanh thân ánh sao cổn đáng, từng luồng ánh sao ngưng tụ thành quang cầu, quanh quẩn ở trên người hắn, dưới áp lực to lớn, hắn toàn lực thả ra tinh đế hạo nhiên khí. Giờ khắc này, hắn là tinh không nắm giữ, tay cầm chư thiên tinh túc lực lượng, hiện ra huy hoàng hơi thở. Ngươi muốn động tay? Đảm nhiệm cười, và Hiên Viên Mặc Tà so sánh, hắn cũng không có chút nào uy trấn hoàn vũ thô bạo, chỉ có mãi mãi mờ ảo. Như mây khói vậy thanh đạm tự nhiên. Không dám, chỉ là không biết các hạ ý muốn vì sao là. Hiên Viên Mặc Tà lui về phía sau một bước, ánh mắt sâu đậm kiêng kỵ. Mặc dù thần bí như vậy thanh niên trên mình, không một chút thô bạo, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu như đối phương ra tay, muốn giết hắn, không thể so với bóp chết một con kiến khó khăn nhiều ít. Nhưng hắn Hiên Viên Mặc Tà là một đời đại tông sư, ngạo cốt nghiêm nghị. Coi như cảnh giới chênh lệch nghịch thiên vậy to lớn, hắn cũng không có khom lưng khuỵu gối ý, nếu như động thủ, coi như hợp lại lần trước chết, hắn cũng phải để lại cho đối phương một chút dấu vết. Huống chi, thượng cổ thánh nhân có nói, hướng hỏi, tịch có thể chết vậy, nếu quả thật có thể cùng này cùng nghịch thiên cao thủ giao phong, thấy được tột cùng nhất cảnh giới võ đạo, như vậy thì coi là vừa chết, cũng có thể không tiếc. Ta hạ xuống nơi này, chỉ có một yêu cầu, người đi nữ hoàng thiên cung có thể. Nhưng không muốn tiết lộ Diệp Thần sự việc. Đảm nhiệm nhìn Hiên Viên Mặc Tà,
trong phảng phất tựa hồ thấy được mình ngày xưa bóng dáng, cũng là như vậy ngạo cốt nghiêm nghị, không sợ hết thảy, chỉ hy vọng sau này đại kiếp hạ xuống, người này đừng lâm vào là chó chết chủ mới phải. Các hạ rốt cuộc là ai? Hiên Viên Mặc Tà ngẩn người, lại không nghĩ rằng cái này thần bí thanh niên, sẽ nhắc tới Diệp Thần tên chữ. Chẳng lẽ người này, là Diệp Thần sau lưng người bảo vệ? Nếu quả thật như vậy, mình còn giải quyết như thế nào Diệp Thần? Nghĩ tới đây, Hiên Viên Mặc Tà rợn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, các ngươi kế hoạch, ta sẽ không qua loa nhúng tay, nhưng ta cuộc cờ, vậy không cho phép các ngươi phá hoại. Huyền Cơ Nguyệt cho đòi ngươi lên trời, đã là phá hoại quy củ, ngươi lần đi Nữ Hoàng Thiên Cung, không cho phép nói Diệp Thần nửa điểm nhân quả, nếu không ta sẽ để cho ngươi đời này, đều không cách nào lại trở lại Thiên Đạo Cung. Đàm Nhiệm giọng, đột nhiên lộ ra ác liệt mũi nhọn. Cái này trong lời nói mũi nhọn, lại uyển như phi kiếm, hung hăng phá giết ra, Hiên Viên Mặc Tà trên người tinh đế hạo nhiên khí, ở Đàm Nhiệm mũi nhọn trấn áp xuống, lại là ngay tức thì tán loạn. Thực lực thật là mạnh. Hiên Viên Mặc Tà trong mắt trợn to, ánh mắt vô cùng rung động. Thái, thật là to gan, còn muốn xấu xa ta Nữ Hoàng chuyện tốt. Nghe Đảm Nhiệm mà nói, Tuyền Phỉ nhất thời tức giận, lớn tiếng quát đứng lên. Đảm Nhiệm thực lực, mặc dù vô cùng cường hãn, nàng xa xa không phải địch thủ, nhưng nơi này là thượng giới, là Nữ Hoàng địa bàn, người bất kỳ đều không tư cách quấy rối, coi như là Đế Thích Thiên tới, cũng phải cúi đầu. Người đến sao, có địch xâm phạm, mau tru diệt. Tuyền Phỉ ánh mắt sắc bén, cong ngón tay bắn ra một chuôi lớn bằng ngón cái phi kiếm nhỏ. Phi kiếm bắn tới không trung, nổ bể ra, toát ra vạn trượng ánh sáng. Ung ung, mênh mông bát hoang, vô tận hư không, truyền ra từng trận kinh khủng chập chờn. Vô số đạo khí tức cường đại, đang điên cuồng đánh tới. Om sòm, Đảm Nhiệm nhíu mày một cái. Còn người đông lại một cái, một món kim quang giết ra, mang từng tia thiên Phật thiện hát, ngay tức thì phá vỡ hư không, đánh vào Tuyền Phỉ trên mình. Phốc xích, Tuyền Phỉ tim, ngay tức thì bị xuyên qua. Cái này, cao nhất nguyên thuật, ngươi là... Tuyền Phỉ gắt gao trợn to hai mắt, vạn phần hoảng sợ nhìn Đảm Nhiệm, tựa hồ đoán được cái gì. Ô, thiên gió thổi tới, thân thể của nàng, giống như bụi mù vậy tiêu tán, hoàn toàn quy về mất đi. Tuyền Phỉ lại ngay lập tức tới giữa liền chết hậu thế. Hiên Viên Mặc Tà nhìn một màn này, cả người kịch liệt chấn động. Đảm Nhiệm tiện tay nhất niệm, liền đánh chết Tuyền Phỉ, để cho người sau lâm vào là phấn vụn. Thủ đoạn này, đơn giản là nghịch thiên. Giết người rất đơn giản, nhưng muốn nhất niệm nghiền thành phấn vụn, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Tuyền Phỉ là nữ hoàng bên người gần thị, Đảm Nhiệm giết nàng, ngang hàng xúc phạm nữ hoàng uy nghiêm. Nhưng hắn nhưng không có chút nào cố kỵ hình dáng. Phần này rộng rãi tự tin, coi thường hết thảy ghi trong tim, mới là chân chính đáng sợ tồn tại. Ai dám ở Nữ Hoàng Thiên Cung địa bàn gây chuyện? Thật là to gan. Lưu lại mệnh tới. Lúc này, bốn phương tám hướng, từng đạo chợt quát tiếng vang lên. Chỉ gặp một tôn tôn thiên nhân cường giả, ngồi gió ngự kiếm, nhanh như tia chớp gào thét tới. Nhớ lời ta. Đảm Nhiệm nhìn Hiên Viên Mặc Tà một mắt, ở rất nhiều cường giả còn không có phủ xuống thời điểm, liền biến dạng hư không, tự nhiên rời đi. Hắn nói qua, hắn không muốn để cho người khác đánh loạn cuộc cờ của hắn bàn, nhưng hắn cũng sẽ không can thiệp quá nhiều người khác cuộc cờ. Người này kết quả là ai? Hiên Viên Mặc Tà nhìn Đảm Nhiệm rời đi bóng người, ngay tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Hắn ngày hôm nay, coi như là hoàn toàn mở mang tầm mắt. Nguyên lai cái này thế gian, lại có như thế nghịch thiên cường giả. Đảm Nhiệm thực lực, tuyệt đối đạt tới võ đạo nhất đỉnh cấp, vượt qua thánh tổ cảnh không biết nhiều ít. Này nhóm cao thủ, thật là làm người thản nhiên hướng tới. Có thể giờ phút này, mang cho Hiên Viên Mặc Tà càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hắn cuộc đời này chưa bao giờ nhận uy hiếp như vậy. Thượng giới, một nơi thông trời cao đỉnh, sát khí đậm đà. Nuốt trời đỉnh. Bàn cờ to lớn, đứng lơ lửng trên không. Một cái mây khói vậy mờ ảo, mơ hồ lộ ra đế uy mũi nhọn nam tử, tay cầm con cờ, chậm rãi rơi xuống. Diệp lão, Diệp thần nhân quả, ta đã dính quá nhiều, không thể lại quá nhiều can dự. Nam tử này, phiêu giật mà không câu chấp, chính là thần bí Đảm Nhiệm.
Một cái ông già, ngồi đối diện hắn, chính là Diệp Thần Gia Gia. Ngươi thật đi gặp Hiên Viên Mặc Tà. Diệp lão chân mày hơi nhíu, ngón tay động gian, trên bàn cờ rơi xuống một con trai. Ừ, đảm nhiệm gật đầu một cái, nói có người muốn âm thầm hủy diệt bàn cờ này, ta chẳng qua là muốn, để cho bàn cờ này ổn định tiếp tục nữa. Diệp lão than thở một tiếng, nói ta cái đó không thành kết quả cháu trai, giá trị tựa hồ đã vượt qua bàn cờ này, thậm chí quan hệ đến vận mệnh ngươi à. Không có sao, chỉ cần cuộc cờ không vỡ, vận mệnh ta, vẫn do ta nắm giữ. Đảm nhiệm nắm một con cờ, bót đích một tiếng rơi xuống, thanh thúy có tiếng. Mà lúc này, thượng giới trung ương, một phiến liên miên cung điện chỗ sâu. Nơi này đứng sừng sững một tòa vô cùng huy hoàng đền, chung quanh có huyễn tháng ngôi sao hơi thở quanh quẩn, chư thiên túc tương tựa hồ cũng ở bảo vệ, mơ hồ tới giữa, còn có từng luồng cổ xưa thần hỏa hơi thở, từ đại điện chỗ sâu truyền ra. Nơi này, chính là nữ hoàng thiên cung hạch tâm thánh địa, huyễn nguyệt tinh diễm cung. Huyễn nguyệt tinh diễm cung, 33 thiên hồng mông chí bảo, cũng là thiên cung năm bảo một trong, tại thiên cung năm bảo bên trong, đứng sau đế uyên điện hồng liên tử kim cung. Cái này huyễn nguyệt tinh diễm cung, bản nguyên khí tức và luân hồi tinh diễm là tương thông, cũng là thiên địa hồng mông nguyên khí tạo hóa thành. Khổng lồ huyễn nguyệt tinh diễm trong cung, huyền cơ nguyệt cả người kim bào, huy hoàng như trời tháng, ngồi ngay ngắn ở cao tọa bên trên. Quanh thân của nàng, từng luồng luân hồi tinh diễm khí tức cổn đáng, và huyễn nguyệt tinh diễm cung nguyên khí, hình thành một cổ đặc biệt đồng tình thiết tấu. Cao tọa dưới bậc thang, Hiên Viên Mặc Tà đứng xuôi tay, xít sao cúi đầu. Hắn rất muốn ngẩng đầu xem, trong truyền thuyết thượng giới nữ hoàng phong tư, nhưng nữ hoàng thiên cung quy củ xâm nghiêm, lấy hắn thân phận, là không tư cách ngẩng đầu, nếu như dám qua loa rình dập nữ hoàng phượng uy, ngang hàng xúc phạm khinh nhờn, đây là đại bất kính tội chết. Tuyền phỉ bị người giết liên thành www.wssx5.cn. Huyền cơ nguyệt mắt lạnh nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Tà, thật sâu đặt câu hỏi. Nàng biết được Tuyền phỉ chết, tất nhiên vô cùng tức giận và bất ngờ. Nơi này chính là thượng giới, là nàng nữ hoàng thiên cung địa bàn, coi như là đế thích thiên tới, cũng không dám lạm khai sát giới. Nhưng hiện tại, lại có người lớn gan bao thiên như vậy, giết nàng thị vệ bên người. Ừ, Hiên Viên Mặc Tà gật đầu, hắn là lúc ấy duy nhất người xem. Nàng là bị ai giết? Huyền cơ nguyệt rất muốn biết, rốt cuộc là ai, có lá gan lớn như vậy, dám giết nàng người. Không biết, người nọ không có nói lên tên họ, nếu không phải nữ hoàng chí tôn dưới quyền cao thủ, kịp thời chạy tới, tại hạ cũng có thể táng thân bỏ mình. Hiên Viên Mặc Tà hồi tưởng lại đảm nhiệm khủng bố, nhưng là có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Người nọ lớn lên bộ dáng gì, hơi thở như thế nào? Huyền cơ nguyệt thật sâu cau mày, tiếp tục hỏi. Người nọ, Hiên Viên Mặc Tà muốn phải trả lời, nhưng bỗng nhiên gian, cảm thấy uy áp ngập trời tấn công tới. Hắn lại có thể một chút xíu tin tức, cũng không thể tiết lộ. Đảm nhiệm hơi thở tướng mạo, lại là cấm kỵ tồn tại, người bất kỳ đều không thể nói tỉ mỉ. Hiên Viên Mặc Tà cảm thấy được một màn này, nhất thời vô cùng chấn động sợ hãi. Huyền cơ nguyệt tên chữ, cũng thuộc về cấm kỵ, người bình thường không thể nói rõ, nếu không sẽ có thiên tai giết chết nguy hiểm. Nhưng mặc cho khí thế, so huyền cơ nguyệt còn lợi hại hơn, không chỉ là tên chữ không thể nói rõ. Liền hơi thở tướng mạo, đều là thiên cơ cấm kỵ, người bất kỳ không thể suy diễn, không có thể đoán trước, không thể kể lể. Thôi, cần phải là của ta cừu địch, muốn xóa bỏ Tuyền phỉ uy hiếp ta. Huyền cơ nguyệt thấy Hiên Viên Mặc Tà hình dáng, cũng biết sau lưng có vấn đề. Người xuất thủ kia, nhất định vô cùng cường đại, thậm chí đã vượt qua nàng. Không biết là cái gì cừu địch, lại có thể uy hiếp được nữ hoàng tôn thượng. Hiên Viên Mặc Tà thấp giọng đặt câu hỏi, cũng rất muốn biết nhiều một chút đảm nhiệm tin tức. Tuyền phỉ chết, ta sẽ truy xét, không nhọc Hiên Viên cung chủ quan tâm. Huyền cơ nguyệt lạnh lùng một câu, cũng không nguyện nói gì nhiều. Ừ, Hiên Viên Mặc Tà chán hơi toát ra mồ hôi lạnh, ở thần quốc, hắn mặc dù có thể kêu mưa gọi gió, nhưng ở thượng giới nữ hoàng trước mặt, nhưng chỉ có thể cúi đầu. Cuối cùng có một ngày, bổn tọa muốn giết đến thượng giới, ra một hơi ác khí. Hiên Viên Mặc Tà trong lòng âm thầm hiển thị thề nguyện, Huyền Cơ Nguyệt tuy mạnh lớn, nhưng hắn cũng không có sợ cái gì, bởi vì lấy hắn tư chất, vẫn là có cơ hội vượt qua. Bất quá,
cái đó thần bí thanh niên đảm nhiệm, hắn là hoàn toàn không thấy được vượt qua có thể, liền ngửa mặt trông lên cũng khó khăn, đối phương cảnh giới võ đạo, chân thực cao đến ngoại hạng, hắn thật là không tin cái này thế gian, có đáng sợ như vậy cường giả. Hiên Viên cung chủ, ta ủy thác ngươi điều tra nhân quả, điều tra được như thế nào? Huyền Cơ Nguyệt hỏi nói. Nếu như có thể tra ra một ít nhân quả, suy diễn đến sau lưng ngọn nguồn, nàng là có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại nàng nhất phiền toái lớn, chính là tình báo quá thiếu, không có cả người ngập trời thần thông, không biết phải dùng đi nơi nào. Một khi tài nguyên sai phối, trì hoãn thời gian, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, nàng cần phải cặn kẽ tình báo. Hồi bẩm nữ hoàng tôn thượng, tất cả nhân quả tình báo, đều ở nơi này. Hiên Viên Mặc Tà trình lên một phiến ngọc giản, trong ngọc giản ghi lại thần quốc rất nhiều chuyện. Nhưng là, bởi vì đảm nhiệm xuất hiện, ở tới nữ hoàng thiên cung trước, hắn đã âm thầm động tay chân, đem tất cả liên quan tới Diệp Thần dấu vết, toàn bộ xóa đi. Hắn rõ ràng nhớ đảm nhiệm giao phó, tuyệt đối không thể tiết lộ Diệp Thần nửa điểm tin tức, nếu không hắn không cách nào còn sống trở lại thiên đạo cung. Ừ, Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, đầu ngón tay một nhiếp, cầm lấy ngọc giản, thần niệm quét nhìn bên trong tình báo. Nữ hoàng tôn thượng, cái đó gọi Hạ Nhược Tuyết tội nữ, đã luyện hóa ngươi luân hồi tinh diễm tàn lửa, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Còn có Tuyền Cơ đại nhân, tựa hồ là bị một cái kêu là Già Thiên Ma Đế người giết chết. Hiên Viên Mặc Tà cung kính bẩm báo, không hề không đề ra Diệp Thần sự việc, chỉ nói Hạ Nhược Tuyết nhân quả. Phải không? Huyền Cơ Nguyệt nhíu mày một cái, phát hiện trong ngọc giản tình báo, đặc biệt chi thiếu, không có vật gì có giá trị, hơn nữa tình báo cùng tình báo tới giữa, tựa hồ có gãy lìa dấu vết, tựa hồ có chút nguyên thủy nội dung, bị người xóa đi. Cái này trong ngọc giản tình báo, người động tới tay chân. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt run lên, nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Tà nói. Không có, không có, nữ hoàng tôn thượng phân phó ta điều tra tình báo, ta làm sao dám tái máy tay chân. Hiên Viên Mặc Tà nghe Huyền Cơ Nguyệt mà nói, mặt không đỏ, không thở mạnh, một mặt mây thưa gió nhẹ hình dáng, không có lộ ra nửa chút đầu mối. Ở bước vào nữ hoàng thiên cung trước, hắn thì có dự cảm muốn lộ tẩy, cho nên đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Giờ phút này Huyền Cơ Nguyệt đặt câu hỏi, hắn lập tức cự tuyệt, không có nửa điểm kinh hoàng hình dáng. Hiên Viên Mặc Tà, ngươi làm ta là ai, nếu như ta liền ngươi điểm nhỏ này tay chân cũng không nhìn ra được, ta cũng không phối ngồi vị trí này. Nói, có phải hay không người kia, kêu ngươi giấu giếm tình báo, cố ý lừa ta. Huyền Cơ Nguyệt bót một tiếng, đem ngọc giản vứt trên đất, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nữ hoàng tôn thượng an tâm một chút chớ nóng, nếu như ngươi không tin, ta có thể tự mình ra tay, bắt Hạ Nhược Tuyết tội kia nữ, mang tới ngươi trước mặt, ngươi chỉ cần đích thân thẩm vấn nàng, liền có thể biết sau lưng nhân quả. Hiên Viên Mặc Tà rửng rưng mỉm cười, đã sớm chuẩn bị xong giải thích. À, Huyền Cơ Nguyệt nghe Hiên Viên Mặc Tà mà nói, nhất thời trong lòng động một cái. Muốn ép Hiên Viên Mặc Tà khạc ra chân tướng, chân thực không phải một chuyện dễ dàng, nhưng nếu như có thể bắt Hạ Nhược Tuyết, tự mình thẩm vấn bản thân nàng, nàng không tin có bí mật gì còn có thể lừa gạt. Ở tay nàng đoạn hạ, Hạ Nhược Tuyết xương coi như cứng rắn đi nữa, cũng không khả năng trèo trống. Hiên Viên Mặc Tà trấn định như thường, nếu như bắt được Hạ Nhược Tuyết, giao cho Huyền Cơ Nguyệt thẩm vấn, đến lúc đó Diệp Thần nhân quả tiết lộ, đó cũng là Hạ Nhược Tuyết vấn đề, và hắn không liên quan. Cái đó thần bí thanh niên đảm nhiệm, muốn trách thì trách Huyền Cơ Nguyệt, cũng không trách đến hắn trên đầu. Đối phương cũng đã có nói, sẽ không qua loa can thiệp người khác cuộc cờ, tựa hồ sau lưng vậy kiêng kỵ cái gì quy tắc, hắn bén nhạy phát hiện một điểm này, cho nên đùa bỡn điểm cẩn thận, vừa không đắc tội đối phương, vậy không đắc tội Huyền Cơ Nguyệt, có thể nói là thuận lợi mọi bề. Còn như sự việc cuối cùng, Huyền Cơ Nguyệt biết hắn thật động tay chân, sửa đổi tình báo, có thể sẽ có trách phạt. Nhưng tuyệt đối sẽ không tiêu diệt như thế nghiêm trọng, vẫn còn ở hắn phạm vi thừa nhận bên trong. Huống chi đến lúc đó, hắn nếu như giết sư phụ chứng đạo thành công, công đức viên mãn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng đã có tư cách khiêu chiến Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn, cũng không sợ sợ nàng trách phạt. Được, theo ý ngươi nói, ngươi trở về sau đó, cho ta bắt Hạ Nhược Tuyết tội kia nữ, mang tới thượng giới tới, ta trùng trùng có thưởng. Huyền Cơ Nguyệt phân phó. Hiên Viên Mặc Tà người này quá mức xảo quyệt, hắn một phương diện tình báo, không đủ để tin hoàn toàn,
nhất định phải và những phương diện khác tình báo, lẫn nhau kiểm chứng, mới có thể có viên mãn kết quả. Nếu như có thể bắt Hạ Nhược Tuyết, nàng có thể có được quá mức tình báo. Đến lúc đó, nàng là có thể dòm ngó gặp sau lưng nhân quả, từ đó trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Nữ hoàng tôn thượng, vậy tại hạ cáo từ. Hiên Viên Mặc Tà chắp tay, xoay người rời đi. Hắn không dám tiếp tục ở lại nữ hoàng thiên cung, nếu không Huyền Cơ Nguyệt thay đổi chủ ý, hắn chưa chắc có thể còn sống trở về thiên đạo cung. Mặc dù Huyền Cơ Nguyệt thực lực, không có cái đó thần bí thanh niên đảm nhiệm như vậy đáng sợ, nhưng đối phương nếu như ra tay, lấy hắn thực lực trước mắt, vẫn là rất khó khăn chống lại. Trở nên mạnh mẽ. Nhất định phải mau sớm trở nên mạnh mẽ. Hiên Viên Mặc Tà trong lòng, cảm thấy vô cùng áp lực. Lần này lên giới chuyến đi, coi như là lật đổ hắn tâm cảnh. Cùng lúc đó, giới vực thành chỗ sâu một tòa vô cùng rộng lớn, khí phái cực kỳ phủ đệ bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng phẫn nộ quát, là ai? Là ai giết con ta? Ta nhất định phải đem chi bằng thây vạn đoạn. Nơi này, chính là giới vực thành lãnh phủ. Thanh gia ở giới vực thành đan đạo có thể xếp thứ nhất, nhưng luận võ nói, thanh gia và rất nhiều gia tộc đều có chênh lệch. Nhất là chỗ sâu hơn lãnh gia. Mà nói chuyện, là một người vóc người hơi mập, dung mạo cùng lãnh bình có 7 phần tương tự, xúc trước 3 tròm râu dài, cả người sang trọng hoa lệ cẩm bào, cả người tản ra cấp trên uy thế người đàn ông trung niên. Người này, chính là lãnh gia tách ra đương đại gia chủ, lãnh cốc. Lãnh cốc giờ phút này đỏ cả mặt. Quanh thân khí tức cường đại, tàn phá cáo kỉnh, đem trong phòng khách bàn ghế đổ gỗ nội thất, tất cả đều chấn thành bột, cả người gân xanh, cũng đang điên cuồng nhảy lên, hiển nhiên tức giận tới cực điểm. Lãnh Bình, nhưng mà hắn sủng ái nhất tiểu nhi tử à. Hiện tại, lại bị người giết. Hắn lửa giận, đều phải đem máu đốt. Mà vậy quỳ xuống lãnh cốc trước mặt, tới bẩm báo Lãnh Bình lưu ở trong phủ mệnh lửa, đã tắt cùng một người ở, giờ phút này đã câm như hến. Cả người run rẩy, vô cùng sợ hãi. Lãnh cốc hướng về phía tên kia người làm gầm hét lên, đan tôn đại hội lúc lại có người dám cản rỡ như vậy. Cha, cho ta vận dụng gia tộc hết thảy thủ đoạn, dồn hết sức cha. Bỏ mặc cái gì giá phải trả, cho lão tử cha được là người nào làm. Không cha ra được nói, ta thì phải dùng các ngươi máu, tới lễ truy điệu con trai ta. Tên kia người làm hù được mặt không chút máu, nào dám nói một cái chữ không. Vội vàng kêu, dạ, lão gia. Dứt lời, liền lui ra ngoài, đầu đầy mồ hôi đi điều động người điều tra Lãnh Bình bỏ mình là một. Vậy người làm rời đi sau đó, lãnh cốc trong mắt hung quang chớp động, cắn răng nghiến lợi, hiện tại nếu là có ai dám trêu chọc đến cái này giới vực thành một dãy bá chủ, kết quả nhất định sẽ vô cùng là thê thảm. Đột nhiên tới giữa, phòng khách trước ở ngoài viện, bóng người chớp mắt, một người nam tử, tùy ý bước vào trong viện. Hướng lãnh cốc chỗ ở phòng khách đi tới. Cái này nam tử vừa đi, một bên nhàn nhạt nói, lãnh cốc, người con trai chết. Lãnh cốc nghe vậy, trên mặt vẻ giận cùng nhau, linh khí sôi trào, cả người cũng ở vào ranh giới bùng nổ. Là ai gan lớn như vậy, dám vào lúc này, không ngừng kêu kỳ danh, còn trực tiếp nhắc tới con trai hắn chết. Hắn chuẩn bị mở miệng tức giận mắng, trực tiếp ra tay đem người này tiêu diệt. Có thể làm hắn thấy rõ ràng người kia mặt mũi lúc đó, nhưng là chợt giật mình một cái, vậy gần như bạo liệt óc, vậy ngay tức thì lần nữa bình tĩnh lại. Lãnh cốc trên mặt vẻ giận dữ quét một cái sạch, đối mặt cái này nam tử không chỉ không có chút nào nổi giận dáng vẻ, ngược lại mặt đầy tươi cười nói, Lý chấp sự, ngài làm sao tới? Hắn thái độ, lại là vô cùng cung kính. Nếu để cho cái này giới vực thành ở giữa những người khác thấy, sợ rằng kinh được cầm đều phải rớt xuống chứ. Có người xúc phạm lãnh cốc nghịch lân, lãnh cốc lại vẫn mặt mày vui vẻ chào đón. Mặt trời là muốn đánh phía tây đi ra à? Không biết, còn lấy là lãnh cốc chỉ là lãnh ra một gã sai vặt đâu. Bước vào trong sảnh tên nam tử này tử, cả người áo bào đen, nhìn qua 30-40 tuổi hình dáng, so lãnh cốc trẻ hơn một ít, bất quá, số tuổi thật sự cũng đã đếm vạn tuế. Này người thần sắc lãnh đạm, mặc dù đã không trẻ tuổi. Nhưng cả người nhưng tản ra một loại khí thế khó hiểu, mấu chốt nhất là, tên này được gọi là Lý chấp sự nam tử, lại là giống như người phàm vậy, chút khí tức nào cũng không có tản mát ra, nhưng chẳng biết tại sao hắn giơ tay nhấc chân gian, dường như ư cùng thiên địa đại đạo, mơ hồ tương hợp. Cũng khó trách, lãnh cốc đối với tên này thần bí nam tử, cung kính như thế. Bởi vì,
Người này tên là Lý Từ, chính là Lãnh gia người trong tộc một gã chấp sự. Hơn nữa, vẫn là hạng vô cùng là gần trước chấp sự, ở Lãnh gia người trong tộc bên trong, cũng có không thấp địa vị. Hắn Lãnh Cốc, bất quá là một cái nho nhỏ phân mỗi gia chủ, nơi nào so được người trong tộc cao cấp chấp sự. Lãnh Cốc tự giác đứng lên, đem trong phòng duy nhất chỗ ngồi, nhường cho Lý Từ, đồng thời cao giọng quát lên, người đâu, cầm trên một bức tốt bàn ghế, đặt ở trong sảnh, lại pha một bầu cực phẩm linh trà tới đây. Không lâu lắm, liền có mấy cái người làm, mang lên bàn ghế, dâng lên linh trà. Lý Từ không nhanh không chậm nhấp một miếng trà, liếc Lãnh Cốc một mắt, nhàn nhạt nói, như là tìm ra giết người con trai hung thủ, ta ngược lại là có thể vì ngươi ra tay một lần. Lãnh Cốc nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó, chính là mặt hiện thụ sủng nhược kinh vẻ. Hắn vô cùng kích động địa đối trước Lý Từ hành lễ nói, Lý chấp sự, ngài nói là sự thật sao? Ha ha ha, Lãnh mỗ thật là vô cùng cảm kích à. Lý chấp sự đại ân đại đức, Lãnh mỗ đời này cũng sẽ nhớ tại lòng. Hắn ánh mắt, bỗng nhiên âm hàn xuống nói, vậy giết con ta chó má, nhất định sẽ chết rất thảm rất thảm. Lý Từ lơ đến khoát tay áo nói, người giàu gì vậy cũng coi là Lãnh gia người, cái này là ta bổn phận chuyện mà thôi. Lý Từ ánh mắt chớp động, Lãnh gia đối với hắn mà nói chính là trời, chính là thần, mà hắn Lý Từ chính là nhất là trung thành tín đồ. Mạo phạm Lãnh gia uy nghiêm, kết quả chỉ có một đó chính là chết. Lý Từ để ly trà trong tay xuống, nhìn về phía Lãnh Cốc, thần sắc nghiêm lại nói, ta lần này là phụng gia chủ mệnh lệnh tới. Lãnh Cốc nghe vậy, mặt hiện sợ hãi vẻ. Gia chủ, bản mỗi gia chủ mệnh lệnh, ở Lãnh Cốc trong lòng, chính là không thể trái cõng thần dụ à. Lãnh Cốc vội vàng kêu, Lý chấp sự mời nói, tại hạ nhất định đem hết toàn lực phối hợp, tuyệt sẽ không phụ lòng gia chủ kỳ vọng. Lý Từ gật đầu nói, rất tốt, ta lần này là vì vậy vùng u tuyệt tới. Hiện tại ngươi đi xuống tổ chức thủ hạ võ giả mạnh nhất, càng nhiều càng tốt, đợi đến vùng u tuyệt mở lúc đó, những người này cũng theo ta cùng nhau tiến vào trong đó. Màn đêm buông xuống, một tòa tĩnh lặng trên núi hoang. Đỉnh núi. Diệp Thần đã đem Dương Tử Hân an bài ở Thanh gia có khách sạn bên trong. Còn như Thanh Thu Vân, hắn bỏ lại rất nhiều thương cổ y thần truyền thừa sau đó, liền để cho Thanh Thu Vân đàng hoàng ở Thanh gia. Hiện tại vùng u tuyệt còn chưa xuất hiện, hắn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Thời khắc này hắn ngồi xếp bằng, ti ti lũ lũ ánh trăng, rơi vào trên người hắn một phiến yên tĩnh. Ở hắn bên người, xuôi tay đứng một cái cả người mau nhung nhung, quỷ hỏa lượn lờ, mặt như Itachi chuột nam tử, chính là U Oanh Quỷ Dứ. Trừ U Oanh Quỷ Dứ bên ngoài, nơi này không có người khác. Hắn ở Thanh gia tổ địa bên trong, để lại một món tử tiêu hàn diễm hơi thở, nếu như Thanh gia xảy ra chuyện, hắn sẽ có cảm ứng, thực hiện bảo vệ cam kết. Nhưng nếu như Thanh gia bình an vô sự, hắn chẳng muốn lại qua hơn dây dưa, dẫu sao nếu như dây dưa tiếp nữa, hắn và Thanh Thu Vân quan hệ, sợ là phải cắt lý không rõ. Đại nhân, ngươi không để cho Thanh cô nương đi theo ngươi, tận tuyệt như vậy tình thật tốt sao? Nàng cũng khóc thành người nước mắt. Còn nữa, Thanh cô nương cũng hoài nghi ngươi không đi Thanh gia và vị kia kêu Dương Tử Hân cô gái có liên quan. U Oanh Quỷ Dứ nói nhỏ. Không sao, nếu có duyên, sau này tự nhiên có tạm biệt cơ hội, ngươi không cần nhiều lời, thay ta hộ pháp là được. Diệp Thần chậm rãi nói. Ừ, U Oanh Quỷ Dứ không nói thêm gì nữa, phi thân xuống núi, ngưng thần đề phòng, nghiêm phòng ngoại địch xâm phạm. Lần này Diệp Thần đoạt cúp, Đan Hoàng Dương Liệt hai phụ tử, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có Càn Khôn Nhị Lão, chỉ sợ cũng sẽ có động tác. Đáng sợ hơn, là xuất xứ từ thượng giới sát ý. Một khi thượng giới kẻ địch xâm phạm, không biết sẽ có bao nhiêu hung hiểm. Tiểu Hoàng, đi ra đi. Đứng trên đỉnh núi, Diệp Thần nhẹ giọng kêu, đem Tiểu Hoàng từ luân hồi mộ địa bên trong thả ra ngoài. Chủ nhân, Tiểu Hoàng thân thể cao lớn, chiếm cứ trên đất, giọng có chút trầm thấp, ánh mắt vậy lộ vẻ được có chút không có sức. Hắn cắn nuốt bạch hổ tinh khí sau đó, thương thế khôi phục rất nhiều, chỉ ít tự ở bề ngoài, đã không nhìn ra một chút vết thương. Nhưng hắn bên trong ở căn cơ, bị tổn thương chân thực quá mức nghiêm trọng, đã đến nguy hiểm tánh mạng bước. Nếu như lại không cứu, hắn tuyệt đối có nguy hiểm tánh mạng. Huyết mạch sơ khai, ta lấy được rồi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sờ một cái Tiểu Hoàng đầu, sau đó sử dụng bình ngọc, vạch trần nắp bình, nhất thời,
một cổ màu vàng kim ánh sáng rực rỡ, như thủy triều tràn ngập ra. Bình ngọc bên trong, cất một giọt thuần màu vàng kim linh dịch, cái này giọt linh dịch, giống như quỳnh tương ngọc lộ, có tí ti lũ lũ tinh thuần linh khí thả ra, để cho lỗ mũi người đánh hơi được, thì có tim tì mát rượi, toàn thân thư thái cảm giác. Cái này giọt linh dịch, chính là ngọc quỳnh kim lộ, cũng chính là huyết mạch sơ khai, có vô cùng dư thừa huyết mạch nguyên khí. Tiểu hoàng thấy cái này giọt máu mạch sơ khai, một đỏ một xanh hai viên con ngươi, đều là phát ra dị quang. Hắn từ nơi này giọt máu mạch sơ khai bên trong, cảm nhận được liền hết sức quen thuộc, đặc biệt khí tức bàng bạc, nếu như có thể chiếm đoạt luyện hóa, hắn bị tổn thương căn cơ, còn có hắn thương thế, cũng có thể hoàn toàn hết bệnh. Ngươi uống đi. Diệp thần cong ngón tay bắn ra, đem cái này giọt máu mạch sơ khai, đạn hướng tiểu hoàng. Đa tạ chủ nhân. Tiểu hoàng mặt đầy mừng như điên, lúc này há mồm một nuốt, nuốt vào huyết mạch sơ khai. Trong thoáng chốc, từng luồng kim quang, từ tiểu hoàng trong cơ thể nổ tung ra, mênh mông như biển cả nguyên khí, không ngừng cổn đáng trước. Chủ nhân, thay ta hộ pháp, chờ ngày mai trời sáng, ta là được bước đầu khôi phục. Tiểu hoàng nhắm mắt lại, bắt đầu dung hợp huyết mạch sơ khai. Chỉ chờ tới lúc trời sáng, hắn là có thể hoàn toàn luyện hóa. Đến lúc đó, không chỉ là thương thế khôi phục, liền liền hắn thực lực, vậy sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí, hắn sắp có tư cách bước lên thiên đạo cung, đi giải cứu thiên cơ đạo nhân. Được, ngươi an tâm luyện hóa đi, ta sẽ thay ngươi hộ pháp. Diệp thần gật đầu một cái, bảo vệ ở tiểu hoàng bên người, bảo vệ hắn an toàn. Hiện tại không phát sinh ngoài ý muốn, cùng sáng mai, tiểu hoàng là có thể hoàn toàn hồi phục. Ông! Bóng đêm dần khuya, tiểu hoàng trên người kim quang, càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng đậm hơn, còn có từng luồng âm dương hơi thở, không ngừng từ hắn trong huyết mạch thả ra ngoài. Vô tận kim quang cùng âm dương nguyên khí cổn đáng, xen lẫn thành từng mảnh phù văn, ánh chiếu bầu trời đêm, sáng đẹp nguy nga. Luyện hóa huyết mạch sơ khai, đã đến trọng yếu nhất giây phút. Diệp thần ngưng thần đề phòng, thật may chỗ tòa này núi hoang, vị trí đủ hẻo lánh, tiểu hoàng trên người dị tượng, cũng không có đưa tới người ngoài chú ý. Hẳn không chuyện. Diệp thần thoáng buông lỏng, móc ra một phiến ngọc giản. Trên ngọc giản mặt, in pháp hoa mất đi thiên năm chữ. Đây là 33 thiên hồng mông cổ pháp hoa mất đi thiên nguyên thủy ngọc giản. Cũng là đan tôn đại hội một trong phần tưởng. Ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, hắn thiên long bát thần âm có thể xếp hàng thứ 8, mà pháp hoa mất đi trời, nhưng là hạng thứ 7 tồn tại, và thiên long bát thần âm là đồng bộ. Diệu pháp hoa sen, đại uy thiên long, ta là Phật môn thế tôn, trấn áp hết thảy yêu ma. Cao nhất mất đi, cao nhất độ hóa, hồng mông Phật uy, nghiền giết chư thiên tà địch. Diệp thần chặt siết chặt ngọc giản, ngưng thần cảm ngộ. Pháp hoa mất đi thiên các loại bí quyết, từng cái ở hắn đầu óc bên trong lướt qua. Pháp hoa hai chữ, là chỉ diệu pháp hoa sen, đại biểu Phật gia trí cao vô thượng diệu pháp nghĩa sâu xa, có thể trấn áp đáng địch hết thảy yêu ma. Mất đi thiên ba chữ, chính là mất đi kết giới, ở kết giới trong phạm vi, có thể hóa thân Phật môn thế tôn, tiêu diệt chư thiên tà linh, vô cùng lợi hại. Ở mất đi thiên kết giới bên trong thi triển thiên long bát thần âm, thiên long bát thần âm uy lực, sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hai người kết hợp, bộc phát ra lực sát thương, đơn giản là khủng bố, đủ để cùng hạng thứ ba tinh đế hạo nhiên khí so sánh. Rất tốt, chờ ta luyện thành cửa này Phật pháp, bước lên thiên đạo cung, cứu vãn thiên cơ tiền bối phần thắng, liền lại lớn mấy phần. Diệp thần trong lòng mừng rỡ không thôi, lúc này chấn định tâm thần, bắt đầu tu luyện pháp hoa mất đi thiên. Mấy giờ sau đó, sáng sớm buông xuống. Trước bình minh bầu trời, nhất là hắc ám. Diệp thần ngẩng đầu nhìn một phiến màn trời đen nhánh, nội tâm mơ hồ bất an. Hắn lúc này, đã lĩnh ngộ pháp hoa mất đi thiên. Ở hắn trên mình, có tầng tầng kim quang, không ngừng tràn ngập ra, sau ót cũng có từng vòng Phật quang, phơi bày ra vô cùng nghiêm túc, vô cùng trang nghiêm thở mạnh voi. Ngoài ra, còn có từng luồng bát quái hai uẩn, mơ hồ từ hắn trong mắt chỗ sâu lộ ra ra, một bức to lớn bát quái đồ án, in ở dưới chân hắn trên vùng đất. Càn khôn khảm ly, chấn động đổi tốn cấn 8 cái tinh vị, cũng lóng lánh vô cùng sáng chói thần quang. Phật đạo thông suốt, tiểu tử, người tạo hóa sợ là phải nghịch thiên a. Luân hồi mộ địa bên trong,
Thái Cổ Đan Tôn phát ra thanh âm kinh ngạc. Nguyên lai Diệp Thần luyện thành pháp hoa mất đi thiên hậu, còn ấn chứng bát quái thiên đan thuật diệu pháp, đạo gia Phật môn thông hiểu đạo lý, bát môn thuật luyện đan pháp, hắn toàn bộ lĩnh ngộ. Thiên pháp bác đại, pháp bát ngát. Nước chí nhu, lửa nóng rực. Lôi trạch mãnh liệt, gió núi mênh mông. Diệp Thần ngưng xem trầm tư, bát quái thiên đan thuật diệu pháp, ở đầu óc bên trong dòng nước chảy qua. Cái gọi là nó núi chi đá, có thể công ngọc, hắn tu luyện pháp hoa mất đi trời, thông suốt Phật môn diệu pháp, lại có thể ấn chứng bát quái thiên đan thuật bí ẩn, thiên địa nước lửa, lôi trạch gió núi tám môn thuật pháp, toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt, cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần trong lòng hiểu ra. Đạo gia Phật môn, ma đạo yêu đạo, võ đạo mộ đạo, các loại diệu pháp, hết thảy đủ loại, ngọn nguồn đều là tương thông. Nguyên, mới là thiên địa căn bản nhất chỗ. Nắm giữ nguyên bí ẩn, là có thể lĩnh ngộ tất cả bí pháp, hàng phục tất cả pháp bảo, thông suốt thiên nhân, đạt được vô thượng siêu thoát. Trong sâu thẳm, Diệp Thần tựa hồ thấy được võ đạo trung cực. Nhưng mà, một đạo kinh thiên vang lớn, cắt đứt hắn lĩnh ngộ. Tiểu Hoàng. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, chỉ gặp bên cạnh Tiểu Hoàng, chẳng biết lúc nào đứng dậy, bốn chân đạp đất, ngẩng đầu quan thiên, hai tròng mắt phù văn xen lẫn, trên mình kim quang tách thả ra, sáng mở nóng rực, thả ra khí thế kinh khủng. Cổ khí thế này, hóa thành một đạo thẳng chùm tia sáng, chọc thủng bầu trời, đưa tới to lớn dị tượng. Trên chín tầng trời, mơ hồ có sấm sét nổ ầm. Tiểu Hoàng, người thương thế tốt lắm. Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Thời khắc này Tiểu Hoàng, lại cũng không có một chút suy sụp tinh thần phế tang hình dáng, chỉ có ngập trời kiêu ngạo, ngập trời thô bạo. Hiển nhiên, hắn thương thế, đã hoàn toàn hết bệnh. Huyết mạch căn cơ, vậy toàn bộ khôi phục. Kinh khủng ác mộng hơi thở, từ trên người hắn tản mát ra, mang kinh khủng uy nghiêm, tràn ngập đến thiên địa bát hoang. Thật là khủng khiếp hơi thở. Đây là, thái cổ di chủng khí thế. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hai con người ác mộng? Giới vực thành bên trong, vô số người bắt được cái này cổ ác mộng uy nghiêm, đều là lộ ra kinh hoàng chấn động phố thần sắc. Ào ào ác mộng hơi thở, làm thiên địa hỗn loạn, cái này cổ dị tượng, thậm chí truyền đến thượng giới đi. Thượng giới, nữ hoàng thiên cung, trong tẩm cung. Đưa đi Hiên Viên Mặc Tà, Huyền Cơ Nguyệt có chút mệt mỏi, đang rút đi áo quần, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà, một cổ kinh khủng ác mộng hơi thở, nhưng là bỗng nhiên vào tới. Tẩm cung bên ngoài bầu trời, lại xuất hiện một chút quỷ dị mây sấm. Đây là có di chủng xuất thế, làm thiên địa hỗn loạn thở mạnh voi. Có thái cổ di chủng xuất thế. À, còn có huyết mạch sơ khai hơi thở. Huyền Cơ Nguyệt phủ thêm áo quần, gương mặt nhất thời kinh ngạc. Nàng cảm nhận được liền thái cổ di chủng hơi thở, còn có huyết mạch sơ khai chập chờn. Huyết mạch sơ khai lại có thể xuất hiện, ta nhất định phải cướp lấy. Huyền Cơ Nguyệt đi ra tẩm cung, thành tựu thượng giới nữ hoàng, nàng so với người bình thường nắm giữ càng nhiều hơn võ đạo bí ẩn. Đang bình thường trong mắt người, huyết mạch sơ khai có thể là một giọt quỳnh tương ngọc lộ, chỉ là linh khí phong phái dị vật, mặc dù chân quý, nhưng vậy không tới nghịch thiên bước. Nhưng ở Huyền Cơ Nguyệt trong mắt, huyết mạch sơ khai hàm chứa cổ xưa thủy nguyên hơi thở. Mà nguyên, là chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại ngọn nguồn. Nắm giữ nguyên bí ẩn, là có thể lên đỉnh võ đạo đỉnh, trở thành cao nhất chí tôn, siêu thoát hết thảy. Đơn thuần là huyết mạch sơ khai linh khí, Huyền Cơ Nguyệt cũng không để bụng, nhưng sau lưng ẩn chứa nguyên nói, nhưng là nàng khổ khổ truy tìm đồ. Nàng trên đầu, chỉ có một giọt mà thôi. Khác một giọt huyết mạch sơ khai, ở giới vực thành bên trong. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt thấy rõ, nhất thời phát hiện cái này cổ dị động, đến từ giới vực thành. Thời đại thượng cổ, nữ hoàng thiên cung từng ở giới vực thành bên trong, lưu lại một kiện kêu càn khôn huyền hỏa tháp pháp bảo, dùng để trấn áp địa mạch, thu thập khí vận. Sau đó chu diệt luân hồi đứng đầu, thượng giới đại loạn, cái này càn khôn huyền hỏa tháp vậy thất lạc. Huyền Thương Hạc và Huyền Thương Tinh hai cái tội nhân, thời đại thượng cổ mạo phạm ta, bị ta phạt đi giới vực thành thủ tháp, không biết còn sống hay không. Huyền Cơ Nguyệt hồi tưởng lại cổ xưa trí nhớ, đầu ngón tay huy động, từng luồng hồng mông ánh sáng tím tràn ngập ra, cuồn cuộn số mệnh hơi thở, kịch liệt chấn động. Tử vi hoàn vũ, số mệnh xuyên qua, sắc. Một tấm màu tím số mệnh linh phù, ở Huyền Cơ Nguyệt trong tay ngưng tụ mà thành.
Trên linh phù, từng tia cổ xưa số mệnh hơi thở, không ngừng thiểm lược mà qua. Ha ha, vậy hai cái tội nhân, quả nhiên còn sống. Ta Càn Khôn Huyền Hỏa Tháp, lại có thể thành đan tháp. Vậy hai cái tội nhân, hoàn thành đan tháp Thái Thượng Trưởng Lão. Có chút ý tứ. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp lưu chuyển gian, nhất thời khám phá Huyền Thương Hạc và Huyền Thương Tinh vận mệnh. Cái này hai người, cũng đã từng là nàng thuộc hạ, vận mệnh bị nàng nắm giữ. Nàng thi triển tử vi số mệnh thuật, thoáng suy tính, liền xem thấu hai người vận mệnh trải qua. Huyền Thương Hạc, Huyền Thương Tinh, nghe ta hiệu lệnh, điều tra huyết mạch sơ khai nhân quả, còn có giấc mộng kia nói mớ hơi thở nguồn. Nếu như có thể để cho ta hài lòng, ta sẽ ân xá các ngươi lỗi, để cho các ngươi trở lại thượng giới. Nhưng nếu có lạnh nhạt, sẽ làm cho các ngươi bầm thây vạn đoạn. Huyền Cơ Nguyệt Tiêm vung tay lên, số mệnh linh phù mang ý chí của nàng, xuyên qua trùng trùng hư không, đi giới vực thành hạ xuống đi. Giới vực thành tòa kia đan tháp, đã từng là nữ hoàng thiên cung pháp bảo, niêm phong nàng hơi thở, mượn hơi thở này, nàng có thể hàng dưới mình ý chí, không cần lo lắng quy tắc cắn trả. Mà lúc này, toàn bộ giới vực thành, cũng bao phủ ở một phiến kinh khủng ác mộng hơi thở bên trong. Vô số cường giả rung động, rất nhiều trong ngủ mê người, cũng bị thức tỉnh. Đan tháp, Càn Khôn nhị lão đứng chắp tay, nhìn phương xa trên đỉnh núi kinh ngày trời mang, sắc mặt hai người đều là kịch liệt biến hóa. Như thế kinh khủng hơi thở, không biết là cái gì đại hung xuất thế. Ta cảm nhận được liền Ngọc Quỳnh Kim lộ chập chờn, chuyện này nhất định cùng Diệp Thần có liên quan. Hai người âm thầm suy đoán. Ông, bỗng, một đạo màu tím linh phù, mang cuồn cuộn số mệnh hơi thở, từ trên trời hạ xuống. Cái này, đây là, số mệnh linh phù. Hai người nhìn cái này linh phù, nhất thời lộ ra vô cùng kính sợ, vô cùng chấn động ngạc, vô cùng kinh ngạc thần sắc. Nữ hoàng ý chí hạ xuống, nàng không có quên chúng ta. Hai người lật đật quỳ ngã xuống, liên liên dập đầu đầu, tựa như cung nghênh thánh chỉ, nghênh đón cái này số mệnh linh phù hạ xuống. Rào. Huyền Cơ Nguyệt ở lại linh trên phù ý chí, hóa thành từng đạo tinh mang, xuyên qua ra. Nữ hoàng bệ hạ thủy ban cho ân từ, lại có thể chịu cho chúng ta một cái lập công chuộc tội cơ hội. Nếu là có thể tra rõ Ngọc Quỳnh Kim lộ nhân quả, chúng ta có thể trở về đến bầu trời. Càn Khôn nhị lão cảm nhận được liền Huyền Cơ Nguyệt ý chí, nhất thời trợn to hai mắt, ngạc nhiên mừng rỡ liền liền. Hai người dừng lại ở giới vực thành bên trong thủ tháp, không biết trải qua nhiều ít năm tháng tang thương, nằm mộng cũng nhớ trở lại thượng giới đi, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có được cơ hội. Nhưng hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt, chỉ phải nghe theo Huyền Cơ Nguyệt mệnh lệnh, tra rõ sau lưng nhân quả, bọn họ liền có cơ hội trở lại thượng giới. Cái gì gọi là ngạc nhiên mừng rỡ, đây chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Hai vị trưởng lão, Đan Hoàng Đại Sư bên ngoài cầu gặp. Ngay tại lúc này, một cái đan tháp đệ tử đi vào báo cáo. Để cho hắn đi vào. Càn Khôn nhị lão lấy lại bình tĩnh, chú ý thu hồi số mệnh linh phù. Ừ, đệ tử kia xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, mang theo ba người đi vào. Cái này ba người, một cái là Đan Hoàng Dương Liệt. Một cái là kỳ tử Dương Đằng, còn có một cái, nhưng là cái dài hình rồng sừng, thân mặc trường bào, cả người mơ hồ quanh quẩn từng đạo chiến lệ phù văn nam tử. Chính là Thanh Thị Trúc Long. Càn Khôn nhị lão, vị này chính là chúng ta Thất Sát Ma Tông hộ pháp, Thanh Thị Trúc Long đại nhân. Đan Hoàng Dương Liệt ra dấu động tác tay, hướng Càn Khôn nhị lão giới thiệu Thanh Thị Trúc Long thân phận. Nguyên lai ở ngày hôm nay Đan Tôn Đại Hội sau khi kết thúc. Đan Hoàng Dương Liệt lập tức gửi một phong phi kiếm truyền thư, trở lại Thất Sát Ma Tông, hướng Thanh Thị Trúc Long bẩm báo tình huống. Thanh Thị Trúc Long biết tất cả nhân quả, tự nhiên giận dữ, chỉ muốn lập tức chu diệt Diệp Thần, đoạt lại huyết mạch sơ khai, cho nên trực tiếp từ vực ngoại chạy tới tới. Lúc này Thanh Thị Trúc Long, cả người hơi thở ngút trời, trong phảng phất có đế uy tràn ngập ra. Hắn tu vi, lại có thể đột phá, đạt tới thiên thần cảnh 9 tầng trời. Trong truyền thuyết thần đế cảnh giới. Ngưỡng mộ đã lâu Trúc Long đại nhân uy danh, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống vật thường, không nghĩ tới Trúc Long đại nhân, lại có thể bước chân vào thần đế cảnh giới. Huyền Thương Hạc cảm thụ Thanh Thị Trúc Long hơi thở, nhất thời vô cùng lộ vẻ xúc động, vội vàng chắp tay. Có Trúc Long đại nhân ra tay, muốn đến Diệp Thần thằng nhóc kia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Thương Tinh cũng là chắp tay mỉm cười.
hắn trước đây nghe nói, Thanh Thị Trúc Long là thiên thần cảnh tầng 8 thiên cao thủ, nhưng không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, đối phương lại có thể đột phá tới thiên thần cảnh 9 tầng trời, trở thành trong truyền thuyết thần đế. Thần đế thực lực, đơn giản là long trời lở đất, có thần đế ra tay, muốn tru diệt Diệp Thần, nhất định là dễ như trở bàn tay. Ha ha, ta lấy được thất sát ma diễm cờ truyền thừa, nghịch thiên chứng đế, có ta ở chỗ này, Diệp Thần người này hẳn phải chết. Thanh Thị Trúc Long ánh mắt lãnh ngạo, cả người đế mang trào đáng, thô bạo vô địch. Thất sát ma diễm cờ, đó là tin đồn bên trong, thất sát ma tông hạch tâm trí bảo, thất sát lão tổ lại có thể truyền cho ngươi. Trúc Long đại nhân đạt được thất sát lão tổ toàn bộ truyền thừa, sau này chấp trưởng thất sát ma tông, thành tựu vô lượng à. Càn Khôn nhị lão nghe được Thanh Thị Trúc Long mà nói, đều là lộ ra khiếp sợ thần sắc. Thất sát ma diễm cờ, 33 thiên hồng mông trí bảo một trong, là thất sát ma tông trấn sơn pháp bảo. Trước đây thất sát ma tông lão tông chủ thất sát lão tổ, đã đem độc môn thần thông thiên cương tuyệt mệnh phù, truyền cho Thanh Thị Trúc Long, giờ phút này lại ban thưởng thất sát ma diễm cờ, đây là muốn hoàn toàn ủy thác cơ nghiệp, truyền thụ đạo chính thông ý. Thanh Thị Trúc Long đạt được thất sát ma diễm cờ truyền thừa, tu vi nhất thời đột phá, bước vào thiên thần cảnh 9 tầng trời, nghịch thiên chứng đế, hoàn toàn lột xác. Diệp Thần ở nơi nào? Ta phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Thanh Thị Trúc Long cả người đằng đằng sát khí, chỉ muốn lập tức tru diệt Diệp Thần, đoạt lại huyết mạch sơ khai. Trúc Long đại nhân, bên ngoài ác mộng hơi thở ngút trời, có đại hung ra đời, hơn nữa có Ngọc Quỳnh Kim lộ chập chờn, nhất định cùng Diệp Thần có liên quan. Chúng ta đi trước điều tra, nhất định có thể bắt được thằng nhóc kia. Nếu như hắn không có ở đây, chúng ta quay đầu giết tới Thanh gia, cầm Thanh gia cả nhà làm con tin, cũng có thể buộc hắn hiện thân. Càn Khôn nhị lão tính toán, nếu như đại hung xuất thế, chuyện này thật cùng Diệp Thần có liên quan, vậy thì tiết kiệm bọn họ rất nhiều khí lực. Bởi vì ở tru diệt Diệp Thần đồng thời, còn có thể hoàn thành Huyền Cơ Nguyệt giao phó, trở lại thượng giới, đơn giản là một lần hành động hai được. Coi như Diệp Thần không có ở đây, vậy cũng không quan hệ, dù sao Thanh gia và hắn quan hệ không cạn, chỉ cần cầm Thanh gia cả nhà làm con tin, không sợ hắn sẽ không xuất hiện. Được, lên đường đi. Thanh Thị Trúc Long vung tay lên, không có chút nào nói nhảm, lập tức phi thân ra, ngự gió hướng phương xa đỉnh núi bay đi. Trước bình minh bầu trời, vô cùng hắc ám, mà núi kia đầu bên trên, nhưng là có kinh ngày trời trụ sông lên trời không, khí tượng huy hoàng hết sức. Từng tia kinh khủng đại hung hơi thở, không ngừng gào thét tới. Thanh Thị Trúc Long hơi lộ vẻ xúc động, cái này cổ đại hung hơi thở, so huyết mạch hắn còn kinh khủng hơn, sợ không phải trong truyền thuyết thái cổ di chủng. Kinh khủng như vậy tồn tại, vẫn là sớm xóa bỏ cho thỏa đáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 162.